Chương 374, Tô Du đến. Nháo sự, Tô Thải nhìn bảo an, này có các ngươi này đó trông cửa cầu chuyện gì, làm Lâm Thỉnh Hạm xuống dưới. Hôm nay nàng nếu không cho ta đem việc này nói rõ ràng, cho dù là người một nhà, ta cũng đối nàng không khách khí. Bảo an vừa nghe Tô Thải nói, vội vàng nhắm lại miệng, này hai cái, là Lâm Tổng người nhà. Họ Lâm người đâu, Tô một nhiên hét lớn một tiếng, hỏi. Lâm Tổng nàng ở trên lầu. Bảo an đúng sự thật đáp. Tô Thải một vãn tay áo, cùng Tô một nhiên chiều thang máy đi đến. Lâm Thanh Hạm, ngươi lăn ra đây cho ta. Tô Thải một đường mắng to, dẫn tới Lâm thị công nhân liên tiếp ghé mắt. Hai vị, có chuyện gì sao? Lý Na nghe người ta hội báo bên này sự, vội vàng tìm lại đây. Lâm Thanh Hạm đâu? Tô Thải chất vấn nói. Lâm Tổng ở phòng khách, Lý Na nhớ rõ hai người kia. Ngày hôm qua Lâm Tổng tự mình xuống lầu tiếp đãi hai người bọn họ, còn đem hai người bọn họ mang về ra, hai vị có chuyện nói, có thể chờ một lát một chút, Lâm Tổng hiện tại đang ở thấy khách nhân. Khách nhân, cái gì khách nhân so với chúng ta còn quan trọng? Tô Thải một phen đẩy ra Lý Na, đi nhanh chiều hội khách thất đi đến. Phòng khách đại môn khẩn quan. Tô Thải còn không có vào cửa, liền hướng phòng khách nội giống lớn nói, họ Lâm, người lão công như vậy đối đãi với chúng ta. Hôm nay lại đánh chúng ta bằng hữu, nếu ngươi không cho ta cái giải thích hợp lý, này Tô gia, ngươi cũng đừng trở về. Tô Thải vừa mới chuẩn bị đẩy ra phòng khách đại môn, trước mặt đại môn liền dẫn đầu bị người từ bên trong mở ra một chút. Trương Huyền từ khe hở chung đi ra, nhíu mày, nhìn trước mắt Tô Thải cùng Tô một nhiên, hai người nhỏ giọng điểm, ta tức phụ đang cùng người nói chuyện phiếm đâu. Nhỏ giọng, dựa vào cái gì nhỏ giọng? Tô Thải đôi tay một chống nạnh, ta hôm nay cùng ngươi nói rõ. Ngươi nếu không lấy ra ngươi thái độ, cho ta xin lỗi, lão bà ngươi này Tô gia, là không cần trở về. Trương Huyền vẻ mặt kỳ quái, lão bà của ta hồi Tô gia, cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi nói tính sao? À, Tô Thải cười nhạo một tiếng, ngươi quả thực cùng ta giảng chê cười, ta nói không tính, kia ai nói tính? Trương Huyền trên mặt sinh ra một mặt khác thường, lắc lắc đầu, ta không tin. Không tin, không tin ta khiến cho ngươi nhìn xem, Tô Thải nói. Liền lấy ra điện thoại, làm cho Trương Huyền mặt bát cái dãy số đi ra ngoài, chờ đối phương chuyển được, Tô Thải lớn tiếng nói, ba, ngươi có thể cấp gia chủ nói một tiếng, kia họ Lâm căn bản là không đem chúng ta Tô gia để vào mắt, chúng ta lại đây hảo hảo cùng nàng nói chuyện, nàng trực tiếp làm chúng ta cút đi, càng nói Tô gia ở trong mắt nàng, cái gì đều không phải, việc này ngươi đến cấp gia chủ hảo hảo nói, một đứa con hoang, cũng dám như vậy làm càn. Tô Thải nói xong, cắt đứt điện thoại. Đắc ý nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái. Trương Huyền nheo lại đôi mắt, ngươi lời nói, cùng sự thật không hợp đi. Ta nói chính là sự thật, Tô Thải đôi tay ôm ngực, họ Trương, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì, ở chúng ta Tô gia trước mặt, ngươi cái gì đều không phải. Hành đi, Trương Huyền gật gật đầu, xoay người, hướng phòng tiếp khách hô một tiếng, Tô gia chủ, ngươi cũng nghe tới rồi, mỗi lần đều là các ngươi Tô gia người chủ động trêu chọc ta. Trương Huyền vung tay lên. Sẽ khách thất đại môn mở ra. Tô Du đứng ở phòng khách cửa, trên mặt là che giấu không được tức giận, thượng một lần, liền bởi vì Tô gia những cái đó tiểu bối hổ nháo, thiếu chút nữa hủy hoại Tô gia, chính mình muốn bổ cứu, lại phát hiện, này đó tiểu bối cản rỡ, đã vượt qua chính mình đoán trước. Tô Thải cùng Tô một nhiên hai người, thông qua mở ra phòng khách đại môn, thấy được Tô Du xuất hiện, làm hai người bọn họ một chút không phản ứng lại đây. Gia chủ. Tô Thải biểu tình si ngốc, nói chuyện khi đều ở nói lắp. Tùy ý làm bậy, quả thực chính là tùy ý làm bậy. Tô Du khí sắc mặt đỏ lên, ta cho các ngươi tới Ngân Châu, đem Thanh Hạm thỉnh về đi, các ngươi làm chính là cái gì? Đây là thỉnh người trở về nên có thái độ sao? Tùy ý làm bậy, lật ngược phải trái, nếu không phải ta đứng ở chỗ này, ta thật muốn không đến, chúng ta Tô gia tử đệ, ở bên ngoài thế nhưng như thế cản rỡ, quả thực mất hết Tô gia mặt. Tô Thải cùng Tô một nhiên như thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Du thế nhưng sẽ đích thân tới Ngân Châu, càng sẽ không nghĩ đến, Tô Du đã đến, chỉ vì Trương Huyền làm người truyền cái lời nói, hắn liền bằng mau tốc độ chạy đến. Trương tiên sinh, Thanh Hạm, ta vì này hai bất hiếu tử tôn hành vi, nói tiếng xin lỗi. Tô Du phi thường trịnh trọng đối Trương Huyền nói, hắn biết rõ, chỉ cần người này nguyện ý, tùy thời có thể hủy hoại Tô gia, thông qua vừa mới nói chuyện phiếm hắn cũng biết được, vị đại nhân vật này. Chính là chính mình cháu ngoại gái lão công, nói như thế tới, Lâm Thanh Hạm trở lại Tô gia, đều không phải là được Tô gia chỗ tốt,
ngược lại là, Tô gia leo lên Lâm Thanh Hạm này cây đại thụ a. Thế gia giữa, mỗi một đời gia chủ, lớn nhất tâm nguyện, chính là đem bổn gia phát dương quang đại. Nguyên bản Tô Du, là muốn cho Lâm Thỉnh Hạm chính mình tuyển, nếu nàng nguyện ý đương gia chủ, liền đem Tô gia giao cho nàng, không muốn đương, liền dựa theo lão gia tử di chúc, phân Tô gia một nửa gia sản qua đi. Tô Du rất rõ ràng, chính mình lão cha, yêu nhất người, cũng không phải chính mình mẫu thân, mà là Lâm Thỉnh Hạm bà ngoại, nếu không có lúc ấy Tô gia gặp được nguy cơ, Lâm Thỉnh Hạm mẫu thân, cũng sẽ không bị đuổi ra Tô gia. Hiện tại biết Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền quan hệ sau, Tô Du nhất hy vọng, chính là Lâm Thanh Hạm tới đón quản Tô gia, như vậy có thể làm Tô gia trực tiếp cùng Quang Minh đảo đáp thượng quan hệ, nói là một bước lên trời, cũng không quá. Tô Du xin lỗi, Trương Huyền không nói gì, Lâm Thanh Hạm tiện lợi trước mở miệng, cứu cứu, ngươi không cần như vậy, chúng ta cũng không có sinh khí. Tô Du nghe được Lâm Thanh Hạm nói, theo bản năng nhìn mắt Trương Huyền. Trương Huyền bĩu môi, lão bà của ta nói cái gì chính là cái gì, chẳng qua, nhà các ngươi này đó tiểu bối, đến cai quản quản. Đó là nhất định, Tô Du gật đầu, đi đến phòng khách ngoài cửa, nhìn Tô Thải cùng Tô Một Nhiên, các ngươi hai cái, chính mình về nhà đem tên cắt đi, từ hôm nay trở đi, không cho phép các ngươi lại dùng Tô họ. Ở trong gia tộc, lớn nhất trừng phạt, đó là đem một người vẽ ra gia phả, đặc biệt là giống Tô gia loại này gia tộc, vẽ ra gia phả người, sẽ bị coi như trò cười. Hơn nữa, Tô gia người cả đời, đều ở vì Tô gia phục vụ, giống Tô Thải cùng Tô Một Nhiên loại này, bọn họ tốt nghiệp sau, công tác liền ở Tô gia tập đoàn, bao gồm trụ phòng ở, khai xe, đều là Tô gia, bị vẽ ra gia phả, tương đương tước đoạt bọn họ hết thảy. Tô Thải cùng Tô Một Nhiên sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, kinh hoàng muốn giải thích. Tô Du căn bản là không cho hai người bọn họ giải thích cơ hội, xoay người tiến vào phòng khách, sẽ khách thất đại môn đóng lại. Theo phanh một tiếng, Tô Thải cùng Tô Một Nhiên hai người, ngốc ngốc nhìn trước mặt nhắm chặt phòng khách đại môn, một lòng đã trầm tới rồi đáy cốc. Không được, ta không thể bị vẽ ra gia tộc, ta muốn cho ta ba cấp gia chủ cầu tình, Tô Một Nhiên, người cũng gọi điện thoại làm người ba trò chuyện a. Tô Thải sốt ruột lấy ra di động. Chương 375, giống như nằm mơ. Không đợi Tô Thải đem điện thoại gạt ra đi, điện thoại liền trước vang lên, là Tô Thải phụ thân đánh tới. Uy, ba, ta vừa muốn cho ngươi gọi điện thoại, ta. Tô Thải lời nói còn chưa nói xong, điện thoại kia đầu liền vang lên một trận chửi ầm lên thanh, ngươi làm cái gì? A, ta vừa mới nhận được trong nhà tin tức, chúng ta một nhà, đều bị vẽ ra Tô Thị, ngươi làm cái gì? Tô Thải nghe trong điện thoại thanh âm, trong lòng cuối cùng một tia hy vọng, cũng tan biến. Phòng họp chung Tô Du, căn bản không để bụng này hai cái bất hiếu tử tôn rời đi Tô gia sau sẽ thế nào, loại người này lưu tại Tô gia, cũng chỉ là ném Tô gia mặt mà thôi. Buổi chiều, Lâm Thanh Hạ mang theo Tô Du đi mẫu thân bia trước, đây là mẫu thân đi rồi nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có Tô gia người lại đây. Tư Nguyệt, nhiều năm như vậy, ủy khuất các ngươi một nhà, năm đó Tô gia gặp được nguy cơ, ta ba hắn đem các ngươi đuổi ra Tô gia, cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, chuyện này, chẳng sợ ở ba đi ngày đó, hắn đều không thể tha thứ chính mình, từ nay về sau ngươi có thể yên tâm, Thanh Hạm đem hoàn toàn trở lại Tô gia, dựa theo ba di chúc, nàng đem quản lý Tô gia, cũng coi như là ta ba bởi vì năm đó sự, đối với các ngươi bồi thường. Tô Du đối với Tô Tư Nguyệt bia, thật sâu cúc một cung. Cũng liền bởi vì Tô Du này một cái khom lưng động tác, làm Lâm Thỉnh Hạm trong mắt nước mắt rốt cuộc ngăn không được, điên cuồng chảy ra. Trương Huyền ôm Lâm Thanh Hạm vai ngọc, lão bà, khóc cái gì đâu, ngươi cứu cứu tới tìm ngươi, hẳn là vui vẻ sự a, ngươi nhìn xem ngươi, cùng cái con sen giống nhau. Trương Huyền duỗi tay, giúp nữ nhân đem nước mắt lau khô. Lâm Thanh Hạm chủ động kéo Trương Huyền kia trương đại tay, đem chính mình tay nhỏ đặt ở Trương Huyền lòng bàn tay, lão công, cảm ơn ngươi. Lâm Thanh Hạm nhìn trước người nam nhân. Mẫu thân năm đó trước khi đi đều ở nhớ sự, hiện giờ rốt cuộc thực hiện, hết thảy, đều bởi vì trước mắt người nam nhân này, nếu không phải hắn, chính mình khả năng còn ở chịu Tô Thải cùng Tô Một Nhiên khí. Từ Nghĩa Trang sau khi rời khỏi đây, ba người tùy tiện tìm cái địa phương ăn cơm, Lâm Thanh Hạm tò mò hỏi Tô Du, hắn là như thế nào cùng Trương Huyền nhận thức. Trương Huyền phía trước liền cấp Tô Du công đạo quá, Lâm Thanh Hạm đối Tô ra, trong lòng là có cảm tình, ở mẫu thân bên kia. Lâm Thanh Hạm càng cần nữa chính là một loại thân tình, cũng không phải chỉ nghĩ muốn bồi thường mà thôi. Tô Du liền nói cho Lâm Thanh Hạm, hắn cùng Trương Huyền, trước kia ở sinh ý thượng từng có hợp tác,
quan hệ còn tính không tồi, ngày hôm qua Trương Huyền cho hắn gọi điện thoại, hắn liền chuyên môn chạy tới. Đến nỗi Tô Gia Trung có người muốn sát Lâm Thanh Hạm việc này, Trương Huyền cùng Tô Du đều chuẩn bị lạn ở trong bụng. Đối với Tô Du tới nói, chuyện này không sáng rọi, là trong nhà rèm pha, Lâm Thanh Hạm về sau lại là Tô Gia gia chủ, việc này nếu làm nàng đã biết, tất nhiên sẽ có khúc mắc. Mà đối với Trương Huyền tới nói, sở hữu hết thảy, hắn đều có thể vì Lâm Thanh Hạm đi khiêng, đi thừa nhận, hắn có thể đem sở hữu cực khổ che ở chính mình trước người, chỉ vì thấy Lâm Thanh Hạm kia vui vẻ gương mặt tươi cười, như vậy đủ rồi. Cơm nước xong sau, Tô Du liền cáo từ rời đi, dù cho Lâm Thanh Hạm luôn mãi giữ lại, hắn cũng sốt ruột hoảng hốt phải về Tô gia, tại đây đợi, đối với Tô Du tới nói, là một loại tâm lý thượng tàn khốc khảo nghiệm, sợ chính mình một câu, hoặc là cái nào động tác chọc tới cái kia đại nhân vật bất mãn. Lâm Thanh Hạm kiên trì đem Tô Du đưa đến sân bay, nhìn theo Tô Du đăng ký sau, nàng cả người mới có vẻ nhẹ nhàng không ít. Lão công, ta thật sự hảo khẩn trương a. Lâm Thanh Hạm thở phào một hơi. Ngươi khẩn trương cái gì? Lâm Thanh Hạm nghịch ngợm thè lưỡi, sợ hãi a, sợ chính mình nào làm không tốt. Trương Huyền bật cười, nhìn Lâm Thanh Hạm làm ra này tiểu nữ nhân bộ dáng, hắn xoa xoa Lâm Thanh Hạm đầu, đừng sợ, ngươi đừng quên, ngươi cứu cứu nói. Ngươi về sau muốn đi Tô gia tiếp nhận chức vụ gia chủ, Tô gia lớn lớn bé bé sự, đều là ngươi làm chủ. Lâm Thanh Hạm quơ quơ đầu, ta hiện tại cảm giác đều cùng nằm mơ giống nhau, ngày hôm qua, ta còn ở bởi vì Tô gia sự lo lắng, hôm nay thế nhưng khiến cho ta làm Tô gia gia chủ, này hết thảy không phải là nằm mơ đi. Ngươi véo hạ chính mình, xem có đau hay không. Hảo a, Lâm Thanh Hạm một đôi mắt mị thành trăng non trạng, chiều Trương Huyền bên hông duỗi đi, dùng sức một ninh. Trương Huyền một trận nhe răng trợn mắt, lão bà, ngươi véo ta làm gì a? Ngươi cho ta ngốc a? Lâm Thanh Hạm trợn trắng mắt, véo chính mình ta sẽ đau a, khanh khách. Nữ nhân mang theo chuông bạc tiếng cười, đi nhanh chạy xa. Trương Huyền đứng ở mặt sau, nhìn nữ nhân bóng dáng, lộ ra hiểu ý tươi cười. Chờ hai người về đến nhà thời điểm, đã là buổi chiều 5 giờ nhiều. Lão công, mau thay quần áo, buổi tối cùng ta đi một cái tụ hội. Vừa đến ra, Lâm Thanh Hạm liền thúc giục nói. A, à, lại có tụ hội, Trương Huyền tùy tiện nằm ở trên sofa. Nói là tụ hội, kỳ thật là về một lần đấu thầu, chẳng qua lần này tình huống có điểm đặc thù, mau thay quần áo đi, bằng không không còn kịp rồi. Lâm Thanh Hạm đi tới, nhéo nhéo Trương Huyền cái mũi, sau đó mang theo một trận làn gió thơm, chiều trên lầu đi đến. Trương Huyền sờ sờ mũi, hắn phát hiện, Lâm Thanh Hạm thật sự thay đổi. Từ trước kia cái kia băng sơn mỹ nữ, trở nên thích chơi đùa lên. Trương Huyền hoa 2 phút thời gian thay quần áo, 20 phút thời gian chờ đợi Lâm Thanh Hạm. Hôm nay Lâm Thanh Hạm, cố ý xuyên một thân màu đen lễ phục dạ hội, một đầu tóc dài bàn ở sau đầu, giống như một con ngạo nhân thiên nga đen. Gáy ngọc trước bạch kim vòng cổ, lúc nào cũng ở tản ra một loại sáng rọi. Hôm nay Lâm Thanh Hạm vẽ trang điểm nhẹ, vốn là sặc sỡ lóa mắt nàng, hiện giờ có vẻ càng thêm mỹ diễm. Hoàn mỹ S hình dáng người chọn không ra một chút tì vết, nàng đứng ở nơi đó, tản ra một loại cường đại khí chàng. Tuy là gặp qua quá nhiều mỹ nữ Trương Huyền, giờ phút này đều có chút sững sờ. Nhìn cái gì đâu, đi lạp, Lâm Thanh Hạm xinh đẹp cười, vãn trụ Trương Huyền cánh tay. Lão bà, người quá mỹ, Trương Huyền tự đáy lòng tán thưởng nói. Lâm Thanh Hạm mặt đẹp đỏ lên, che miệng cười trộm, người liền ba hoa. Ta nói chính là thật sự. Trương Huyền dùng sức gật gật đầu. Trương Huyền lái xe, mang theo Lâm Thanh Hạm đi vào tiệc tối địa điểm, Tân Khải khách sạn. Làm Ngân Châu tốt nhất khách sạn, cơ hồ sở hữu đại hình tụ hội, đều sẽ tuyển ở chỗ này, lần này cũng không ngoại lệ. Tân Khải khách sạn ngoài cửa lớn đã ngừng không ít siêu xe, còn có không ít thân xuyên lễ phục người, đều top 5 top 3 tụ tập ở khách sạn cửa, trò chuyện cái gì. Đường xe dừng lại, cửa xe mở ra. Kia người mặc màu đen lễ phục dạ hội nữ nhân bước ra cửa xe trong nháy mắt, liền hấp dẫn quá nhiều ánh mắt, nàng xuất hiện, giống như một chút liền trở thành vai chính giống nhau. Trương Huyền vẻ mặt không vui đem xe đình hảo, từ trong xe đi ra. Lão công, ngươi như thế nào không vui a? Lâm Thanh Hạm kéo Trương Huyền cánh tay, vẻ mặt quan tâm hỏi, là không thoải mái sao? Là, Trương Huyền dùng sức gật đầu, trong lòng không thoải mái. Nhiều người như vậy đều nhìn chằm chằm lão bà của ta xem, ta không vui. Chương 376, thí điểm hạng mục. Nguyên bản nghe được Trương Huyền không thoải mái mà lo lắng Lâm Thanh Hạm vừa nghe lời này, phụt cười,
vậy ngươi lão bà nếu là cái sửu bát quái, người khác đều xem đều không nghĩ xem, ngươi liền vui vẻ. Kia cũng không vui, Trương Huyền ôm Lâm Thanh Hạm eo nhỏ, ta tưởng lão bà của ta liền cho ta một người xem. Trương Huyền này ôm eo động tác, làm Lâm Thỉnh Hạm theo bản năng né tránh một chút, bất quá thực mau nàng liền khôi phục thong dong, tùy ý Trương Huyền bàn tay to ôm vào chính mình vòng eo, giận Trương Huyền liếc mắt một cái, lưu manh. Trương Huyền giống như không nghe được Lâm Thanh Hạm nói giống nhau, kia chỉ đặt ở nữ nhân vòng eo tay, yên lặng hưởng thụ kia phân mềm mại. Lâm Tổng, người đã đến rồi. Trương Huyền nhìn đến, bí thư Lý Na cũng đứng ở Tân Khải khách sạn trước cửa. Lý Na đi tới sau, hướng Trương Huyền hỏi Thanh Hảo. Lâm Thanh Hạm nhìn khách sạn Đại Môn, hỏi câu, hiện tại tình huống như thế nào? Tình huống không dung lạc quan, nguyên bản ở chúng ta xem ra, lần này hữu lực đối thủ cạnh tranh đơn giản là Chu Thị cùng Triệu Thị, bất quá. Lý Na nói đến lúc này, theo bản năng nhìn mắt Trương Huyền, tiếp tục mở miệng, bất quá Khải Trạch tập đoàn cũng tới, là Kha Bân mang người. Kha Bân, chính là Trương Huyền từ Tô gia trở về ngày đó, nhìn thấy ở Lâm Thị dưới lầu đối Lâm Thanh Hạm thổ lộ người. Lúc ấy Kha Bân chuẩn bị tâm hình hoa hồng còn bị Trương Huyền một chân đá thành hai nửa. Hắn như thế nào cũng tới. Lâm Thanh Hạm nhíu nhíu mày. Khải Trạch tập đoàn, ở tài lực thượng, tuyệt phi có thể cùng Lâm Thị so sánh với, nhưng đối phương nhân mạch, lại là vượt qua Lâm Thị, nếu Khải Trạch cũng muốn ở bên trong này cắm một chân nói, sẽ làm Lâm Thị phi thường khó chịu. Lâm Tổng, theo tiểu đạo tin tức nói, Khải Trạch lần này tới, là chuyên môn tới quấy rối, giống như liền bởi vì lần trước sự. Lý Na nói đến này, lại lần nữa nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái. Trương Huyền từ đầu tới đuôi đều biểu hiện ra một bộ không sao cả bộ dáng, ở trong mắt hắn, mặc kệ là ai, đều là nhảy nhót vai hề mà thôi. Lâm Thanh Hạm chau mày, đi vào trước rồi nói sau. Lý Na gật gật đầu, vì Lâm Thanh Hạm dẫn đường. Ba người một đường đi vào Tân Khải tầng cao nhất yến hội thính, có thể nhìn đến, yến hội đại sảnh đã có không ít người đều tại đây. Rất nhiều người chính top 5 top 3 đứng chung một chỗ, giao lưu. Lần này hạng mục, rất nhiều nhân tâm biết chính mình không có cơ hội, bọn họ tới tham gia, bất quá là nhiều rắn chắc một ít bằng hữu, chân chính có thực lực cạnh tranh, liền như vậy mấy nhà mà thôi. Chu Thị Thiếu Đông gia Chu Tự đứng ở yến hội đại sảnh, hắn bên người vây quanh không ít người, có nam có nữ. Triệu Thị xuất hiện, làm Chu Thị từ Ngân Châu đứng hàng đệ nhị xí nghiệp biến thành đệ tam. Nhưng này chút nào không ảnh hưởng Chu Thị ở Ngân Châu lực ảnh hưởng, rốt cuộc ở rất nhiều người trong mắt, đệ nhị cùng đệ tam không có khác nhau, đều là yêu cầu chính mình sở nhìn lên. Triệu Thị người phụ trách, tên là Triệu Tu, cũng là một người tuổi trẻ người, tuy rằng Triệu Thị ở Ngân Châu mới vừa hứng khởi, nhưng muốn cùng Triệu Thị giao hảo nhân, thật sự là quá nhiều, thậm chí có người lén đều nói, lại quá 1-2 năm, này Ngân Châu long đầu xí nghiệp, không nhất định sẽ là Lâm Thị. Nguyên bản yến hội trong phòng hình thức, bởi vì Chu Tự cùng Triệu Tu tồn tại, là hai cường tranh bá, Lâm Thanh Hạm đã đến, làm trường hợp như vậy trực tiếp biến thành ba chân thế chân vạc, rất nhiều người đi lên tới, cùng Lâm Thanh Hạm chào hỏi. Trường hợp như vậy, Lâm Thanh Hạm thấy được quá nhiều, đã sớm ứng đối tự nhiên, mỉm cười cho mỗi một người đáp lại. Trương Huyền đi đến yến hội thính một bên, nhàn ngồi ở một trương trên sofa, tùy tay cầm lấy một ít tự giúp mình điểm tâm ăn lên. Trương Huyền một bên ăn, một bên đánh giá yến hội trong phòng người, nghe yến hội trong phòng thư hoãn âm nhạc, qua 40 phút tả hữu, Trương Huyền nhìn đến Lâm Thanh Hạm chính vẻ mặt mỏi mệt chiều chính mình đi tới. Trường hợp như vậy ứng phó, Trương Huyền trước kia cũng trải qua quá, biết này trong đó tâm mệt. Lão bà, liêu xong rồi. Trương Huyền từ trên sofa đứng dậy, làm Lâm Thỉnh Hạm ngồi xuống, theo sau vì Lâm Thanh Hạm án niết bả vai. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu. Lão bà, các ngươi lần này là gì hạng mục a? Ta xem này sao dán nhiều như vậy có quan hệ khoa học kỹ thuật poster. Trương Huyền chiếu trước mặt một chương poster chu chu môi, poster thượng họa, là một con thuyền hàng thiên phi thuyền. Phía chính phủ nâng đỡ một cái hạng mục, Ngân Châu gần nhất không phải ở phát triển mạnh sao, làm Ninh tỉnh thủ phủ thành thị, Ngân Châu ở khoa học kỹ thuật phương diện có vẻ thực lạc hậu, lần này, chủ yếu là ở ngoại ô khai phá một cái đại hình khoa học kỹ thuật quán, sau đó quay chung quanh cái này khoa học kỹ thuật quán. Làm một cái khoa học kỹ thuật hóa toàn tự động khu nhà phố, mặc kệ là khoa học kỹ thuật quán xây dựng, vẫn là thí điểm khu nhà phố, đều là một khối thịt mỡ, ổn kiếm không bồi sinh ý. Lâm Thanh Hạm cấp Trương Huyền giải thích. Trương Huyền như suy tư gì gật gật đầu, lại hỏi, vậy các ngươi lần này đấu thầu, xem chính là cái gì? Khó mà nói, Lâm Thanh Hạm cười khổ một chút,
lần này ai có thể cạnh Thượng Tiêu, ngay cả phía chính phủ đều nói không chừng, toàn xem chuyên gia lựa chọn, lần này nói là kinh thành tới chuyên gia, chúng ta nhà ai nếu có thể cho đối phương cung cấp lớn nhất duy trì, đối phương liền sẽ cùng chúng ta nhà ai hợp tác, đây là khảo nghiệm mỗi nhà tài lực lúc, đương nhiên, cũng phải nhìn vị kia chuyên gia tâm tình. Trương Huyền gật gật đầu, đã hiểu. Nếu là khác đấu thầu, Trương Huyền còn có thể cấp Lâm Thỉnh Hạm ra ra chủ ý, nhưng này nếu muốn xem đơn nhân tâm tình nói, Trương Huyền cũng không có cách, trừ phi hắn một chiếc điện thoại, làm tương lai cùng phía chính phủ chào hỏi một cái, lấy tương lai lực ảnh hưởng, nàng muốn nói nguyện ý trợ giúp phía chính phủ làm xây dựng, phỏng chừng phía chính phủ có thể kích động khóc. Trương Huyền ở bốn phía nhìn quét một vòng, lão bà, kia chuyên gia người đâu? Không biết, Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, chúng ta liền chuyên gia mặt cũng chưa gặp qua, chỉ nghe nói cái kia chuyên gia thích chơi, lần này tiệc tối, chính là chuyên môn vì cái kia chuyên gia chuẩn bị. Thích chơi, Trương Huyền suy đoán, này phỏng chừng lại là một cái năng lực xuất chúng người, bằng không ai sẽ từ cái này chuyên gia tính tình a. Trương Huyền vỗ vỗ bộ ngực, lão bà, từ từ đấu thầu thời điểm, ta liền tạp tiền, ta cho ngươi tài trợ. Ngươi tiền là ngươi tiền, ta có kiếm tiền năng lực, làm gì phải dùng ngươi tiền. Lâm Thanh Hạm cự tuyệt nói. Ách, Trương Huyền sờ sờ mũi, quả nhiên, chính mình này lão bà, vẫn là hiếu thắng không được. Trương Huyền đơn giản không đề cập tới cái này đề tài, cấp Lâm Thỉnh Hạm cầm khối điểm tâm, hai người ngồi này nói chuyện phiếm. Ô ô ô, này không phải Thanh Hạm sao? Ngươi cũng tới đấu thầu. Kha Bân mang theo một đám người, từ một bên đã đi tới, ở Kha Bân bên người, còn đi theo một người ăn mặc hoa lệ mỹ nữ, xem Kha Bân bộ dáng này cùng ngữ khí, là tới tìm cha không thể nghi ngờ. Lâm Thỉnh Hạm cười, người Kha Bân có thể tới, ta Lâm Thị hẳn là chẳng thiếu gì đi. Kha Bân gật gật đầu, Lâm Thị là chẳng thiếu gì, chẳng qua. Kha Bân cố ý một đốn, nhìn về phía Trương Huyền, chẳng qua nào đó người, làm ta thực tức giận, lúc này đây, chỉ sợ Lâm Thị muốn kém không ít đồ vật. Kha Bân nói xong, nhìn chính mình bên cạnh mỹ nữ liếc mắt một cái, mỹ nữ hiểu ý, đi lên trước một bước, đánh giá Lâm Thanh Hạm liếc mắt một cái, mở miệng nói, người chính là Lâm Thanh Hạm, cũng chẳng ra gì sao. Chương 377, đây là ngươi nhẫn cưới. Kha Bân bên người nữ nhân đi lên tới, trực tiếp nhằm vào Lâm Thanh Hạm, nhìn dáng vẻ, Kha Bân là tưởng đem lần trước bãi cấp tìm trở về. Lâm Thanh Hạm nhìn này mỹ nữ liếc mắt một cái, mày liễu hơi nhíu, nghi hoặc nói, ngươi là ai? Ta nhận thức ngươi sao? Nữ nhân nghe được Lâm Thanh Hạm lời này, sắc mặt tức khắc biến đổi. Ha ha, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Trình Giai Hân. Kha Bân cười nói, trên mặt mang theo nồng đậm đắc ý. Trình Giai Hân đôi tay hướng trước ngực một ôm, Trình gia ở toàn bộ Ninh Tỉnh, kia tuyệt đối là địa vị siêu cao, Trình lão gia tử ba vị môn đồ, là Ninh Tỉnh tam đại phương diện một tay, tuy rằng Ninh Sông Dài đã xuống ngựa, nhưng này chút nào không ngại ngại Trình gia lực ảnh hưởng. Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, chưa thấy qua, không quen biết. Kha Bân lại lần nữa mở miệng, Trình Giai Hân mới từ Ma Di quốc lưu học trở về, người chưa thấy qua cũng bình thường. Trình Giai Hân mắt lé nhìn Lâm Thanh Hạm, nói, ta lão nghe người ta nói, Lâm gia Lâm Thanh Hạm, có bao nhiêu ghê gớm, có bao nhiêu ưu tú, hiện tại xem ra, cũng bất quá liền như vậy mà thôi, Ngân Châu quá nhỏ, không có gì có bản lĩnh người, vô pháp cùng chúng ta Ma Di quốc loại địa phương kia so sánh với. Nhìn xem ngươi, xuyên nhân mô cẩu dạng, bất quá lại nơi trốn để lộ một loại nhà giàu mới nổi giống nhau hơi thở. Đối mặt Trình Giai Hân trào phúng, Lâm Thanh Hạm như không nghe được giống nhau. Cái kia Trình Giai Hân đúng không? Trương Huyền tay phải niết quyền, tay trái cú đánh Giai Hân vẫy vẫy, lại đây, cho ngươi xem cái bảo bối. Lâm Thanh Hạm lôi kéo Trương Huyền ống tay áo, lão công, tính, đừng gây chuyện. Lâm Thanh Hạm là biết Trương Huyền tính cách, xem Trương Huyền như vậy. Liền biết Trương Huyền muốn động thủ, vội vàng ngăn cản. Trương Huyền gật gật đầu, ánh mắt tràn ngập cảnh cáo ý vị nhìn mắt Trình Giai Hân, đem nắm tay buông ra. Trình Giai Hân lại nhìn về phía Trương Huyền, nói, ngươi chính là Lâm gia cái kia con rể đi. Ở rể đến Lâm gia, khó trách cứ như vậy cấp ở họ Lâm trước mặt tỏ lòng trung thành, kết quả là còn không phải là cái hạ nhân sao. Trương Huyền nhìn cái này Trình Giai Hân, lắc lắc đầu, này tuyệt đối là cái ngu xuẩn. Liền như vậy bị người lợi dụng, còn một bộ đắc ý bộ dáng. Trình Giai Hân thấy Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm đều không để ý tới chính mình, đương nhiên sẽ không liền như vậy từ bỏ, nàng ánh mắt không ngừng ở Lâm Thỉnh Hạm trên người đánh giá, muốn tìm một ít chọn thứ địa phương. Hôm nay,
Lâm Thanh Hạm ăn mặc một thân khéo léo hắc lễ phục, mị lực vô hạn, tóc vãn khởi, sặc sỡ lóa mắt, toàn thân, đều có thể nói hoàn mỹ, nếu một hai phải nói một cái không được hoàn mỹ địa phương, chính là Lâm Thanh Hạm tay phải ngón áp út thượng kia chiếc nhẫn. Màu ngân bạch nhẫn, tạo hình liền giống như nhôm hợp kim vòng tròn giống nhau, phá hủy chỉnh thể mỹ cảm, này nhẫn, là Trương Huyền đưa cho Lâm Thanh Hạm. Trình Giai Hân ánh mắt, tự nhiên mà vậy, cũng liền tỏa định ở Lâm Thanh Hạm trong tay kia chiếc nhẫn thượng. U, đây là ngươi nhẫn cưới sao? Thật là hảo độc đáo a, cái nào nhà xưởng nhặt vật liệu thừa a? Trình Giai Hân che miệng cười, ở nàng che miệng trong quá trình, cố ý đem chính mình tay phải ngón trỏ thượng kia cái 10 carat nhẫn kim cương lộ ra tới. Này cái 10 carat nhẫn kim cương, ở ánh đèn hạ có vẻ cực kỳ lóa mắt, tản ra 5 màu quang hoa. Ai nha nha, thật là xin lỗi a. Trình Giai Hân cố ý đem trên tay nhẫn lộ ra tới trong chốc lát sau, lại vội vàng thu trở về. Này nhẫn là Kha Bân đưa ta, nếu đả kích đến ngươi, là ta không đúng, ta cho ngươi xin lỗi. Kha Bân đứng ở một bên, cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, họ Trương, đây là ngươi đưa cho Thanh Hạm nhẫn cưới. Thật đúng là phù hợp ngươi cái này tới cửa con rể thân phận đâu, tầng này mạ bạc, chỉ sợ hoa không ít tiền đi. Kha Bân tiếng nói vừa dứt, những cái đó bị hắn mang đến người, đều phát ra một trận cười vang. Đường đường Lâm thị tổng tài. Nhẫn cưới thế nhưng chính là một cái nhôm hợp kim chiếc nhẫn, vẫn là mạ bạc, ha ha ha, nói ra đi phỏng chừng sẽ bị người cười chết. Quá khôi hài a, người nhìn xem, đây là tìm cái tới cửa con rể kết cục. Ta nếu cho người ta đi ở rể, thứ này ta đều ngượng ngùng đưa, người nói một chút người này đến nhiều keo kiệt a, Lâm thị chiêu tới cửa con rể, mỗi tháng tiền lương cũng không thấp đi. Mua không nổi cái loại này 10 carat nhẫn, mua cái thật kim không được sao. Từng đợt cười vang thanh, đưa tới rất nhiều người vây xem. Triệu thị tập đoàn người phụ trách triệu tu đi tới, nhôm hợp kim chiếc nhẫn đương nhẫn cưới. Như vậy có ý tứ sự tình ta phải hảo hảo xem, tấm tắc, Lâm thị làm Ngân Châu Long đầu xí nghiệp, quả nhiên không giống người thường a, Lâm tổng, người lão công muốn đưa không dậy nổi, không bằng ta thế hắn đưa ngươi một cái. Trăm vạn vẫn là ngàn vạn, ngươi nói. Triệu tu tiếng nói vừa dứt, hắn mang đến người cũng phát ra cười vang thanh. Chúng ta Triệu tổng đưa nhẫn, ngươi có phải hay không đến tỏ vẻ cái gì a, cùng chúng ta Triệu tổng ăn cái ăn khuya gì đó. Thực mau, bên này ầm ĩ thanh, liền đưa tới rất nhiều người lực chú ý, làm yến hội trong phòng người đều hướng bên này thấu lại đây. Lâm Thanh Hạm tay phải thượng nhẫn cưới, tức khắc liền thành mọi người sở thảo luận đề tài. Rốt cuộc, Lâm thị hiện tại tổng tài sản đã qua chục tỷ, Lâm Thanh Hạm thân là tổng tài, liền tính là một kiện bình thường trang sức cũng không nên là như vậy giá rẻ đồ vật, càng đừng nói là nhẫn cưới đâu. Rất nhiều người, đều ở vì Lâm Thanh Hạm cảm thấy tiếc hận, đồng thời trong lòng cũng ở quở trách Trương Huyền, liền tính là Lâm ra tới cửa con rể, Lâm ra đối hắn cũng coi như không tệ a. Lâm Thanh Hạm đến chỗ nào đều mang theo hắn, đổi làm chính mình, đừng nói cưới chính là Lâm thị tổng tài, chính là một cái không hề thân phận nữ nhân, có Lâm Thanh Hạm như vậy tư sắc, chính mình cũng đến mọi cách che chở mới được. Cùng Trương Huyền so sánh với, Kha Bân quả thực là quá ưu tú, chỉ là theo đuổi Trình Giai Hân, liền tặng một quả 300 nhiều vạn nhẫn, liền này Trình Giai Hân còn chướng mắt, mang ở chính mình ngón trỏ thượng, thật muốn không rõ, cái kia Trương Huyền, một cái nhôm hợp kim chiếc nhẫn, hắn có cái gì mặt lấy ra tới. Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền ngồi ở trong đám người, bị người chỉ trỏ trỏ, như vậy cảm giác, làm Lâm Thỉnh Hạm phá lệ khó chịu, nàng trước nay đều không có để ý quá Trương Huyền đưa chính mình chiếc nhẫn này là quý là tiện. Chỉ cần là Trương Huyền đưa cho nàng, nàng đều thích. Nhẫn cưới, Lâm Thanh Hạm cũng có, lúc ấy Lâm Kiến Vũ cấp chuẩn bị, tuy rằng không có 10 carat như vậy khoa trương, nhưng tam carat cũng không tính nhỏ, nhưng Lâm Thanh Hạm chưa bao giờ có mang quá, bởi vì ở trong lòng nàng, nhẫn cưới, trước sau là phải có ý nghĩa mới được, nếu không phải cái gọi là ý nghĩa, kim cương thứ này, còn không có hoàng kim đáng giá. Lão công, chúng ta đi thôi. Lâm Thanh Hạm thoải mái hào phóng giữ chặt Trương Huyền tay. Chẳng sợ hôm nay tiêu còn không có cạnh, nàng cũng không cái gọi là, chính mình bị người ta nói thượng hai câu đảo không có việc gì, mấu chốt là, nàng không nghĩ nhìn đến Trương Huyền như vậy trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chung quanh người của trách thanh, Trương Huyền căn bản là không hướng trong lòng đi, tùy ý Lâm Thanh Hạm lôi kéo chính mình tay, hướng đám người ngoại đi đến. Đang lúc hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, trong đám người, vang lên một đạo thanh âm. Tránh ra, đều nhường nhường, mau. Liền thấy, một người hơn 30 tuổi nữ nhân, mang một bộ kính đen, đẩy ra đám người,
đi đến Lâm Thanh Hạm trước mặt, không khỏi phân trần, bắt lấy Lâm Thanh Hạm tay phải, tỉ mỉ xem cái không ngừng, nữ nhân biểu tình phá lệ xuất sắc, từ nghi hoặc, biến thành không thể tin được, cuối cùng biến thành khiếp sợ. Chương 378, Mạn Đắc Kim. Lâm Thanh Hạm như vậy bị một nữ nhân bắt lấy tay, cảm giác phá lệ biệt nữ, muốn bắt tay rút về tới, kết quả phát hiện đối phương chảo đến phá lệ chết. Thế nhưng là thật sự, không thể tưởng tượng, thật là không thể tưởng tượng, loại đồ vật này, như thế nào sẽ bị người làm thành nhẫn. Nữ nhân nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hạm tay, chuẩn xác nói, là nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hạm trên tay mang kia chiếc nhẫn, không ngừng phát ra cảm thán. Nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Thanh Hạm, người chiếc nhẫn này là từ đâu tới? Ta lão công đưa a. Lâm Thanh Hạm nhìn về phía Trương Huyền. Đồng thời, nữ nhân này cũng nhìn về phía Trương Huyền, không ngừng gật đầu, lợi hại. Thật là lợi hại, loại đồ vật này, đều có thể làm thành nhẫn tặng người. Này khối mạn đắc kim, người xài bao nhiêu tiền mua? 10 tỷ Magi Kim, 20 tỷ Magi Kim. Nữ nhân này nói, nghe được chung quanh người, là không hiểu ra sao. Họ Trương, ngươi làm cái gì xiếc, từ nào mời đến như vậy một cái diễn viên? Kỹ thuật diễn cũng quá phù hoa đi. Kha Bân cười nhạo một tiếng, liền này nhôm hợp kim chiếc nhẫn, còn chục tỷ Mỹ Kim. Ngươi cười chết ta phải. Mang kính đen nữ nhân xoay người, trừng mắt nhìn Kha Bân liếc mắt một cái, ngươi không hiểu ta không trách ngươi, thỉnh ngươi không cần tại đây lầm đạo đại gia, đem mạn đắc kim so sánh nhôm hợp kim, ngươi vô tri sẽ bị người giễu cợt. Kha Bân bĩu môi, trang cái gì trang a, còn mạn đắc kim, ta trước nay không nghe nói qua. Ngươi đương nhiên không nghe nói qua, nữ nhân đương nhiên nói, loại đồ vật này, không phải mỗi người đều có thể nghe nói. Kha Bân như vậy bị người dỗi vài câu, trên mặt thật không đẹp, vừa muốn lên tiếng quát lớn, liền nghe một đạo thanh âm vang lên. Lưu giáo sư, Lưu giáo sư. Thanh âm là từ đám người ngoại chuyện tới, có vẻ thực nôn nóng. Tại đây đâu, đừng kêu, mang kính đen nữ nhân phất phất tay. Đám người bị đẩy ra, liền thấy một nam nhân trung niên đầy mặt nôn nóng đứng ở nữ nhân trước người. Lưu giáo sư, người này đột nhiên không thấy, nhưng làm ta sợ muốn chết. Nhìn thấy trung niên nam nhân, vây xem rất nhiều người, đều hô câu Vương tiên sinh hảo. Vị này Vương tiên sinh, chính là mang kinh thành chuyên gia tới tuyển hợp tác đồng bọn, mọi người đều đối hắn khách khách khí khí. Vương tiên sinh hướng chung quanh người vẫy vẫy tay, theo sau đối nữ nhân nói, Lưu giáo sư, nơi này, đều là Ngân Châu doanh nhân, ngươi có thể theo chân bọn họ tâm sự, lựa chọn ngươi ý đồ hợp tác đồng bọn. Vương tiên sinh nói, làm Kha Bân sắc mặt biến đổi, nữ nhân này. Thế nhưng chính là lần này kinh thành tới chuyên gia. Cái kia được xưng, năm ấy 30 tuổi, có được 4 cái tiến sĩ học vị siêu cấp thiên tài. Lưu giáo sư lý cũng chưa lý Vương tiên sinh, ánh mắt một lần nữa phóng tới Lâm Thanh Hạm trên tay kia chiếc nhẫn mặt trên, thứ này, có thể cho ta nhìn xem sao. Lâm Thanh Hạm cũng không nghĩ tới, nữ nhân này, thế nhưng chính là kinh thành chuyên gia, lần này có thể hay không cạnh thượng tiêu, tất cả đều là nhân gia nói tính, Lưu giáo sư đưa ra cái này thỉnh cầu sau. Lâm Thanh Hạm đem nhẫn hái xuống, giao cho đối phương. Lưu giáo sư giống như chân bảo giống nhau, đem chiếc nhẫn này phủng ở trong tay, không ngừng phát ra cảm thán, quả nhiên là mạn đắc kim. Mạn đắc kim làm thành nhẫn, này đến bao lớn bút tích. Từ từ, này mặt trên còn có chữ viết, này tự cũng là ngươi lão công khắc. Lưu giáo sư trừng lớn đôi mắt, trong mắt toàn là khiếp sợ nhìn Lâm Thanh Hạm. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, đúng vậy, hắn người này, không hiểu phong tình. Cũng là có thể khắc ra này 4 chữ. Lưu giáo sư lắc lắc đầu, này nếu là không hiểu phong tình, toàn thế giới đều không có lãng mạn nam nhân. Mạn đắc kim trên có khắc tự, trên thế giới này, người lão công là đầu một cái làm ra loại chuyện này người. Chung quanh vây xem người, nghe Lưu giáo sư nói, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Lưu giáo sư, người nói cái này mạn đắc kim, rốt cuộc là thứ gì a? Kim loại hiếm, Lưu giáo sư thật mạnh nói ra này 4 chữ. Chú ý, ta nói kim loại hiếm, không phải chỉ hoàng kim cái loại này lạn đường cái đồ vật, toàn thế giới đã biết mạn đắc kim, thêm lên không đến 1 mét khối, này quý trọng trình độ, không phải có thể tưởng tượng. Lưu giáo sư lời này rơi xuống, chung quanh người một mảnh ồ lên, toàn thế giới chỉ có 1 mét khối, này đến có bao nhiêu quý trọng a? Khó trách vừa mới Lưu giáo sư hỏi cái kia Trương Huyền, này nhẫn là bao nhiêu tiền mua, nếu thật giống Lưu giáo sư nói như vậy thưa thớt. Như vậy một tiểu khối, cũng nên giá trị chục tỷ Magi Kim cái này giá cả. Kha Bân sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn vừa mới còn lớn tiếng nói,
đây là Trương Huyền tìm tới diễn viên, không nghĩ tới là kinh thành vị kia chuyên gia, chính mình lại nói đây là nhôm hợp kim chiếc nhẫn, kết quả là toàn biến thành toàn thế giới thêm lên đều không đến một mét khối mạn đắc kim. Lưu giáo sư cầm chiếc nhẫn này, mạn đắc kim, là toàn thế giới đã biết, cứng rắn nhất kim loại, cơ hồ mỗi cái quốc gia, đều tưởng có được một khối làm nghiên cứu, nhưng toàn bộ thế giới sản lượng liền nhiều như vậy, rất nhiều quốc gia muốn có được, đều không có biện pháp. Hoa Hạ đã từng đem một khối cùng này nhẫn không sai biệt lắm lớn nhỏ mạn đắc kim dùng làm cho thuê, một năm phí dụng, chính là 1 tỷ Mazikim. Lưu giáo sư nói, lại lần nữa làm mọi người lộ ra khiếp sợ biểu tình, liền như vậy một tiểu khối, quốc gia ra bên ngoài thuê, một năm tiền thuê 1 tỷ Mazikim. Quang này tiền thuê, liền đỉnh thượng ở đây đại bộ phận người toàn bộ thân gia. Bao gồm Lâm Thanh Hạm, đều bởi vì cái này giá cả líu lưỡi không thôi. Trình Giai Hân sắc mặt phá lệ khó coi, nàng vừa mới còn ở khoe ra chính mình 10 carat nhẫn kim cương, giá trị 300 nhiều vạn, nhưng hiện tại phát hiện, chính mình này nhẫn kim cương cùng Lâm Thanh Hạm trên tay nhẫn so sánh với, liền rác rưởi đều không bằng. Lưu giáo sư lại lần nữa mở miệng nói, ta nói, chỉ là thuê giá cả, muốn mua như vậy một khối mạn đắc kim, trừ phi có đặc thù con đường, nếu không căn bản mua không được, loại này kim loại, chẳng sợ dùng laser, đều không thể hoàn chỉnh cắt. Yêu cầu dùng laser đi ma chế như vậy một quả nhẫn, sở muốn tiêu hao sức người sức của, căn bản là vô pháp tưởng tượng, quan trọng nhất chính là, có người còn ở mặt trên khắc tự. Lưu giáo sư nói đến khắc tự thời điểm, liền nàng bản thân đều không thể tin được, nếu không có tận mắt nhìn thấy, nếu có người nói cho Lưu giáo sư, mạn đắc kim thượng có thể khắc tự, Lưu giáo sư nhất định cho rằng đối phương điên rồi. Tuy là hiện tại, Lưu giáo sư đều cảm giác, chính mình có phải hay không điên rồi. Nàng nhìn Trương Huyền, có thể hay không nói cho ta, người như thế nào tại đây mặt trên khắc tự. Rất đơn giản a, chậm rãi ma là được. Trương Huyền nhún vai. Lưu giáo sư nghe Trương Huyền nói, một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, thật lâu sau mới phun ra hai chữ. Ngưu bức. Lưu giáo sư buổi nói chuyện, hoàn toàn đổi mới ở đây người nhận chi, vừa mới những cái đó còn trào phúng Trương Huyền người, giờ phút này xấu hổ liền đầu đều ngượng ngùng nâng. Lấy chính mình vô tri đi chào phúng người khác, ngẫm lại đều mất mặt ném về đến nhà. Đặc biệt là Kha Bân còn có Trình Giai Hân, bao gồm kia trận còn nói lời nói muốn đưa nhẫn kim cương Triệu Tu, giờ phút này chỉ cảm thấy sắc mặt một trận xanh tím, khó coi tới rồi cực điểm. Lâm Thanh Hạ mặt đẹp hồng hồng, nàng căn bản là không nghĩ tới, Trương Huyền đưa chính mình lễ vật, lại là như vậy quý trọng, lúc ban đầu, nàng đều cho rằng này chỉ là một cái bình thường nhôm hợp kim chiếc nhẫn đâu. Tại đây một khắc, nàng cảm giác, chính mình chính là trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Chương 379, chèn ép. Lưu giáo sư liên tục không tha đem này cái mạn đắc kim sở chế thành nhẫn còn cấp Lâm Thanh Hạm. Lâm Thanh Hạm đem nhẫn cầm ở trong tay, lại chậm chạp không có mang hảo. Lão bà, như thế nào không mang? Này có điểm quá quý trọng. Lâm Thanh Hạm nhìn trong tay chiếc nhẫn này, giá trị chục tỷ Mazikim A, này so toàn bộ Lâm thị đều quý. Trương Huyền chủ động đem nhẫn lấy lại đây, theo sau bắt lấy Lâm Thanh Hạm nhu đề, đem chiếc nhẫn này mang ở Lâm Thanh Hạm ngón áp út thượng. Lão bà, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật, ngươi không cần lo cho quý không quý trọng, ngươi chỉ cần đem nó coi như một quả bình thường nhẫn là được. Lâm Thanh Hạm nhìn chính mình ngón áp út, nói là nói như vậy, nhưng ta như thế nào có thể đem nó coi như một quả bình thường nhẫn sao? Ha ha, đây là chuyện của ngươi lạc. Trương Huyền nhẹ nhàng gõ một chút Lâm Thanh Hạm ót. Lâm Thanh Hạm duỗi tay, vuốt ve nhẫn mặt ngoài bồi ngươi đến lão bốn chữ, trong lòng tràn đầy đều là ngọt ngào. Kha Bân mang theo người của hắn, lặng lẽ đi đến một bên, tiếp tục đãi ở chỗ này, cũng chỉ là mất mặt thôi. Thực mau, liền đến lần này tiệc tối chủ đề, vẫn là đấu thầu, rất nhiều xí nghiệp, đều lấy ra chính mình át chủ bài. Phàm là có phía chính phủ bối cảnh, mang thí điểm hai chữ hạng mục, từ xưa đều là có kiếm vô bồi, hơn nữa kiếm được đó là đầy bồn đầy chén. Vì lần này hạng mục, mọi người đều là mưu đủ kính. Chẳng qua, những cái đó tiểu xí nghiệp có thể cho ra duy trì, cùng Lâm thị loại này xí nghiệp lớn so sánh với, kém quá xa. Lâm Thanh Hạm hứa hẹn, nàng có thể lấy ra 1 tỷ, làm đơn độc nghiên cứu tài chính, sở hữu phòng nghiên cứu khoa học tài liệu, đều từ Lâm thị một tay cung cấp. Lâm thị này 1 tỷ con số vừa nói, làm ở đây 99% người đánh lui chống lớn. 1 tỷ A. Lâm thị lần này bút tích, đại dọa người. Lưu giáo sư nghe gật gật đầu, Lâm thị cấp ra điều kiện, nàng tính thực vừa lòng, lần này nghiên cứu khoa học, yêu cầu tuyệt bút tài chính tới chống đỡ, đương nhiên là càng nhiều càng tốt.
rất nhiều tiến đến đấu thầu nhân tâm chung mặc tưởng, lần này đấu thầu, phỏng chừng là Lâm Thị không chạy, cái này hạng mục, kết quả là nhiều lắm có thể kiếm bao nhiêu tiền. 1 tỷ, 1200 triệu, thậm chí khả năng liền 1 tỷ đều không đến, Lâm Thị loại này cách làm, là mạo thật lớn nguy hiểm, đầu tư 1 tỷ, kiếm nói kiếm không bao nhiêu, bồi nói, kia thật là lỗ sạch vốn. Nữ nhân này, xác xác thật thật có quyết đoán a. Muốn cho ta trưởng quản Lâm Thị, hôm nay ta cũng không dám nói ra 1 tỷ cái này con số. Một ít người ở ngầm thảo luận. Lâm Thanh Hạm nhìn Lưu giáo sư, nói ra 1 tỷ cái này con số, nàng cũng là tự hỏi hồi lâu, căn cứ Lâm Thị chuyên nghiệp đoàn đội đánh giá, lần này hạng mục, tính toán đâu ra đấy, bao gồm quanh thân đất nâng giới, phía chính phủ trợ cấp từ từ, cũng bất quá là 800 triệu lợi nhuận, 1 tỷ, là ở xa hoa đánh cuộc. Lâm Thanh Hạm lúc này đây, không riêng gì vì kiếm tiền, càng quan trọng là củng cố Lâm Thị danh hào, Triệu Thị xuất hiện, vì Lâm Thị mang đến áp lực cực lớn, tại như vậy đi xuống, Lâm Thị uy tín, sẽ chậm rãi biến mất. Lâm Thanh Hạm tưởng không sai, nàng 1 tỷ này con số vừa ra, rất nhiều người xem Lâm Thị ánh mắt đều thay đổi, Triệu Thị đột nhiên quật khởi, đối Lâm Thị chèn ép, làm ở đây đại bộ phận nhân tâm, đều có một loại Lâm Thị tùy thời sẽ suy sụp hình tượng, nhưng hiện tại, Lâm Thanh Hạm cách làm nói cho mọi người, Lâm Thị sẽ không suy sụp. Triệu Thị cùng Lâm Thị so sánh với, vẫn là có chênh lệch. Một ít người, hiện tại thậm chí đã nghĩ kỹ rồi lời chúc mừng, tùy thời chuẩn bị đi cấp Lâm Thỉnh Hạm chúc mừng nàng bắt lấy lần này hạng mục. Ta Triệu Thị tập đoàn, nguyện ý lấy 20 trăm triệu. Triệu Tu thanh âm, đột nhiên vang lên. 20 trăm triệu. Ở đây ánh mắt mọi người, đều tại đây một khắc, tỏa định tới rồi Triệu Tu thân thượng, đây là cố ý cùng Lâm Thị không qua được a. 20 trăm triệu tới đầu tư cái này hạng mục, kia tuyệt đối là tất mệt. Triệu Tu nhìn Lâm Thanh Hạm, đầu đi khiêu khích ánh mắt. Những cái đó tiểu xí nghiệp người phụ trách, cảm thụ được Triệu Tu cùng Lâm Thanh Hạm chi gian không khí, líu lưỡi không thôi, đây là các đại lão chi gian chiến đấu a, vừa ra tay đều mấy tỷ, chỉ vì tranh khẩu khí. Lâm Thanh Hạm sắc mặt khó coi, nàng không nghĩ tới, Triệu Thị thế nhưng lấy 20 trăm triệu ra tới, liền tính là hạng mục làm thành, cũng may tổn hại 1 tỷ. Này 1 tỷ, liền vì chèn ép chính mình. Triệu Tu cách làm, lại một lần làm mọi người cảm nhận được Triệu Thị hùng hậu tài chính. Tài chính ra tới rồi, về nghiên cứu phương diện sự. Vương Tiên Sinh nhìn mắt Triệu Tu, lần này hạng mục không riêng muốn tài chính, còn cần chuyên nghiệp nhân tài phối hợp. Nghiên cứu phương diện sự, chúng ta Khải Trạch tập đoàn phụ trách. Kha Bân đột nhiên đứng dậy, chúng ta Khải Trạch tập đoàn, đem cùng Triệu Thị tập đoàn cột vào cùng nhau. Cộng đồng đối lần này hạng mục phụ trách. Kha Bân nói xong, đắc ý nhìn Lâm Thanh Hạm. Chuyện như vậy, làm ở đây người ổ lên một mảnh. Ban đầu, mọi người đều cho rằng, lần này đấu thầu, Khải Trạch tập đoàn cùng Triệu Thị, bao gồm Chu Thị cùng Lâm Thị, này tứ phương sẽ tranh cái người chết ta sống. Kết quả hiện tại phát hiện, Triệu Thị cùng Khải Trạch, đã sớm đạt thành hiệp nghị, đây là muốn cộng đồng đè ép Lâm Thị a. Nếu này hai đại tập đoàn thật là quyết tâm muốn chèn ép Lâm Thị, như vậy Lâm Thị này tòa cao ốc, nguy ngập nguy cơ. Ngay cả Lâm Thanh Hạm cũng chưa nghĩ đến, Triệu Thị cùng Khải Trạch, sẽ liên hợp đến cùng nhau, này hoàn toàn chính là bất kể hậu quả chơi pháp, chỉ nghĩ làm Lâm Thị sinh tồn không đi xuống. 2 tỷ tài chính, đối hiện tại Lâm Thanh Hạm tới nói, là tuyệt đối lấy không ra. Lâm Tổng, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Na đứng ở Lâm Thanh Hạm bên người, nôn nóng hỏi. Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu. Thả đi, tranh đi xuống không có ý nghĩa. Này, Lý Na trên mặt toàn là không cam lòng. Triệu Tu nhìn Lâm Thanh Hạm trên mặt biểu tình, cười nói, họ Lâm, ngươi đừng từ bỏ a, ngươi trên tay kia cái chiếc nhẫn đều bao nhiêu tiền đâu, không bằng làm ngươi lão công lại đầu điểm tiền. Thế nào? Triệu Tu này phiên cách làm, thường nhân nhìn như không có gì, kỳ thật là đem Lâm Thanh Hạm hướng tuyệt cảnh bức, mặc kệ là Lâm Thanh Hạm há mồm 1 tỷ, vẫn là Triệu Thị 2 tỷ chèn ép, này hai cái tập đoàn. Đã không phải dựa lần này hạng mục kiếm tiền, mà là lập uy, hiện tại, Triệu Thị lập uy hiệu quả đã đạt tới, Lâm Thị nếu tiếp tục thêm vào đầu tư kim ngạch vượt qua 2 tỷ, người ở bên ngoài trong mắt, cũng rất khó khởi đến lập uy tác dụng, rốt cuộc Triệu Thị chèn ép, là trực tiếp phiên gấp đôi. Lâm Thị muốn tiếp tục lập uy, cũng muốn ở 2 tỷ cơ sở thượng, lại thêm 1 tỷ, nếu không căn bản khởi không đến lập uy hiệu quả. Nhưng Lâm Thị thật muốn 3 tỷ bắt lấy cái này hạng mục. Đại gia cũng chỉ sẽ cảm thấy, Lâm Thị ở ngạnh căng, vì lập uy, bồi suốt 2 tỷ, đây là ngốc tử tài cán sự. Triệu Tu cái này 2 tỷ con số, có thể nói là tuyển vừa vặn tốt,
không nhiều không ít. Triệu Tu hướng Lâm Thanh Hạm nhướng mày, thế nào a Lâm Tổng, ngươi khai giới, ta phiên gấp đôi, ta khai giới, ngươi dám phiên gấp đôi sao? Ta Triệu Tu lời nói đặt ở nơi này, ngươi dám phiên, ta liền dám cùng. Chương 380, Giang Tĩnh rời đi. Triệu Tu này một phen lời nói, chính là đem Lâm Thanh Hạm hướng tuyệt cảnh thượng bức, hiện tại hắn lời nói đều thả ra, Lâm Thanh Hạm nếu dám phiên gấp đôi, hắn liền dám cùng, loại này lời nói, đã ở hiển lộ Triệu Thị 10 phần tự tin. Lâm Thanh Hạm muốn thật theo, hắn Triệu Tu tùy tiện cười to hai tiếng, nói tiếng nhận túng, cũng không ai cảm thấy Triệu Thị là thật túng, rốt cuộc Lâm Thanh Hạm phiên gấp đôi, vậy bồi 3 tỷ. Nhưng hiện tại, Lâm Thanh Hạm không cùng, đó chính là sợ Triệu Thị, đối với Lâm Thị ở Ngân Châu địa vị, đã có ảnh hưởng. Triệu Tu này vô cùng đơn giản cách làm, trực tiếp làm Lâm Thanh Hạm ở vào một cái tiến thoái lưỡng nan bị động địa vị. Tiến, Lâm Thị bồi 3 tỷ, mua một cái uy vọng. Người khác sau lưng còn sẽ nói Lâm Thanh Hạm là cái ngốc tử. Lui, Lâm Thị đem từ hôm nay trở đi, hoàn toàn bị Triệu Thị áp thượng một đầu. Lâm Tổng, thế nào, cùng vẫn là không cùng đâu. Triệu Tu vẻ mặt tươi cười nhìn Lâm Thanh Hạm. Cùng, một đạo chém đinh chặt sắt thanh âm vang lên. Thanh âm này chủ nhân, làm ở đây người, toàn bộ lắp bắp kinh hãi, không phải Lâm Thanh Hạm, không phải Bí Thư Lý Na, cũng không phải Trương Huyền, mà là Chu Tự. Chu Thị thiếu Đông gia. Ta Chu Thị, nguyện ý ra 2 tỷ, đầu tư Lâm Thị. Chu Tự xuất hiện, hắn nói, làm ở đây người há to miệng, mọi người đều nhìn về phía Lâm Thanh Hạp, trong lòng bội phục, không nghĩ tới, nữ nhân này, thế nhưng để lại như vậy một tay, khi nào đem Chu Thị liên hợp thượng. Triệu Tu trên mặt tươi cười tức khắc biến mất. Tình huống như vậy, ngay cả Lâm Thanh Hạm bản thân đều không hiểu ra sao, Chu Tự thái độ, thực từ sớm phía trước liền làm một cái chuyển biến. Lúc ấy Chu Tự dùng một miếng đất uy hiếp chính mình, kết quả ngày hôm sau liền đem đất toàn bộ đưa tặng, còn đưa cho chính mình vài cái lâu bàn, mặt sau rất nhiều hạng mục, Chu Thị cũng chưa cùng chính mình cạnh tranh, hôm nay thế nhưng lại đột nhiên đưa ra phải cho chính mình đầu 2 tỷ. Đối với Chu Thị tới nói, 2 tỷ, tương đương với toàn bộ Chu Thị 1/4. Họ Chu, người đầu óc có tật xấu sao? Người Chu Thị nhiều năm như vậy bị Lâm Thị ép tới còn chưa đủ thảm. Kha Bân nhìn không được. Trực tiếp mở miệng mắng lên. Chu Tự cười lạnh một tiếng, cùng Lâm Thị đấu, chỉ bằng các ngươi, còn kém xa lắm đâu. Nói xong, Chu Tự đi đến Trương Huyền trước mặt, vẻ mặt cười nịnh, Trương tiên sinh, ta cách làm, ngài còn vừa lòng sao? Có ánh mắt, Trương Huyền vừa lòng gật gật đầu. Được đến Trương Huyền tán thành, Chu Tự vẻ mặt vui sướng, như vậy thái độ, lại lần nữa kinh lớn mọi người trong mắt, Chu Thị thiếu Đông gia, cấp Lâm gia cái kia tới cửa con rể, kỳ hảo. Lâm Thanh Hạm kiểu gì khôn khéo, nhìn Chu Tự đối Trương Huyền thái độ, rất nhiều chuyện một chút liền tưởng sáng tỏ, khó trách phía trước Chu Tự cùng phụ thân hắn đột nhiên đến Lâm Thị trước cửa cho chính mình nhận sai, còn tặng như vậy nhiều đất cùng lâu bàn cho chính mình, này hết thảy đều là bởi vì Trương Huyền. Lâm Thanh Hạm tưởng tượng đến chính mình lúc ấy đối Trương Huyền thái độ, liền tràn ngập xin lỗi, nguyên lai hắn, từ lúc bắt đầu, liền yên lặng vì chính mình trả giá. Lâm Thanh Hạm lấy lại bình tĩnh. Một lần nữa nhìn về phía Triệu Tu, Triệu Tổng, chúng ta Lâm Thị, hiện tại đầu tư thêm vào đến 3 tỷ, ngươi xem, ngươi còn cùng sao? Triệu Tu sắc mặt biến ảo, hiện tại, hắn tình cảnh, cùng vừa mới Lâm Thanh Hạm trở nên giống nhau, cùng, chính mình liền hao tổn 3 tỷ, không cùng, chính mình vừa mới làm lập uy, chính mình vừa mới lời nói, đều sẽ trở thành trò cười, này không thể nghi ngờ là vác đá nện vào chân mình. Chu Thị đột nhiên xuất hiện, quấy rầy Triệu Tu toàn bộ kế hoạch. Trầm ngâm mười mấy giây sau, Triệu Tu cười ha ha một tiếng, Lâm Tổng, thật là hảo thủ đoạn, chúng ta Triệu Thị ở Ngân Châu dừng chân không lâu, đúng là quảng giao bằng hữu thời điểm, lần này hạng mục, liền nhường cho các ngươi Lâm Thị hảo, về sau đại gia ở chung địa phương còn cỡ nào. Triệu Tu lần này, làm mọi người minh bạch, lần này đánh cờ chung, Triệu Thị bại. Lâm Thị liên hợp nguyên bản Ngân Châu đệ nhị tập đoàn Chu Thị, hiện tại địa vị, đem không thể lay động. Trừ phi Triệu Thị có thể lại lấy ra một bút siêu việt Chu Thị tài chính. Kha Bân đứng ở một bên, sắc mặt âm trầm sắp thích ra thủy tới, hắn hôm nay vì trả thù Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạp, làm hai tay chuẩn bị, trực tiếp nhục nhã, kết quả bởi vì chính mình vô tri, ngược lại trở thành trò cười, cũ, liên hợp Triệu Thị cùng nhau chèn ép Lâm Thị, kết quả là, vẫn là bị Lâm Thị phản áp một đầu. Kha Bân gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạp, đột nhiên mở miệng, có một số người, quang biết dựa vào trưởng bối phúc trạch, chính mình là một chút bản lĩnh đều không có,
loại người này, hiện tại là có thể kiêu ngạo, nhưng về sau có thể cản rỡ bao lâu, thật khó mà nói, vì tranh khẩu khí tạp vài tỷ, thật là sĩ diện a. Kha Bân nói như vậy, chính là cho chính mình tìm lấy cớ. Bất quá, mọi người tuy rằng có thể nghe ra hắn lời này là lấy cớ, nhưng lý thật đúng là không tháo. Có thể nghĩ, chờ lần này phong ba qua đi, Kha Bân lại châm ngòi thổi gió một chút, bên ngoài sẽ đem hôm nay sự truyền đến mưa mưa gió gió, thậm chí các loại phiên bản đều có. Trương Huyền ôm Lâm Thanh Hạm bả vai, càng là người không có bản lĩnh, kêu liền càng hung. Chê cười, Kha Bân cười lạnh một tiếng, họ Trương, ngươi dám không dám cùng ta so một lần. Ngươi không xứng, Trương Huyền khinh miệt nhìn Kha Bân liếc mắt một cái, ôm Lâm Thanh Hạm, chiều yến hội thính ngoại đi đến. Kha Bân chỉ cảm thấy, chính mình cường hữu lực một quyền đánh vào bông thượng, loại cảm giác này làm chính mình phá lệ khó chịu. Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền không có ở Tân Khải khách sạn nhiều đãi, ra khách sạn, trực tiếp lái xe hướng ra trở về, đến nỗi hạng mục vấn đề, có Lý Na phụ trách, Lâm Thanh Hạm là tuyệt đối yên tâm. Một đêm lặng yên qua đi. Sáng sớm hôm sau, Trương Huyền vừa mới rời giường, đi đến trong viện, đối với kia cây lão thụ đánh quyền. Giang Tĩnh kéo một cái dương hành lý, từ trong phòng đi ra, đứng ở Trương Huyền phía sau, Trương tiên sinh. Trương Huyền quay đầu lại nhìn thoáng qua, nghi hoặc nói, người đây là muốn ra xa nhà. Giang Tĩnh hơi hơi mỉm cười, ta là tới xin từ chức, trong khoảng thời gian này, Lâm Tổng đã không có bất luận cái gì nguy hiểm, hơn nữa ta nhận được tin tức, phía trước muốn hại Lâm Tổng người, đến bây giờ đã không có bất luận cái gì nhiệm vụ tuyên bố, này cũng ý nghĩa, ta nhiệm vụ kết thúc. Giang Tĩnh nói xong, ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền trước người kia cây, tiếp tục nói, hơn nữa, có Trương tiên sinh ngươi bảo hộ Lâm Tổng, có ta không ta đều một cái dạng. Trương Huyền gật gật đầu, đối Giang Tĩnh, hắn vẫn là rất có hảo cảm, nữ nhân này chịu nỗ lực, phi thường có trách nhiệm tâm, tiếp hảo tiếp theo cái nhiệm vụ sao. Đã tiếp được, cố chủ chờ ta tiền nhiệm, Lâm Tổng bên kia, liền làm ơn Trương tiên sinh nói một chút. Hảo, yêu cầu ta đưa ngươi sao? Trương Huyền chỉ bên cạnh xe. Không được, Giang Tĩnh giơ lên chính mình trong tay chìa khóa xe, ta còn là thích một người tự giá, người biết đến, chúng ta này hành, không có gì tự do độ, không có kỳ nghỉ, ngày thường lên đường, coi như lữ hành. Vậy chúc ngươi, Trương Huyền hướng Giang Tĩnh hơi hơi mỉm cười, lữ đổ vui sướng. Cảm ơn, Giang Tĩnh mở cửa xe, ngồi đi lên. Chương 381, ta tận mắt nhìn thấy. Lâm Thanh Hạm rời giường sau, biết được Giang Tĩnh đã đi rồi tin tức, thổn thức không thôi, này hai tháng tới sớm chiều ở chung, là cá nhân liền sẽ bắt đầu sinh ra chút cảm tình, Giang Tĩnh vẫn luôn bảo hộ ở Lâm Thanh Hạm bên người, này đột nhiên rời đi, làm Lâm Thỉnh Hạm cảm giác khuyết thiếu điểm cái gì. Trương Huyền nhưng thật ra đã sớm thói quen như vậy chia lìa, xem thực khai. Trương Huyền vì Lâm Thanh Hạm chuẩn bị bữa sáng, đãi Lâm Thanh Hạm ăn xong sau, Trương Huyền một bên thu thập chén đũa, một bên nói, lão bà, ta hôm nay có một số việc, chính ngươi đi công ty đi. Ân, hảo, Lâm Thanh Hạm gật gật đầu. Hiện tại đối Trương Huyền, Lâm Thanh Hạm đã có điểm đối đãi một nhà chi chủ thái độ, rất nhiều chuyện, nàng đều theo bản năng sẽ đi nghe Trương Huyền. Nhìn theo Lâm Thanh Hạm rời đi, Trương Huyền đứng ở nhà mình đình viện cửa, lạnh lùng nói, đãi hơn 2 giờ, không mệt sao. Ha ha, ta còn tự nhận là che giấu thực hảo đâu. Một đạo thân ảnh chậm rãi đi đến đình viện trước cửa. Đây là một cái trung niên nam nhân, lưu chữ râu quai nón, lôi thôi lếch thếch, xuyên cũng thực tùy ý, trên chân chỉ đạp một đôi dép lê. Tự giới thiệu một chút, ta kêu Nguyên Kim, lệ thuộc với lưỡi dao sắc bén phân đội. Trung niên nam nhân chủ động hướng Trương Huyền duỗi tay. Trương Huyền xem cũng không xem đối phương duỗi tới tay, lưỡi dao sắc bén người, tìm ta làm gì? Ha ha, Nguyên Kim khẽ cười một tiếng. Trương tiên sinh thật đúng là thích biết rõ cố hỏi, Lưu gia trang viên nổi lửa sự, ta tưởng cùng Trương tiên sinh lưu một chút. Vậy chạm này lưu đi, Trương Huyền hướng đình viện cửa một đổ. Nguyên Kim thần sắc ngẩn ra, theo sau cười nói, ta còn tưởng rằng Trương tiên sinh sẽ mời ta đi vào uống ly trà đâu. Ta chỉ biết thỉnh bằng hữu uống trà, có việc liền nói đi. Nguyên Kim gật gật đầu, ta đây cũng không bán cái nút, ta tin tưởng, Trương tiên sinh ngươi cũng là cổ võ giới người. Ngày đó người bị Lưu gia người mang đi, chờ ngươi rời đi sau, Lưu gia liền nổi lên lửa lớn, đối với chuyện này, ngươi có cái gì tưởng giải thích sao? Không có, Trương Huyền lắc đầu, nhà hắn nổi lửa, quan ta gì sự? Trương tiên sinh, người bị mang đi Lưu gia, ngày đó đã xảy ra cái gì,
Liêu gia như thế nào sẽ đột nhiên nổi lửa. Nguyên Kim một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền, ta hy vọng Trương tiên sinh ngươi đúng sự thật nói cho ta. Nga, Trương Huyền gật đầu, Liêu gia bị người diệt môn, hỏa cũng là đối phương phóng, ta tận mắt nhìn thấy đến, nói các ngươi lưỡi dao sắc bén không đi bắt hung thủ, tới tìm ta làm gì. Nguyên Kim hiển nhiên không có dự đoán được Trương Huyền sẽ nói thẳng không cố kỵ nói ra Liêu gia bị diệt môn loại này lời nói, Liêu gia là đồ cổ gia tộc, một nhà chết vào lửa lớn, tự nhiên khiến cho lưỡi dao sắc bén chú ý, lưỡi dao sắc bén chuyên môn phái người nghiệm thi, được đến kết quả là, Liêu gia cả nhà, đều là bị người giết, hơn nữa cơ hồ mỗi người, cũng chưa lưu lại toàn thây. Lấy lưỡi dao sắc bén thủ đoạn, rất dễ dàng phải biết ngày đó Trương Huyền bị đưa tới Liêu gia, cuối cùng bình yên vô sự. Nguyên Kim liền đem mục tiêu phóng tới Trương Huyền này, đem hắn làm đột phá khẩu. Nguyên Kim ý tưởng, là từ Trương Huyền giữa những hàng chữ trung tìm được một ít chứng cứ, theo sau đem này giam giữ, tiến hành thẩm vấn, lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến, sẽ được đến như vậy một đáp án, cái này làm cho hắn có loại không thể nào xuống tay cảm giác. Nguyên Kim nhìn Trương Huyền, trầm mặc nửa ngày, nói, ngươi là nhìn có người đem Liêu gia một nhà toàn bộ giết chết. Đúng vậy, Trương Huyền gật đầu. Liền toàn thây đều không có, đặc biệt tàn nhẫn, bất quá lúc ấy không cố thượng chụp ảnh cùng ghi hình. Nguyên Kim lại hỏi, nếu Liêu gia một nhà đều bị giết, ngươi vì cái gì không có việc gì? Người này thật đúng là khôi hài. Trương Huyền một bộ xem ngốc tử bộ dáng nhìn Nguyên Kim, những người đó sát Liêu gia người, cùng giết ta có cái gì tất yếu liên hệ sao? Ta hôm nay muốn giết con cá, liền phải đem một hồ đường cá toàn bộ nổ chết. Nguyên Kim đối mặt Trương Huyền. Chỉ cảm thấy một trận không thể nào xuống tay, đối phương lời nói phảng phất nơi trốn đều là sơ hở, lại cố tình không có một cái làm chính mình có thể lợi dụng địa phương. Nguyên Kim suy nghĩ nửa ngày, chỉ có thể nói ra một câu, ta hoài nghi ngươi cùng lần này Liêu gia giết người án có quan hệ, xin theo ta đi một chuyến. Chờ hạ, ta đem trong nhà hoa tưới một chút, Trương Huyền khinh phiêu phiêu đáp lại một câu, xoay người vào nhà, ước chừng uống lên ly trà, lại nằm kia nghỉ ngơi hơn nửa giờ, mới ra cửa. Nguyên Kim mở ra một chiếc quải có thẻ vàng nhã các, mang theo Trương Huyền chiều trung tâm thành phố chạy tới. Trưởng quan, người đây là muốn đem ta hướng nào áp a? Trương Huyền nhàn nhã dựa vào xe trên ghế sau, ta hôm nay còn phải đi làm đâu? Nguyên Kim đem xe ngừng ở một cái tiệm cà phê cửa, ghế phụ cửa xe mở ra, một người ăn mặc váy dài, diện mạo xinh đẹp mỹ nữ ngồi trên xe, liếc mắt Trương Huyền, hỏi hướng Nguyên Kim, đây là cái kia? Ân, Nguyên Kim gật gật đầu. Mỹ nữ xoay người, trong tay cầm một ly cà phê, nói một chút đi, ngươi vì cái gì muốn sát Liêu gia cả nhà. Trương Huyền vẻ mặt kỳ quái nhìn tên này mỹ nữ, ngươi vì cái gì không mặc nội y. Mỹ nữ sắc mặt giận dữ, ngươi đánh giám. Ngươi cũng ở đánh giám. Trương Huyền nhún vai, ngươi thấy ta sát Liêu gia cả nhà. Mỹ nữ nghe Trương Huyền nói, khí ngực phập phồng, ta vô tâm tình cùng ngươi chơi loại này văn tự trò chơi, chúng ta lưỡi dao sắc bén nhiệm vụ thực trọng. Người chậm trễ chúng ta thời gian, trách nhiệm là người có thể gánh vác khởi. Liêu gia một nhà, rốt cuộc là chết như thế nào? Trương Huyền lấy thắc tay, ta không đều nói cho các người đồng sự sao, bị người giết a, một nhà đều bị tách rời, như thế nào, có vấn đề sao? Mỹ nữ trước người ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Nguyên Kim. Nguyên Kim cười khổ một tiếng, hắn là như vậy cho ta nói. Mỹ nữ sắc mặt liền biến, lại lần nữa quay đầu chừng hướng Trương Huyền. Người tận mắt nhìn thấy Liêu gia một nhà bị giết. Đúng vậy, Trương Huyền gật đầu. Kia chấp pháp giả đâu? Cũng bị giết a, Trương Huyền đương nhiên nói, ta nhìn bọn họ chết, máu tươi phun lão cao, tặc kích thích. Mỹ nữ đột nhiên duỗi tay chụp thượng trung khống đài, vô pháp vô thiên. Chúng ta ở chấp pháp, vô tâm tình cùng ngươi nói giỡn, ngươi nếu không nói lời nói thật, chớ trách chúng ta áp dụng cưỡng chế thi thố. Ta chính là đang nói lời nói thật a, Trương Huyền buồn bực. Hiện tại này thế đạo, nói thật ra cũng chưa người tin sao. Mỹ nữ quay đầu, nhìn Nguyên Kim, quát, quay đầu, đi đem Lâm gia người toàn bắt, ta xem hắn nói hay không lời nói thật. Nguyên Kim trên mặt lộ ra một mặt rối rắm, này chỉ sợ có chút không hợp quy củ đi. Cái gì không hợp quy củ? Mỹ nữ sắc mặt khó coi, ta Liêu gia cả nhà đều chết xong rồi, người hiện tại còn cùng ta để quy củ. Mỹ nữ nói, tay liền hướng tay lái thượng chụp tới. Nguyên Kim vội vàng đẩy ra đối phương, Hồng Đan, người bình tĩnh một chút, không cần xúc động. Cái gì kêu ta bình tĩnh một chút, nếu chết chính là người nhà ngươi, người có thể bình tĩnh sao? Mỹ nữ hét lớn một tiếng,
lại lần nữa chừng hướng Trương Huyền, trong mắt là che giấu không được thù hận, ta nói cho ngươi, ta Liêu Hồng Đan, tuyệt đối sẽ làm ngươi nợ máu trả bằng máu. Liêu Hồng Đan nói xong, trực tiếp đem trên nóc xe một cái màu đen hộp túm xuống dưới, cái này động tác, làm Nguyên Kim sắc mặt mãnh biến. Hồng Đan, ngươi làm cái gì? Xe phiên, chấp pháp nghi quang ngã hỏng rồi. Liêu Hồng Đan cười lạnh. Chương 382, đổ thạch đặc phê. Trương Huyền nhìn Liêu Hồng Đan, hắn không nghĩ tới, lưỡi dao sắc bén giữa, thế nhưng có một cái liêu ra người. Nguyên Kim một cái phanh gấp, đem xe ngừng ở lộ trung ương, Hồng Đan, người xác định muốn làm như vậy. Bằng không đâu, Liêu Hồng Đan hỏi lại một tiếng, ta liêu ra người không thể bạch chết. Hành đi, Nguyên Kim gật gật đầu, nhéo nhéo nắm tay, người nói như thế nào làm, ta nghe ngươi. Nguyên Kim nói xong, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Trương Huyền. Trương Huyền cười nhạo một tiếng, các ngươi liêu ra đều là cái dạng gì người, chính ngươi trong lòng rất rõ ràng, Liêu Thăng ở trong trường học khinh nam bá nữ, các ngươi gia chủ liên hợp chấp pháp giả, công nhiên đem ta trói đi liêu ra, như vậy hành vi, đã xem như phá hư quy củ đi. Chúng ta liêu ra như thế nào làm việc, còn không tới phiên ngươi tới nói ra nói vào. Ngươi bất quá là cái bình thường cổ võ giả, liền tính chúng ta liêu ra khinh ngươi nhục ngươi, ngươi cũng nên chịu. Liêu Hồng Đan khẩn nhìn chằm chằm Trương Huyền, ta cuối cùng hỏi ngươi, chúng ta liêu ra người chết, cùng ngươi có hay không quan hệ? Trương Huyền quét mắt bị Liêu Hồng Đan khấu hạ tới chấp pháp nghi, nhếch miệng cười, có. Ngươi, Liêu Hồng Đan sắc mặt biến đổi, nàng biết, chính mình bị âm. Đang lúc Liêu Hồng Đan còn muốn nói cái gì thời điểm, một cổ mãnh liệt va chạm cảm đánh úp lại. Một chiếc gia tạp đột nhiên đánh vào này chiếc nhã các đuôi xe. An toàn túi hơi trước tiên nổ tung. Ngay sau đó, lại có mấy chiếc xe liên hoàn đánh vào này chiếc nhã các thượng, mãnh liệt va chạm dám để cho Nguyên Kim cùng Liêu Hồng Đan đầu óc ngất. Các ngươi thích lật xe, liền phiên cho các ngươi xem. Trương Huyền vững vàng ngồi ở ghế sau, thân là lưỡi dao sắc bén quan viên, chức quan tư dùng, quan báo tư thù, các ngươi loại người này, đãi ở lưỡi dao sắc bén, cũng là tai họa người khác, nếu như vậy, vậy đã chết đi. Trương Huyền thanh âm, lạnh lùng vang ở hai người bên tai. Chiếc xe đong đưa dừng lại, hai người trước tiên liền quay đầu chiều ghế sau nhìn lại, ở hai người bọn họ tầm mắt giữa, Trương Huyền chậm rãi đem một trương mặt quỷ mặt nạ mang ở trên mặt. Đồng thời, nhã các chủ điều khiển cùng ghế phụ cửa xe bị người kéo ra. Đồng dạng là vài tên mang mặt quỷ mặt nạ thân ảnh, xuất hiện ở Nguyên Kim cùng Liêu Hồng Đan tầm mắt giữa. Trương Huyền mở ra ghế sau cửa xe, đi ra ngoài, làm thành lật xe biểu hiện giả dối đi, nhiều ít cấp lưỡi dao sắc bén một chút mặt mũi. Còn có, đem sở hữu có thể giải quyết sự tình đều giải quyết, ta không hy vọng lưỡi dao sắc bén lại đến phiền ta. Liêu Hồng Đan nhìn trước mặt này đó mang mặt nạ thân ảnh, trong lòng tràn ngập nồng đậm sợ hãi, khó trách chính mình ra bị người diệt môn, chọc tới, thế nhưng là, địa ngục hành giả. Nguyên Kim trên mặt toàn là hối hận, Liêu Hồng Đan, lúc này đây, ngươi nhưng đem ta hại thảm a. Trương Huyền đi ra xe sau, tùy tay đem mặt nạ tháo xuống, ném tới bên cạnh một chiếc xe bán tải chung. Chính mình đôi tay cắm túi, lảo đảo lắc lư đi lên trung tâm thành phố đường phố. Theo Trương Huyền rời đi, một trận tiếng nổ mạnh vang lên. Một giờ sau, Trương Huyền ngồi ở một tiệm cà phê, nhìn di động, Ngân Châu tin tức đầu đề, đã bị một chiếc treo thẻ vàng quan xe, ở đường cái thượng tùy ý khẩn cấp phanh lại, tạo thành cấp phiên tin tức chiếm cứ, tin tức trung sưng, này chiếc quan xe người điều khiển cùng với ngồi trên xe một người nữ tính song song tử vong, người qua đường hai gã vết thương nhẹ. Trương Huyền vừa mới chuẩn bị thu hồi di động, điện thoại liền vang lên, điện báo người biểu hiện Tần Nhu. Trương Huyền mới vừa đem điện thoại tiếp khởi, Tần Nhu thanh âm liền vội bách vang lên, Trương Huyền, ngươi hiểu đổ thạch sao? Trương Huyền nghĩ nghĩ nói, hiểu một chút đi. Đó chính là đã hiểu, chúng ta công ty tân mở rộng hãng nhất mậu dịch, chính là đổ thạch, ta đối này trong đó đồ vật cũng không phải thực hiểu công việc, ngươi giúp ta nhìn xem đi. Tần Nhu ở trong điện thoại nói. Làm đổ thạch, Trương Huyền lòng tràn đầy nghi hoặc, vẫn là chiều Hằng Viễn mậu dịch đi đến. Giờ phút này, Tần Nhu bàn làm việc thượng, chính phóng không ít văn kiện, đều là về đổ thạch. Tần Tổng, thiêm đi. Đúng vậy Tần Tổng, đây chính là cái ngàn năm một thuở cơ hội a, đổ thạch thứ này lợi nhuận, có thể nói thật lớn, đại gia muốn làm, phía chính phủ phê không phê là một chuyện, mấu chốt cũng không có phương pháp a. Đối Hằng Viễn tới nói. Đây là có thể cùng Lâm Thị chạy song song với một cái cơ hội. Tần Nhu văn phòng chung, rất nhiều hạng mục giám đốc đều ở khuyên Tần Nhu. Từ từ đi,
Tần Nhu nhìn trên bàn kia phong văn kiện, chờ Trương Huyền lại đây. Còn chờ cái gì à Tần Tổng, mọi người đều nói, liền cho chúng ta nửa giờ suy xét thời gian. Một người hạng mục giám đốc đầy mặt nôn nóng. Tần Nhu nhìn nhìn ngoài cửa sổ, lại nhìn mắt di động, vừa mới chuẩn bị lại cấp Trương Huyền gọi điện thoại, liền thấy văn phòng môn bị người đẩy ra, Trương Huyền phong trần mệt mỏi xuất hiện ở văn phòng chung. Nhìn Trương Huyền kia y khẩu đều có chút hỗn độn bộ dáng, Tần Nhu trong lòng vui vẻ, xem ra người nam nhân này, trong lòng vẫn là có chính mình a. Người như thế nào chạm vào đổ thạch, nơi này thủy có bao nhiêu sâu, người hẳn là nghe nói qua đi. Trương Huyền vừa vào cửa, liền mở miệng hỏi nói. Hằng Viễn này đó hạng mục giám đốc đều vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trương Huyền, không biết đây là người nào. Tần Nhu từ nàng lão bản ghế đứng lên, đối Trương Huyền ngọt ngào cười, cho nên ta mới tìm ngươi đến xem a, ta không hiểu, có cái nam nhân hiểu không phải được rồi sao. Nghe được Tần Nhu lời này, Hằng Viễn này đó hạng mục giám đốc, đều lộ ra một bộ ái muội ánh mắt nhìn Trương Huyền. Tần Nhu đem trên bàn kia phân văn kiện đưa cho Trương Huyền, đây là lần này hạng mục, ngươi xem hạ. Không cần nhìn, Trương Huyền lắc đầu, nếu làm đổ thạch, nên có người cho ngươi vận phê nguyên vật liệu đi. Tài liệu ở đâu đâu? Kho để hàng hóa chuyên chở. Hằng Viễn làm mậu dịch công ty, kho để hàng hóa chuyên chở có thể nói là toàn bộ công ty quan trọng nhất địa phương, này chiếm địa diện tích thật lớn, mỗi một cái kho để hàng hóa chuyên chở, đều rõ ràng tách ra. Có 3 cái trường 21 mễ, cao 7 mễ thùng đựng hàng bãi ở kho để hàng hóa chuyên chở ngoại. Tần Nhu mang theo Trương Huyền, cùng với một chúng Hằng Viễn hạng mục giám đốc đi vào này. Tần Nhu chỉ hạ này 3 cái thùng đựng hàng, hướng Trương Huyền nói, tài liệu đều ở bên trong. Trương Huyền gật gật đầu, hỏi, đối phương đưa ra yêu cầu là cái gì? Tần Nhu huy xuống tay, một người hạng mục giám đốc đi lên tới hướng Trương Huyền nói, đối phương yêu cầu chúng ta mỗi tháng ít nhất lấy 300 tấn hóa, lấy mỗi cây di 200 khối giá cả bán cho chúng ta, đây là nhóm đầu tiên hóa. Nếu chúng ta cho rằng hóa cũng không tệ lắm nói, liền phải thêm ít nhất 1 năm hợp đồng. Trương Huyền nhíu nhíu mi, một cây di 200 khối. Cái này giá cả cao hơn thị trường giới, một tháng 300 tấn, liền ngân châu thị trường này, các ngươi cho rằng ăn được sao? Hiện tại thị trường tình huống còn nói không chuẩn, đây là một lần đánh bạc. Tần Nhu đi lên tới, lần này con đường, bởi vì chúng ta Hằng Viễn tạc sơn nguyên nhân, được đến phía chính phủ đặc phê, nếu có thể bắt lấy tới. Là Hằng Viễn một cái cơ hội. Trương Huyền đi đến thùng đựng hàng trước, đem thùng đựng hàng đại môn kéo ra, đập vào mắt, là thuần một sắc cục đá, rậm rạp, có lớn có bé, tiểu nhân bất quá bàn tay như vậy đại chừng một người cao. Trương Huyền liên tục đem 3 cái thùng đựng hàng toàn bộ mở ra, nhìn lướt qua, theo sau đối Tần Nhu lắc đầu, không được. Chương 383, này không phải bản địa. Làm sao vậy, nhìn Trương Huyền bộ dáng, Tần Nhu nghi hoặc hỏi. Trương Huyền chỉ vào này tam kho hàng vật liệu đá, hướng Tần Nhu nói, làm đổ thạch, danh tiếng rất quan trọng, ít nhất, cục đá nếu có thể khai ra hóa, bất quá liền hiện tại này tam dương vật liệu đá, cơ hồ không có gì khả năng khai ra đồ vật, nếu ngày đầu tiên liền một cái hóa đều khai không ra, này đổ thạch, cũng vô pháp làm đi xuống. Nghe Trương Huyền nói, Tần Nhu như suy tư gì gật gật đầu. Một người Hằng Viễn hạng mục giám đốc mở miệng, Tần Tổng, thứ ta nói thẳng. Vị này bằng hữu nói này phê vật liệu đá không được, cũng chỉ do là suy đoán mà thôi, đổ thạch thứ này, toàn xem vận khí, lại có ai có thể quang xem vật liệu đá bề ngoài, liền dám nói này cục đá không hóa đâu. Tên này hạng mục giám đốc nói xong, ánh mắt rất có định ý chừng mắt nhìn mắt Trương Huyền. Ai nói chúng ta vật liệu đá có vấn đề a? Một đạo tiếng quát, từ một bên vang lên. Trương Huyền quay đầu lại nhìn lại, liền thấy một nam nhân trung niên. Mang theo 3 cái đầy mặt dữ tợn tráng hán, chiều bên này đi tới. Này 3 gã tráng hán vẻ mặt hung thần ác sát, vừa đi lộ, một bên đem nắm tay niết đùng vang. Tên kia trung niên nam nhân nhưng thật ra ăn mặc tây trang, nhìn qua không như vậy hung, chỉ là người này trên người, mang theo một loại bất thiện cảm giác. Tiểu tử, người nói chúng ta vật liệu đá có vấn đề. Trung niên nam nhân đi đến Trương Huyền trước mặt, đồng thời, bên cạnh hắn 3 gã tráng hán cũng đồng thời đứng ở Trương Huyền trước người. Nhìn Trương Huyền. Trương Huyền nhíu nhíu mày, này phê vật liệu đá là của ngươi. Ngươi có ý kiến, trung niên nam nhân nhìn Trương Huyền, trong mắt tràn ngập uy hiếp ý vị. Trương Huyền gật gật đầu, ngươi này phê vật liệu đá, chúng ta không cần. Hành a, chúng ta vốn chính là làm buôn bán, ngươi không cần, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Trung niên nam nhân cười nói,
nếu sinh ý làm không thành, chúng ta đây liền đi hảo. Trung niên nam nhân nói xong, xoay người, hướng vừa mới nói chuyện tên kia Hằng Viễn hạng mục giám đốc đưa mắt ra hiệu. Tên này Hằng Viễn hạng mục giám đốc cắn chặt răng, xuất khẩu nói, Tần Tổng, lần này là một cơ hội, không thể bạch bạch bỏ lỡ a. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần nghe tin người khác lời gièm pha, sai thất như vậy một cái cơ hội tốt. Trương Huyền cười lạnh một tiếng, nhìn về phía hạng mục giám đốc, ngươi là Hằng Viễn người, bọn họ cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, mới làm ngươi như vậy hố các ngươi Tần Tổng, này Tam Dương phế thạch, Tần Nhu muốn mỗi cây di 200 khối mua, ngươi có thể kiếm nhiều ít. 6 giờ 700 triệu, như thế nào cũng đến cho ngươi phân 100 triệu đi. Hạng mục giám đốc sắc mặt biến đổi, mắng to nói, ngươi đánh rắm. Cái gì kêu ta thu chỗ tốt, ngươi không cần ngậm máu phun người. Trương Huyền quét mắt này đó vật liệu đá, nói, dựa theo bình thường thị trường giới tới nói, mỗi cây di vật liệu đá, hẳn là ở 60 đến 80 chi gian, hiện tại bán được 200. Ngươi đường phí chuyên trở không phải tiền sao? Trung niên nam nhân phóng nhãn xem ra, mở miệng nói, mấy trăm tấn hóa, hậu cần phí tổn là bao nhiêu tiền? Hậu cần phí tổn, Trương Huyền vẻ mặt nghi hoặc, người này đó vật liệu đá, có vật lưu phí tổn sao? Chẳng lẽ không phải khoảng thời gian trước Hằng Viễn Tạc Sơn các ngươi kéo tới? Ngươi, trung niên nam nhân sắc mặt mãnh biến. Tần Nhu mày liễu nhăn lại, Trương Huyền, ý của ngươi là? Trương Huyền đi đến thùng đựng hàng trước, tùy tay cầm lấy một cục đá, chúng ta này nham đàn, thuộc tân thái cổ đại, đá nham thạch loại hình phức tạp, lấy mây đen mẫu anh vân lóe trường nham, nhị vân mẫu anh vân lóe trường nham là chủ. Thứ vì nhị vân mẫu đá hoa cương, nhị vân mẫu nhị trường đá hoa cương, thực biến tương đối mãnh liệt, nham thạch vì màu xám, thiền màu xanh xám, bộ phận có cùng loại đốm trạng kết cấu, tịnh biên, nhuyễn trùng, khâu lại tuyến trở giao đãi kết cấu rõ ràng, trong tay ta này khối vật liệu đá. Hoàn toàn chính là đến từ chúng ta quanh thân sơn thể, người lại xem này Tam Dương vật liệu đá, tất cả đều ăn khớp ta vừa mới nói những cái đó đặc thù, này căn bản là không phải đổ thạch dùng vật liệu đá, chỉ là bình thường hòn đá mà thôi. Trương Huyền tiếng nói vừa dứt, Tần Nhu lập tức nhìn về phía hạng mục giám đốc, ngươi không phải nói cho ta, đây là từ Vân Tỉnh vận tới vật liệu đá sao? Ta, này, tên này hạng mục giám đốc há to miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Cái kia trung niên nam nhân sắc mặt nhiều lần biến hóa, theo sau hét lớn một tiếng, thật là khôi hài. Ta từ Vân Tỉnh vận tới vật liệu đá, ngươi thế nhưng nói này đó đều là quanh thân những cái đó phế hòn đá. Trương Huyền lắc lắc đầu. Ta chưa nói đều là quanh thân phế hòn đá, vẫn là có bình thường vật liệu đá. Nghe Trương Huyền nói như vậy, tên kia hạng mục giám đốc nhẹ nhàng thở ra. Trung niên nam nhân sắc mặt cũng đẹp không ít, trong lòng có chút mừng thầm, hắn vừa mới liền suy nghĩ, tiểu tử này rất có khả năng là trá chính mình, vì vậy chính mình chuyên môn quát một tiếng, quả nhiên cấp tiểu tử này hù dọa. Trương Huyền đi ra phía trước, ở ba cái thùng đựng hàng chung, tổng cộng lấy ra tới 9 khối chỉ có nắm tay lớn nhỏ cục đá. Này 9 khối, đích đích xác xác không phải quanh thân vật liệu đá, xem tính chất, là đến từ Vân Tỉnh không tồi, bất quá đáng tiếc, này 9 khối bên trong, một khối có thể cắt ra lục đều không có. Trương Huyền lắc lắc đầu, đem này 9 tảng đá tùy tay một ném. Cái gọi là cắt ra lục, chính là đổ thạch giữa, từ cục đá cắt ra nguyên thạch ý tứ. Tần Nhu ở hạng mục giám đốc cùng Trương Huyền chi gian, hiển nhiên là hoàn toàn tin tưởng Trương Huyền, nàng nhìn về phía hạng mục giám đốc. Ta yêu cầu một hợp lý giải thích. Hạng mục giám đốc đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía tên kia trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân ánh mắt mơ hồ, vài giây sau, hắn phất phất tay, này sinh ý các ngươi không làm, có rất nhiều người làm, hiện tại các ngươi tưởng mua, lão tử còn không bán, chúng ta đi. Trung niên nam nhân nói xong, bàn tay vung lên, liền phải dẫn người rời đi. Đi, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, lừa dối không thành, đã muốn đi. Này mấy cái trăm triệu số lượng, đủ cho các ngươi ở tù mọt gông đi, Tần Nhu, gọi điện thoại báo nguy. Đánh giám, lão tử lừa dối, có chứng cứ sao, trung niên nam nhân cổ một ngạnh, hắn bên người kia ba gã đầy mặt dữ tợn tráng hán, lúc này trên mặt cũng không có cái loại này kiêu ngạo biểu tình, tất cả đều vẻ mặt sợ hãi đứng ở một bên, sợ liên lụy tới rồi chính mình, hiển nhiên vừa mới kia ngang ngược bộ dáng, đều là giả vờ. Hợp đồng đâu, Trương Huyền hướng Tần Nhu duỗi ra tay. Hợp đồng, Tần Nhu ánh mắt nhìn về phía tên kia hạng mục giám đốc. Hạng mục giám đốc cả người một cái giật mình, trong mắt xuất hiện một mà tàn nhẫn, nhanh chân liền chạy. Hạng mục giám đốc chạy chính là mau, bất quá làm sao có thể mau quá Trương Huyền. Trương Huyền hai bước tiến lên,
một chân đem hạng mục giám đốc đá phiên, hơn nữa từ đối phương trong tay đem hợp đồng đoạt lấy tới. Nhìn lướt qua, trên hợp đồng viết rõ, này đó vật liệu đá, đều là từ Vân Tỉnh vận tới, quan điểm này, liền đủ phán những người này. Trung niên nam nhân thấy sự tình bại lộ, đồng dạng muốn chạy. Mau, đi, trung niên nam nhân hướng bên cạnh ba gã tráng hán khẽ quát một tiếng. Ba gã tráng hán hoảng thân mình, yểm hộ trung niên nam nhân chiều kho để hàng hóa chuyên chở ngoại chạy tới. Một cái đều chạy không được, Trương Huyền trước tiên một bước đứng ở kho để hàng hóa chuyên chở trước cửa. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không cần tự mình chuốc lấy cực khổ. Một người tráng hán nhéo nắm tay, uy hiếp nói. Nga, Trương Huyền mặt vô biểu tình gật gật đầu, liên tục tam quyền, đem ba gã tráng hán phóng đảo. Chương 384, lại tới trình ra. Ba gã tráng hán ở một cái đối mặt đã bị đánh nghiêng, trung niên nam nhân cuối cùng át chủ bài cũng không có, hắn tưởng xông vào đi ra ngoài, bất quá vừa mới Trương Huyền một quyền một cái tráng hán một màn, làm hắn thật sự nhấc không nổi dũng khí. Tên kia hạng mục giám đốc sắc mặt trắng bệch, chính mình vốn dĩ một tháng 8.000 lương tạm, nhật tử dễ chịu, nhưng thật sự không chịu được dụ hoặc, muốn làm phiếu đại liền đi, kết quả sự tình bại lộ, về sau muốn gặp phải, chính là lao ngục tai ương. Thực mau, Ngân Châu cảnh sát liền tới rồi, Trương Huyền đơn giản bồi Tần Nhu cùng đi cục cảnh sát làm ghi chép. Trương Huyền đã sớm là cục cảnh sát danh nhân rồi, mặc kệ là hắn trước kia cùng Hàn Ôn Nhu chi gian ái muội, vẫn là lần trước Vương Tử Vũ nhục anh hùng sự kiện, đều làm hắn trở thành Ngân Châu cục cảnh sát danh nhân. Có Trương Huyền ở, khẩu cung lục thật sự mau, Tần Nhu đưa ra chống án thỉnh cầu, cảnh sát cũng thực mau chấp hành xử lý, quá mấy ngày là có thể đủ mở phiên tòa. Cái kia Trịnh Sở như thế nào? Phán sao? Trương Huyền tò mò hỏi một tiếng, từ Trịnh Sở bị trảo sau, hắn liền lại không quan tâm quá phương diện này sự. Còn không có phán đâu, còn ở giam giữ, Trịnh Sở hiện tại phán định kết quả là cưỡng gian chưa toại, cụ thể muốn như thế nào phán, còn phải xem kia. Một người cảnh sát một bên trả lời, một bên chỉ đỉnh đầu. Trương Huyền hiểu biết đối phương ý tứ, cười cười, chưa nói cái gì. Trịnh gia muốn tìm người, khiến cho bọn họ đi tìm, xem bọn hắn có thể phiên khởi cái gì bọt sóng tới. Ra cục cảnh sát. Trương Huyền, người hôm nay lại giúp ta một hồi, trừ bỏ lấy thân báo đáp, ta thật muốn không đến cái gì khác phương pháp tới báo đáp ngươi. Tần Nhu ghé mắt nhìn Trương Huyền. Trương Huyền liên tục xua tay, không cần báo đáp ta, ta người này liền thích làm tốt sự. Tần Nhu trợn trắng mắt, ta liền như vậy tao ngươi chán ghét sao? Cho không đều không cần, kia thỉnh ngươi ăn một bữa cơm tổng có thể đi, này đã mau giữa trưa. Ăn cơm hành, Trương Huyền gật đầu. Tần Nhu lái xe, mang theo Trương Huyền một đường xử ra nội thành. Trương Huyền nghi hoặc, đây là đi đâu ăn cơm? Tần Nhu mắt đẹp trung hiện lên một tia giảo hoạt, có cái nông gia nhạc không tồi, mang người đi nếm thử, loại này món ăn hoang dã hiện tại rất khó ăn tới rồi. Tần Nhu nói, một phen phương hướng, trên xe vòng thành cao tốc. Trương Huyền gật đầu, thẳng đến Tần Nhu từ vòng thành cao tốc thượng trực tiếp quải đến Ngân Châu đi thông Lạc Hà cao tốc khi, Trương Huyền hoàn toàn ý thức được không thích hợp. Người đây là đi nông gia nhạc sao? Đúng vậy, Tần Nhu mặt mang tươi cười, chẳng qua còn có cái nho nhỏ tụ hội mà thôi. Trương Huyền nhìn nữ nhân kia tựa hoa gương mặt tươi cười, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ tùy ý Tần Nhu đi. 40 phút sau, chiếc xe rời đi cao tốc. Trương Huyền nhìn đến, Tần Nhu đích đích xác xác là dẫn hắn tới cái nông gia nhạc, bất quá nơi này, Trương Huyền phía trước đã tới, đúng là Trình gia trang viên. Trình gia trang viên trước cửa, đỗ vô số siêu xe, Tần Nhu này chiếc bảo mã BMW, đặt ở này đó siêu xe chung, có vẻ phi thường giá rẻ. Tần Nhu xinh đẹp cười, một cái trưởng bối hôm nay trở về, mọi người đều tới chúc mừng, ta không quen biết vài người, chính mình tới có vẻ quá cô độc. Tần Nhu đem xe đình hảo, mang theo Trương Huyền, chiều Trình gia trang viên đi đến. Trình gia đại sảnh, đã bày mười mấy bàn tiệc rượu, trong đại sảnh dòng người chen chúc xô đẩy, đều là có uy tín danh dự thế hệ trước nhân vật. Tần Nhu cùng Trương Huyền tiến Trình gia đại sảnh, liền nghe được có người chào hỏi. Tần Nhu, người tới rồi. Trương Huyền nhìn đến, một người diện mạo soái khí thanh niên, chính vẻ mặt kinh hỉ chiều Tần Nhu đi tới. Tiếu sóng, người hảo. Tần Nhu hướng tên này soái khí thanh niên khẽ gật đầu, theo sau vãn thượng Trương Huyền cánh tay, vẻ mặt ngọt ngào nói, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta bạn trai, Trương Huyền. Nam, bạn trai, nguyên bản vẻ mặt vui sướng Tiếu sóng, ở nghe được Tần Nhu nói sau, một cổ mất mát từ trong lòng dâng lên,
biểu tình có chút dại ra. Anh em, đừng nghe nàng nói bừa, ta không phải nàng bạn trai. Trương Huyền vội vàng mở miệng, ta đã kết hôn. Tiếu Sóng vừa nghe lời này, trong lòng kia cổ mất mát trở thành hư không, hướng Tần Nhu cười nói, Tần Nhu, ngươi cũng thật sẽ khai. Tiếu Sóng cuối cùng vui đùa hai chữ còn không có ra tới, đã bị Tần Nhu thanh âm đánh gãy. Tần Nhu vươn đôi bàn tay trắng như phấn, chùy ở Trương Huyền ngực, ngươi chán ghét hả ngươi, đêm qua ngươi cùng nhân gia kia gì thời điểm, cũng không phải là nói như vậy, ngươi đều nói muốn ly hôn, hiện tại lại nói ngươi có lão bà, ngươi phiền đã chết. Tần Nhu bộ dáng này, mặc cho ai xem, đều cảm thấy nàng ở cùng Trương Huyền làm nũng. Tiếu Sóng sắc mặt một trận nan kham, chính mình đi lên đánh nửa ngày tiếp đón, kết quả đâu, ái mộ nữ nhân thế nhưng ghé vào người khác trong lòng ngực làm nũng. Hơn nữa vẫn là một cái đã kết hôn nam nhân. Tiếu Sóng nguyên bản nhiệt tình sắc mặt một chút liền lạnh xuống dưới, Tần Nhu, lần này tới, chủ yếu là một cái trưởng bối an dưỡng trở về, đại gia ngồi một khối tụ tụ, tâm sự, người này mang cái người ngoài tới. Chỉ sợ có chút không thích hợp đi. Như thế nào không thích hợp? Tần Nhu gần ôm Trương Huyền cánh tay, tùy ý này cánh tay ở chính mình trước người, ta bạn trai lại không phải người ngoài. Tiếu Sóng nhìn Tần Nhu cùng Trương Huyền hai người kia thân mật bộ dáng, trong lòng phá lệ khó chịu, nhưng lại không hảo trực tiếp biểu đạt ra tới. Tần Nhu lôi kéo Trương Huyền cánh tay, ngồi xuống một trương bàn tròn trước, này một bàn, đều là người trẻ tuổi, sôi nổi cùng Tần Nhu chào hỏi, đều là Tần Nhu cái này trong vòng. Trương Huyền nhìn thoáng qua, không một cái quen mắt. Tuy rằng Ninh Tỉnh không lớn, nhưng vẫn là phân rất nhiều vòng, Trương Huyền giống nhau cùng Lâm Thanh Hạm ở một khối, tiếp xúc đều là cái loại này đứng đầu vòng. Hằng Viễn Mậu Dịch tuy rằng tiền cảnh rộng lớn, nhưng hiện tại còn vô pháp cùng Lâm Thị so sánh với, tiếp xúc vòng, tự nhiên liền thiếu chút nữa, Trương Huyền không quen biết cũng bình thường. Tựa như lần trước tới Lạc Hà Trình Trang, Lâm gia có được đơn độc một cái bàn, địa vị cao cả, mà hiện tại, Trương Huyền ngồi, chỉ là mấy nhà tiểu bối hỗn hợp ở bên nhau cái bàn, hiển nhiên cùng lần trước tới không phải một cái cấp bậc. Xem, vị kia là Ninh Tỉnh thương nghiệp đầu sỏ, Đỗ Hoa. Cái kia là Ninh Tỉnh phía chính phủ một tay, Tiếu Thăng. Cùng Trương Huyền ngồi ở một bàn người trẻ tuổi, hướng chủ vị thượng kia bàn chỉ trỏ trỏ, trong mắt toàn là hâm mộ. Ai, ta khi nào cũng có thể ngồi vào kia trên bàn mặt a. Đừng nói ngồi vào kia bàn, từ từ yến hội thời điểm. Nếu có thể làm ta qua đi kính ly rượu, đều là tốt. Kính rượu còn không đơn giản, Tiếu Sóng bĩu môi, từ từ ta liền đi theo ta thúc thúc chào hỏi một cái. Tiếu Sóng nói chuyện thời điểm, trên mặt nhiều là đắc ý. Mọi người vừa nghe Tiếu Sóng nói, ánh mắt sáng lên, đúng vậy, Tiếu Sóng, ngươi cùng Tiếu Thăng chính là có huyết thống quan hệ a. Đúng đúng đúng, từ từ ngươi nếu có thể qua đi cùng ngươi thúc thúc chào hỏi một cái, làm chúng ta cũng kính cái rượu, kia quả thực quá giải mặt. Cha ta trở về, phỏng chừng trực tiếp có thể đem công ty giao cho ta. Tiếu Sóng, từ từ đã có thể xem ngươi a. Nghe mọi người khen tặng thanh, Tiếu Sóng trên mặt toàn là đắc ý, cố ý nhìn mắt Tần Nhu, lại phát hiện Tần Nhu căn bản là không chú ý chính mình, ánh mắt tất cả tại cái kia Trương Huyền trên người. Chương 385, ngươi ai a? Tiếu Sóng nhìn Tần Nhu kia ngọt ngào bộ dáng, trong lòng thầm hận, từ từ chính mình nhất định đến tìm điểm mặt mũi ra tới. Tốt nhất lại làm cái kia họ Trương đâu đâu người. Có Trình gia người ra tới, nói vài câu cảm tạ nói, bữa tiệc liền bắt đầu. Trương Huyền thông qua này một bàn người nói chuyện phiếm biết được, lần này là Trình lão gia tử an dưỡng trở về, tình huống thực hảo, mọi người đều tới chúc mừng. Tiếu tiên sinh, Đỗ tiên sinh, nương cơ hội này, ta kính hai vị một ly. Một nam nhân trung niên cười lớn, bưng chén rượu, chiều chủ ngồi đi đến. Rất nhiều người đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn kính rượu người, có thể đi chủ tọa thượng kính ly rượu, cũng là thân phận một cái đại biểu. Trương Huyền đối này đó không chút nào để ý, hắn càng chú ý chính là trên bàn mỹ thực, liền như Tần Nhu tới khi nói như vậy, rất nhiều món ăn hoang dã hiện tại nhưng đều không thấy được. Trương Huyền đại khối đoá thạc, đưa tới bọn họ này một bàn rất nhiều xem thường. Rất nhiều người đều khó hiểu, Tần Nhu như thế nào sẽ coi trọng như vậy một người nam nhân. Tuy rằng Hằng Viễn mới tiến vào cái này vòng không bao lâu, nhưng mọi người đều biết Hằng Viễn tiềm lực, về sau tất nhiên sẽ ở toàn bộ Ninh Tỉnh chiếm hữu một vị trí nhỏ. Tần Nhu tuổi trẻ mạo mỹ, trưởng quản Hằng Viễn, nàng tìm nam nhân, kia cũng nên là nhân trung long phượng. Một người cùng Tiếu Sóng quan hệ không tồi thanh niên nhịn không được mở miệng, Tần Nhu, không được ngươi làm ngươi bạn trai thu liễm một chút đi, đang ngồi nhiều người như vậy, hắn cái này ăn tướng, chúng ta này bàn cũng khó coi a.
Người này vừa nói lời nói, tức khắc đưa tới không ít phụ họa thanh. Đúng vậy, người này ăn tướng, quả thực là cho chúng ta này bàn mất mặt. Không phát hiện người khác đều dùng cái gì ánh mắt xem chúng ta sao? Từng đạo châm chọc thanh âm vang lên. Tần Nhu vừa muốn nói chuyện, Trương Huyền liền dẫn đầu ra tiếng, trong tay hắn cầm một cây đùi gà, vẻ mặt nghi hoặc, kỳ quái, cơm không phải dùng để ăn sao? Người xem có thể xem no. Người cùng cái đói chết quỷ giống nhau, không ăn qua. Nhìn xem khác bàn, ai giống ngươi như vậy mạnh ăn? Tiếu sóng bĩu môi. Thật khôi hài, Trương Huyền cười cười, tiểu bằng hữu đều sẽ bối cầy đồng giữa ban trưa, mồ hôi thấm xuống đất, khi nào lãng phí cũng trở thành quang vinh. Ngươi, Tiếu sóng còn muốn nói lời nói, bị một người thanh niên ngăn cản xuống dưới. Tinh Tiếu sóng, cùng loại người này nói không rõ, hắn không rõ, không phải một thân phận, có một số việc nói hắn cũng không hiểu. Tên kia thanh niên lôi kéo Tiếu sóng ống tay áo, theo sau chừng mắt nhìn mắt Trương Huyền, mất mặt xấu hổ ngoạn ý. Tần Nhu sắc mặt không vui nhìn Tiếu sóng bọn họ, ở viện Phúc Lợi, Tần Nhu gặp qua quá nhiều bọn nhỏ ăn không đủ no cảnh tượng, có đôi khi một con vịt nướng, là có thể làm những cái đó bọn nhỏ phá lệ vui vẻ, những người này hiện tại lại đem ăn cái gì coi như một loại mất mặt, thật là không thể nói lý. Tần Nhu cấp Trương Huyền gắp một cái đùi gà, ngươi ăn nhiều một chút, đừng để ý đến bọn họ. Trương Huyền hướng Tần Nhu cười, không có khách khí, đem đùi gà nhét vào trong miệng. Trên bàn mọi người nhìn một màn này, thật sự rất muốn không rõ, Tần Nhu rốt cuộc là như thế nào thích thượng như vậy một người. Trình ra trong đại sảnh, mọi người liên tiếp hướng chủ bàn đi đến, đi cấp chủ trên bàn người kính rượu, có thể nhìn đến, phàm là kính rượu trở về người, trên mặt đều có như vậy một tia đắc ý, kia chủ bàn rượu, đều không phải là ai ngờ kính đều có thể đi kính, tùy tiện đổi một người qua đi, người khác còn không phản ứng ngươi đâu. Tiểu sóng, ngươi như thế nào còn tại đây đâu, đi, đi theo ta cho ngươi thúc thúc bọn họ kính cái rượu. Một nam nhân trung niên đi đến Tiếu sóng bên này, mở miệng nói. Tiếu sóng sắc mặt vui vẻ, bưng lên chén rượu, tốt, ba. Tiếu sóng nói xong, cùng hắn ba cùng nhau chiều chủ bàn đi đến. Trương Huyền bọn họ này bàn còn thừa người, đều dùng một loại hâm mộ ánh mắt nhìn Tiếu sóng. Bọn họ nhìn đến Tiếu sóng đi đến chủ bàn, cấp chủ trên bàn những cái đó đại nhân vật kính rượu. Nhìn đến không, đây là thực lực, đại biểu chính là nhân mạch, cũng đại biểu về sau nhân sinh. Kia cùng Tiếu sóng quan hệ tốt thanh niên lại lần nữa mở miệng, cố ý nói cho Tần Nhu đi nghe. Hảo hâm mộ a, thật sự, ta nếu có thể đi thì tốt rồi, đáng tiếc, nhà ta còn không có cái kia thực lực. Bọn họ này bàn người cảm thán nói. Thực mau, Tiếu sóng vẻ mặt đắc ý đi rồi trở về, tuy rằng hắn chỉ là qua đi kính ly rượu, liền tán gẫu tư cách đều không có, nhưng cũng so quá nhiều người hiếu thắng, hưởng thụ bổn bàn người kia một đám hâm mộ ánh mắt, Tiếu sóng cảm giác chính mình lần có mặt mũi. Tiếu sóng, người này cũng quá trâu bò đi, nhìn xem chúng ta trẻ tuổi, ngươi là cái thứ nhất đi lên kính rượu. Chính là, ta mới vừa nhìn đến, bên cạnh bàn đều thực hâm mộ nhìn chúng ta đâu. Kia đương nhiên, bọn họ cái nào cùng chúng ta đồng lứa, có thể đi lên kính ly rượu a. Cung nghênh thanh âm vang lên, Tiếu sóng trên mặt đắc ý thần sắc càng ngày càng nùng, hắn vẫy vẫy tay, này đều không tính gì đó, ta thúc thúc bọn họ hiện tại có chuyện quan trọng muốn thương lượng, từ từ đi, từ từ bọn họ liêu xong rồi, ta mang theo đại gia cùng đi kính một ly. Tiếu sóng lời này vừa ra, trên bàn người vang lên một trận tiếng hoan hô, thật muốn có thể đi kính ly rượu, về sau ở cái này trong vòng. Đi đường đều đến ngẩng đầu a. Tiếu Potter ý nhìn mắt Tần Nhu, mở miệng nói, Tần Nhu, từ từ ngươi cùng ta cùng đi đi, ta cho ngươi giới thiệu một chút Đỗ Thúc, hắn chính là toàn bộ Ninh tỉnh xí nghiệp long đầu a, ngươi nếu có thể cùng hắn hợp tác, tin tưởng các ngươi hàng viễn, thực mau là có thể đuổi theo cái kia Lâm thị. Tần Nhu cười lắc lắc đầu, ta liền không đi đi. Như vậy sao được, ngươi hiện tại sự nghiệp đang ở bay lên kỳ, nếu tìm cái vô dụng bạn trai không thể giúp ngươi gấp cái gì. Tiếu sóng nói đến này, lộ ra một bộ không vui bộ dáng, ta. Thảo, người hắn sao đi đường không trường đôi mắt a? Đụng tới ta có biết hay không? Một đạo tiếng quát đột nhiên vang ở Trương Huyền bọn họ này bên cạnh bàn biên, đánh gãy Tiếu sóng nói. Mọi người theo bản năng xem qua đi, liền thấy tên kia vẫn luôn giúp Tiếu sóng nói chuyện, cùng hắn quan hệ không tồi thanh niên, lúc này chính thấp đầu, vẻ mặt xin lỗi đứng ở một người khác trước mặt. Mà vừa mới kia nói tiếng quát mắng, chính là từ đối phương trong miệng hô lên tới. Dám ở Trình gia trong đại sảnh trực tiếp như vậy mắng chửi người, kia thân phận tất nhiên không đơn giản. Trương Huyền híp mắt nhìn người nọ,
trong miệng thấp giọng nói ra đối phương tên, Trình Quảng. Trình gia tam đại đứng hàng lão nhị Trình Quảng, lúc ấy nếu không phải Trương Huyền lấy ra một bao dưa vàng cống trà, Trình gia lúc ấy tuyển ra người thừa kế, chính là Trình Quảng. Lúc này, Trình Quảng chính vẻ mặt tức giận trừng mắt Tiếu Sóng bằng hữu. Tiếu Sóng tên kia bằng hữu lúc này dám cũng không dám đánh một cái, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, đây chính là Trình gia nhị công tử a, không phải chính mình có thể chọc đến khởi. Ngồi ở Tiếu Sóng bọn họ này bàn người, giờ phút này cũng đều mặc không lên tiếng, thậm chí liền tiếng hít thở đều đè thấp rất nhiều, sợ đưa tới Trình Quảng không hài lòng. Trầm mặc vài giây sau, mọi người đều rất có ăn ý nhìn về phía Tiếu Sóng, Tiếu Sóng tên kia bằng hữu cũng hướng Tiếu Sóng đầu tới xin giúp đỡ ánh mắt. Tiếu Sóng dùng sức nuốt khẩu nước miếng, tuy rằng hắn thực không nghĩ đối mặt việc này, nhưng vừa mới trang như vậy đại bức, hiện tại tổng không thể túng, đứng dậy, cú đánh Quảng nói, Trình huynh đệ, đây là ta bằng hữu, cho ta cái mặt mũi. Ngươi hắn sao chính là ai a? Trình Quảng quay đầu mắng lại đây. Chương 386, đừng vô nghĩa. Trình Quảng này một câu ngươi hắn sao là ai a, làm Tiếu Sóng sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, vốn là nhiều người như vậy nhìn đâu, chính mình ái mộ nữ nhân còn ngồi ở chỗ này. Tiếu Sóng hiện tại tưởng chửi một câu, nhưng hắn không dám, mượn hắn năm cái gan, hắn cũng không dám đối Trình Quảng có một chút bất kính. Tiếu Sóng bồi thượng một bộ gương mặt tươi cười, nhìn Trình Quảng, Trình huynh đệ, ta là Tiếu Sóng, Tiếu Thăng là ta thúc thúc. Ai hắn sao cùng ngươi là huynh đệ, ngươi tính cái thứ gì? Trình Quảng vẻ mặt khó chịu nhìn Tiếu Sóng, hắn vốn chính là một cái mười phần ăn chơi trác táng, Tiếu Thăng là ngươi thúc thúc. Con của hắn tới, cũng hắn sao đến xem lão tử sắc mặt, ngươi cảm thấy ngươi thực ghê gớm sao? Này, Tiếu Sóng vẻ mặt khó coi, ánh mắt theo bản năng nhìn quét chính mình này bàn, phát hiện mọi người đều dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn chính mình, cái này làm cho hắn một khuôn mặt thiêu lợi hại. Như thế nào, lão tử tại đây giáo huấn người, người hắn sao muốn làm chim đầu đàn? Không nhìn xem chính ngươi là cái thứ gì, còn cho ngươi mặt mũi, ngươi có cái gì mặt mũi? Trình Quảng vẻ mặt cười nhạo nhìn Tiếu Sóng. Tiếu Sóng bị Trình Quảng mắng, một câu cũng không dám nói. Bên cạnh có hai bàn người nghe được Trình Quảng tiếng mắng, xoay đầu tới vừa thấy là Trình Quảng, lập tức rời đi ánh mắt. Trình Quảng có bao nhiêu nhị thế tổ, rất nhiều người đều có nghe thấy, đắc tội Trình Quảng, kia nhưng có bị. Trình Quảng mắng Tiếu Sóng liền lời nói cũng không dám hồi, vừa mới tự tin, giờ phút này biến mất vô tung. Hắn sao, liền ngươi như vậy, còn có mặt mũi tới chúng ta Trình ra ăn cơm, phi. Trình Quảng nói, một ngụm nước bọt phun đến kia một bàn đồ ăn thượng, cho các ngươi ăn. Nói xong, Trình Quảng đại bước rời đi. Trương Huyền còn gặm trong tay đùi gà, vừa mới chuẩn bị đi đường hẻm đồ ăn, liền nhìn đến một ngụm cục đàm dừng ở chính mình trước mặt mâm đồ ăn chung, một màn này, làm Trương Huyền sắc mặt, trở nên âm hàn đi xuống. Nhìn đến Trình Quảng rời đi, Tiếu Sóng, cùng với Tiếu Sóng bằng hữu, còn có bọn họ này một bàn người, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai vừa mới đều lo lắng bị Trình Quảng theo dõi, kia về sau nhật tử đã có thể không dễ chịu lắm, còn hảo, Trình gia vị công tử này không cùng chính mình so đo. Nhìn Trình Quảng rời đi bóng dáng, mọi người đều có một tia may mắn. Đứng lại, ai làm ngươi đi rồi? Một đạo quát khẽ thanh, từ bọn họ này bàn vang lên. Tại đây nói quát khẽ tiếng vang lên đồng thời, mọi người tâm đều đột nhiên nhảy một chút, ai a, hắn sao này không phải tìm chết sao? Mọi người chiều người nói chuyện nhìn lại. Trương Huyền, người muốn chết đừng liên lụy chúng ta a. Một người hung tợn trừng mắt nhìn mắt Trương Huyền. Chính là, ngươi làm gì đâu ngươi? Một người ngồi ở Trương Huyền người bên cạnh, dùng sức xê dịch ghế, ly Trương Huyền xa một chút. Trình Quảng đi xa động tác một đốn, theo sau chậm rãi xoay người lại. Nhìn Trình Quảng xoay người, Tiếu Sóng đám người một lòng đều mau nhắc tới cổ họng. Mọi người đều một bộ xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn Trương Huyền, chủ động trêu chọc Trình Quảng, này không phải cái ngốc tử sao? Lão tử muốn đi thì đi, ai hắn sao dám? Trình Quảng xoay người lại, hùng hùng hổ hổ, lời nói còn chưa nói xong, đã bị hắn sinh sôi nuốt đến trong bụng, hắn nhìn đến ngồi ở kia trên bàn Trương Huyền. Vừa mới, Trình Quảng cũng chưa con mắt hướng này Trương trên bàn xem qua, tự nhiên không thấy được Trương Huyền, hiện tại thấy được, kia phẫn nộ biểu tình một chút liền toàn bộ biến mất, thay một bộ lấy lòng, chiều Trương Huyền này đi tới, ai nha, Trương Huyền huynh đệ, thế nhưng là ngươi, ngươi nói ngươi đã đến rồi như thế nào cũng không cho ta lên tiếng kêu gọi đâu. Phía trước, Trình lão gia tử đại thọ, Trình gia tuyển xong người thừa kế sau, Trình lão gia tử liền chuyên môn đem Trình Quảng kêu lên đi,
cho hắn giao đãi quá, ngàn vạn không thể trêu chọc Lâm gia cái kia con rể. Trình Quảng lại kiêu ngạo, kia cũng là ở người khác trước mặt, ở Trình lão gia tử trước mặt, hắn nghe lời liền cùng cái ngoan bảo bảo giống nhau. Hơn nữa, hiện tại Trình gia, là Trình Thanh Nương gia làm chủ, lúc ấy Vương Vĩ đưa cho Trình Quảng Lâm gia cổ phần, Trình Quảng đều thành thành thật thật, còn nguyên còn trở về. Ninh Tỉnh Quân khu một tay Ninh Sông Dài, ở phía trước đoạn thời gian đột nhiên xuống ngựa, việc này rất nhiều người không rõ ràng lắm nội tình, nhưng Trình Quảng thân là Trình gia nhị công tử, tự nhiên rõ ràng, là Ninh một vòng trêu chọc Lâm gia cái kia con rể, trực tiếp bị Hoa Hạ tối cao kia tầng người tự mình tra xét, biết được này đó sau, Trình Quảng sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, may mắn lúc trước chính mình không có đắc tội Lâm gia đắc tội quá sâu, nếu không chính mình gia gia đều giữ không nổi chính mình. Đối với Trương Huyền, Trình Quảng là không dám có một chút ít đắc tội. Tiêu Sóng đám người, thấy Trình Quảng đối Trương Huyền thế nhưng là thái độ này, làm cho bọn họ trừng lớn đôi mắt, có chút không thể tin được, có thể làm Trình Quảng chủ động xưng hô vì huynh đệ người, này đến là gì thân phận a? Trương Huyền từ trên chỗ ngồi đứng dậy, cú đánh Quảng cười cười. Trình Quảng cũng vội vàng bồi thượng một bộ gương mặt tươi cười. Chính cười Trương Huyền, trên mặt tươi cười đột nhiên biến mất, thật mạnh một cái tát chụp đến Trình Quảng trên mặt. Trình Quảng bị Trương Huyền này một cái tát đánh nửa cái thân mình bò đến trên bàn, kia đồ ăn dính đầy mặt đều là. Nguyên bản còn tưởng rằng Trương Huyền cùng Trình Quảng quan hệ không tồi, Tiếu Sóng đám người, đều bị Trương Huyền này động tác hoảng sợ, gì tình huống, đây là đánh người đâu. Còn đánh chính là Trình Quảng. Đang lúc Tiếu Sóng đám người, cho rằng Trình Quảng sẽ tức giận thời điểm, thế nhưng phát hiện, Trình Quảng như cũ bồi một trương gương mặt tươi cười, Trương huynh đệ, ta đây là nơi nào đắc tội ngươi, ngươi nói chính là. Ta cho ngươi xin lỗi. Trình Quảng thái độ, lại lần nữa làm Tiếu Sóng đám người trừng lớn đôi mắt, vừa mới bọn họ cho rằng, Trương Huyền thân phận cùng Trình Quảng giống nhau, nhưng hiện tại bọn họ phát hiện, chính mình vẫn là xem thường Trương Huyền, đây là Trình Quảng cũng không dám đắc tội người a. Trương Huyền bắt lấy Trình Quảng đầu tóc, đem Trình Quảng đầu ấn ở trên bàn, mặt vô biểu tình nói, ngươi đem nước miếng phun ở trên bàn, vậy ngươi liền đem này một bàn toàn ăn đi, một chút đều không được thừa, mau. Trương Huyền tuy rằng biểu tình bình tĩnh, không có gợn sóng, nhưng hắn nói, phảng phất tháng chạp gió lạnh, làm Trình Quảng lông tơ tạc khởi. Trình Quảng nhìn trước mặt này một bàn ước chừng 18 nói đồ ăn, mặt lộ vẻ chua xót, Trương huynh đệ, ta. Trình Quảng vừa muốn nói gì, Trương Huyền trực tiếp cầm lấy một cái sứ bàn, ở trên bàn quăng ngã toái, cầm lấy một mảnh mảnh nhỏ, dùng sức chiều Trình Quảng mu bàn tay thượng chát đi. Mảnh nhỏ bén nhọn cắt qua Trình Quảng làn da. Xuyên thấu Trình Quảng mu bàn tay, chát ở trên mặt bàn. A a, Trình Quảng phát ra một trận thống khổ kêu to. Tiếu Sóng đám người nhìn Trương Huyền động tác, nhịn không được dùng mình một cái, đây chính là Trình gia nhị công tử a, nói đánh là đánh, lại còn có một chút đều không lưu thủ. Cùng Trương Huyền ngồi ở một bàn người, nhìn Trương Huyền động tác, lại nghĩ đến chính mình vừa mới trào phúng, cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Ta làm ngươi ăn, ngươi liền ăn. Trương Huyền lại lần nữa mở miệng, hắn thanh âm mang theo một loại cường đại cảm giác áp bách. Thế giới ngầm vương giả, địa ngục lãnh tụ Sa Tăng đại nhân, hắn ôn nhu, chỉ biết cho hắn ái người, trừ cái này ra, không có bất luận kẻ nào có thể tùy ý khiêu khích hắn, nếu không, hắn cũng sẽ không đứng ở thế giới ngầm đỉnh, làm mỗi người kính sợ. Trình Quảng đau cả người run rẩy, nước mắt đều ngăn không được chảy ra, Trương Huyền thanh âm, làm hắn một lòng đều đang run, hắn sợ hãi, hắn là thật sự sợ hãi. Không trực diện Trương Huyền, vô pháp cảm nhận được Trương Huyền sở mang đến kia cổ lực áp bách. Chương 387, ngươi sẽ không giáo, ta tới giáo. Bàn tay truyền đến đau nhức, lan tràn đến Trình Quảng toàn thân, hắn gian nan vươn một cái tay khác, nghe lời nắm lên trên bàn đồ ăn, hướng trong miệng nhét đi. Tiếu Sóng đám người nhìn một màn này, tràn ngập khiếp sợ, này vẫn là bọn họ biết đến cái kia Trình gia ăn chơi trác táng sao. Trương Huyền bên này phát sinh sao động. Một chút liền hấp dẫn toàn bộ đại sảnh chú ý, còn ở ăn cơm người, mặc kệ là những cái đó khách bàn vẫn là chủ bàn, đều chiều bên này xem ra, khi bọn hắn nhìn đến Trình Quảng bị người ấn ở trên mặt bàn, hơn nữa dùng sứ bàn mảnh nhỏ chát xuyên bàn tay khi, trước tiên đều hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Đây chính là Trình gia a, Ninh Tỉnh hoàn toàn xứng đáng đệ nhất hào môn, nhị công tử thế nhưng bị người như vậy đối đãi. Tần Nhu nhìn một màn này, tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng có thể lý giải, Trình gia tuy mạnh, nhưng cùng Trương Huyền so sánh với, còn kém điểm, riêng là Trương Huyền trước kia cái kia Wall Street chi thần danh hiệu, liền đủ để cho hắn nghiền áp Trình gia.
Trình gia người hầu trước tiên vọt lại đây, có khách khứa muốn hướng Trình gia kỳ hảo, phát ra tiếng quát. Đang làm gì, mau buông ra Trình công tử. Đối mặt tỏa định ở chính mình trên người ánh mắt, cùng với những cái đó uống thượng, Trương Huyền nhìn như không thấy, hắn dùng sức ấn Trình Quảng đầu, Trình Quảng mặt dán ở trên mặt bàn đều đã biến hình. Ăn nhanh lên, Trương Huyền như cũ mặt vô biểu tình nói. Trình Quảng lập tức nhanh hơn trên tay động tác, trong miệng đồ vật còn không có nuốt đi vào, liền nắm lên một khác nói đồ ăn nhét vào trong miệng. Đều nhường một chút, một đạo tiếng quát vang lên. Trình Thanh tới. Trình gia trưởng tử, tương lai người thừa kế. Việc này xem Trình Thanh xử lý như thế nào đi, dám như vậy khinh nhục Trình gia người, ta sống hơn 50 năm, vẫn là lần đầu tiên thấy. Một người doanh nhân nhìn chằm chằm bên này, nói. Tiêu sóng đám người, cũng nhìn đến Trình Thanh lại đây, chủ động vì Trình Thanh nhường ra một con đường, đây chính là Trình gia tương lai người cầm lái, thậm chí có thể nói, từ bọn họ hiện tại, mãi cho đến lão, chỉ cần còn tưởng ở Ninh tỉnh này địa bàn hỗn đi xuống, nhất định phải đến giao hảo Trình Thanh. Tiêu sóng đám người phỏng đoán, cái này Trương Huyền dám đánh Trình Quảng, nhưng không dám đối Trình Thanh thế nào đi, rốt cuộc tại thân phận thượng, Trình Thanh muốn cao hơn Trình Quảng không biết nhiều ít cái cấp bậc. Trình Thanh nguyên bản còn ở đường thính bồi Trình lão gia tử, nghe tới Trình Quảng bị đánh thời điểm, Trình Thanh trước tiên liền vọt ra, tuy rằng hắn đối chính mình cái này đệ đệ cũng không có cái gì hảo cảm, nhưng nói như thế nào cũng là Trình gia người, ở chính mình gia bị người khác đánh, đó chính là đánh Trình gia mặt. Trình Thanh nổi giận đùng đùng đẩy ra đám người, mà khi hắn nhìn đến chính ấn Trình Thanh Trương Huyền khi, trên mặt tức giận ở trong nháy mắt toàn bộ biến mất, Trình Thanh là sớm nhất kiến thức quá Trương Huyền năng lượng người. Trương Huyền tùy tiện lấy ra một cái lễ vật, khiến cho hắn Trình Thanh trở thành Trình gia người nối nghiệp. Trương Huyền huynh đệ, Trình Thanh kêu một tiếng Trương Huyền, theo sau không còn có lời nói, cũng không có bất luận cái gì động tác, liền đứng ở này Trương trước bàn. Trương Huyền nhìn Trình Thanh liếc mắt một cái, không nói gì, đem ánh mắt một lần nữa phóng tới Trình Quảng trên người, mau ăn. Trình Thanh đối đãi Trương Huyền thái độ, còn có Trương Huyền đối đãi Trình Thanh thái độ, làm ở đây người xem rõ ràng. Trình gia tương lai người thừa kế, thế nhưng đối người thanh niên này khách khách khí khí, ngược lại người thanh niên này, đối Trình gia người thừa kế lạnh lẽo, hơn nữa, Trình gia người thừa kế hiện tại cái gì cũng không dám làm, chỉ có thể nhìn nhà mình huynh đệ chịu nhục. Người thanh niên này, rốt cuộc là cái gì thân phận? Như vậy nghi hoặc, tràn ngập ở mỗi người trong lòng. Tiếu sóng đám người, hung hăng nuốt khẩu nước bọt. Toàn bộ Trình gia đại sảnh, tại đây một khắc trở nên quỷ dị yên tĩnh, không ai mở miệng. Tất cả mọi người nhìn Trương Huyền bên này, trong đại sảnh, có thể vang lên, chỉ có Trình Quảng không ngừng nuốt đồ ăn thanh âm. Ta tôn Trình Quảng, là đắc tội vị nào đại nhân vật a? Một đạo già nua thanh âm, đánh vỡ đại sảnh yên tĩnh. Chung quanh người, cũng bởi vì thanh âm này, phát ra tất tất suất suất thảo luận thanh. Lão gia tử, là lão gia tử tới. Cấp Trình lão gia tử nhường đường. Nhìn xem Trình lão gia tử xử lý như thế nào đi. Này phỏng chừng là nhà ai thiếu gia, Trình Thanh cũng không dám tùy tiện trêu chọc, nhưng lão gia tử mặt mũi, hắn như thế nào đều đến bán. Đúng vậy, mặc kệ là ai, ở Ninh tỉnh, phải cấp lão gia tử cái mặt mũi. Nghe được Trình lão gia tử thanh âm, thiếu sóng đám người trong lòng, dâng lên một trận mừng thầm, bọn họ phía trước còn ở trào phúng Trương Huyền, nói đủ loại tự đại cùng khó nghe nói. Nhưng kết quả là phát hiện, Trương Huyền bá đạo. Trương Huyền cái này làm cho Trình Quảng cùng Trình Thanh cũng không dám đắc tội thân phận, khiến cho bọn hắn vừa mới hành động, đều trở thành một cái chê cười, loại cảm giác này, làm cho bọn họ phá lệ không thoải mái, bọn họ hiện tại, là phi thường muốn nhìn cái này Trương Huyền ăn mệt, đặc biệt là Tiếu Sóng, chính mình làm trò thích nữ nhân trước mặt, ném lớn như vậy mặt, nếu họ Trương cũng có thể ném thứ người, chính mình này liền không tính cái gì. Tiếu Sóng bọn họ nhưng không cho rằng, Trương Huyền thật sự có thể liền Trình lão gia tử mặt mũi đều không cho. Đám người lại lần nữa tản ra, Trình lão gia tử chống quải trượng, đã đi tới. Trương Huyền đồng thời ngẩng đầu, chiều Trình lão gia tử nhìn lại. Trương Huyền mặt vô biểu tình, hắn ánh mắt thực lãnh, chỉ là xem một cái, khiến cho Trình lão gia tử có loại như trụy hầm băng cảm giác. Là ngươi, Trình lão gia tử trăm triệu không nghĩ tới, Trình Quảng đắc tội người, thế nhưng là Trương Huyền. Lần trước Ninh sông dài xuống ngựa, hoa hạ tầng cao nhất tới 8 người, chuyện này, Trình lão gia tử rành mạch. Phía trước Trương Huyền lấy ra dưa vàng cống trà thời điểm, Trình lão gia tử liền ở suy đoán, cái này Lâm gia con rể, rất có khả năng là cái nào màu đỏ con cháu. Ninh sông dài xuống ngựa việc này vừa ra,
Trình lão gia tử trong lòng phi thường rõ ràng, về sau này Ninh Tỉnh, không hề là Trình gia nói tính, mà là Lâm gia tới làm chủ. Trương Huyền bối cảnh, là Trình lão gia tử căn bản không dám đắc tội. Trương Huyền nhìn Trình lão gia tử, lạnh lùng mở miệng, biết nên như thế nào giáo dục hậu bối sao? Trương Huyền nói chuyện, dùng chính là một loại chất vấn ngữ khí. Trương tiểu huynh đệ, nếu Trình Quảng nơi nào đắc tội ngươi, ta đại hắn hướng ngươi xin lỗi. Trình lão gia tử thành khẩn mở miệng, như vậy làm vẻ ta đây, làm cho cả đại sảnh người, đều có loại không thể tin được cảm giác. Trình lão gia tử, thế nhưng chủ động cùng người thanh niên này ngang hàng luân giao, lại còn có hướng hắn xin lỗi. Ta hỏi chính là, ngươi biết nên như thế nào giáo dục hậu bối sao? Trương Huyền lại lần nữa mở miệng. Trình lão gia tử, ở người khác trong mắt, là Ninh Tỉnh nhất có quyền thế người, nhưng ở Trương Huyền trong mắt, hắn gặp qua có quyền thế người quá nhiều, Trình lão gia tử đặt ở những người đó trước mặt, thì đều không tính, mà những cái đó có quyền thế, đối Trương Huyền đều cung cung kính kính, hận không thể cho hắn làm hạ nhân. Trình lão gia tử làm trò nhiều người như vậy mặt bị Trương Huyền chất vấn, trên mặt có chút không nhịn được, nhưng hắn lại không dám nói thêm cái gì, chỉ phải thành thật trả lời, là ta dạy dỗ vô phương. Ngươi nếu sẽ không giáo, ta tới giúp ngươi giáo. Trương Huyền bắt lấy Trình Quảng đầu tóc, đem hắn xách lên, này thức ăn trên bàn, các ngươi Trình ra người lại đây ăn xong đi, một chút đều không được thừa, còn có ta mâm này khẩu cục đàm, ai phun, ai cho ta liếm sạch sẽ. Chương 388, bị đùa giỡn. Trương Huyền một phen lời nói, làm ở đây người, hoàn toàn lãnh hội tới rồi hắn khí phách. Đối mặt Trình gia, đối mặt Trình lão gia tử, như cũ làm theo ý mình. Trình lão gia tử nhìn kia đã tán loạn một bàn đồ ăn, trầm mặc mười mấy giây, theo sau thở dài một tiếng, ăn đi. Này ăn đi hai chữ, làm tất cả mọi người mở to hai mắt, bực này với, là thỏa hiệp, là đem Trình gia này mấy chục năm không người lay động uy nghiêm, hoàn toàn ném dưới mặt đất, nhậm người dẫm đạp. Đang nói ra ăn đi này hai chữ sau, Trình lão gia tử phảng phất mất đi sở hữu sức lực giống nhau, cả người đều có vẻ uể oải không phấn chấn. Ly cái bàn gần nhất Trình Thanh. Nhìn mắt Trình lão gia tử, lại nhìn Trình Quảng, chủ động nắm lên trên bàn đồ ăn, nhét vào trong miệng. Trình Thanh đều đi đầu ăn, những cái đó mặt sau tới rồi Trình ra người, cũng sôi nổi vây đến trước bàn, ăn lên. Hai người cũng tới ăn đi, Trình lão gia tử nhìn mắt chính mình kia hai gã môn đồ, phất phất tay. Làm Ninh Tỉnh thương giới một tay Đỗ Hoa, cùng với chính giới một tay Thiếu Thăng, đều đã đi tới, nắm lên trên bàn đồ ăn. Như vậy một cái ăn cái gì động tác, đại biểu quá nhiều đồ vật. Trình lão gia tử thở dài, cũng đi đến trước bàn, nắm lên một phen đồ ăn, nhét vào trong miệng. Từ nay về sau, toàn bộ Ngân Châu, lại vô Lạc Hà Trình Trang. Trình gia cũng sẽ chậm rãi rời khỏi sân khấu, hết thảy, đều phải bị Lâm Thị chậm rãi thay thế được. Tiêu sóng đám người, giờ phút này cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Nếu hiện tại cho người khác nói chính mình vừa mới trào phúng cái này Trương Huyền, người khác nhất định sẽ không tin tưởng, hiện tại ngẫm lại chính mình phía trước hành vi, thật sự là quá lớn mật. Trương Huyền nhìn một màn này, Trình gia tồn tại, đối Lâm gia tới nói, sớm muộn gì đều phải dẫm đi xuống, Trương Huyền cũng chính là mượn lần này cơ hội, trực tiếp giúp Lâm Thanh Hạm giải quyết phiền toái. Rốt cuộc Lâm gia cùng Trình gia, chi gian vẫn là có tình cảm ở, nhưng hắn Trương Huyền không nhiều như vậy cố kỵ. Cùng với cuối cùng làm Lâm Thỉnh Hạm tới cùng Trình ra xé rách ra mặt, không bằng hắn trước đem việc này làm. Muốn làm một người thần phục, biện pháp tốt nhất, chính là làm hắn sợ hãi chính mình. Trương Huyền hiện tại, đã làm được làm Trình ra sợ hãi, làm Đỗ Hoa sợ hãi, làm Thiếu Thăng sợ hãi. Trương Huyền vươn tay, ở trên bàn gõ tam hạ, nhớ kỹ, về sau ở người khác ăn cơm thời điểm, không cần loạn nhổ nước miếng, Tần Nhu, chúng ta đi thôi. Nga, hảo. Tần Nhu có chút dại ra lên tiếng. Không riêng gì Tần Nhu, toàn bộ đại sảnh người, đều ngốc ngốc nhìn Trình gia vây quanh ở trên bàn ăn cái gì một màn. Mọi người đều là minh bạch người, biết Trình gia cái này cách làm, đại biểu cái gì, bọn họ chỉ là không rõ ràng lắm Trương Huyền cụ thể thân phận, không rõ ràng lắm sẽ là nhà ai tới thay thế được Trình gia. Trương Huyền cùng Tần Nhu rời đi Trình gia đại sảnh. Một người Trình gia nữ quyến thở phào một hơi, đem mới vừa nhét vào trong miệng đồ vật phun ra. Mới chuẩn bị nói chuyện, liền nghênh đón Trình lão gia tử quát lớn thanh. Ăn xong đi, mấy thứ này, toàn bộ ăn xong. Trình lão gia tử nói xong, lại nắm lên một phen đồ ăn, nhét vào trong miệng. Tên kia Trình gia nữ quyến rụt rụt cổ,
vẻ mặt nan kham đem mới vừa nhổ ra đồ ăn nhét vào trong miệng, gian nan nuốt đi xuống. Trình lão gia tử như vậy cách làm, lại lần nữa làm trong đại sảnh mọi người lĩnh hội tới rồi Trương Huyền đáng sợ, bọn họ nỗ lực nhớ kỹ Trương Huyền bộ dáng, về sau nhìn thấy, chỉ có thể giao hảo, ngàn vạn không thể trêu chọc. Rời đi đại sảnh, Tần Nhu giống một lần nữa nhận thức cá nhân liếc mắt một cái, mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Trương Huyền. Người này ánh mắt có điểm quỷ dị a. Trương Huyền phun tào một tiếng. Ngươi thật đúng là ái lão bà ngươi a, vì nàng, hôm nay như vậy tiểu một sự kiện, ngươi làm lớn như vậy. Tần Nhu trên mặt xuất hiện chút ghen tuông. Ngươi đều đã nhìn ra, Trương Huyền ngoài ý muốn nhìn mắt Tần Nhu. Tần Nhu trợn trắng mắt, ngươi cho ta là ngốc tử a, ngươi hôm nay, chính là muốn nhìn đến Trình gia thái độ, làm Trình gia nhận túng, làm cho lão bà ngươi về sau thuận buồm xuôi gió đúng không, bằng không như vậy tiểu nhân một sự kiện. Người đến nỗi phát lớn như vậy tính tình sao, còn thấy huyết. Trương Huyền gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, là vì ta lão bà, bất quá này cũng không phải một chuyện nhỏ, đối ta mà nói, lãng phí đồ ăn hành vi, chính là lãng phí sinh mệnh. Nghe được Trương Huyền lời này, Tần Nhu đột nhiên nghĩ đến viện phúc lợi thôi viện trưởng lúc ấy cùng chính mình nói những cái đó, Trương Huyền trước kia cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, nhặt rác rưởi, ăn rác rưởi, đồ ăn với hắn mà nói, chính là mệnh a. Lúc ấy cái kia không nơi nương tựa hài tử, hiện tại trưởng thành tới rồi như vậy bộ dáng, trong đó chua xót, không phải dễ dàng có thể tưởng tượng. Tần Nhu nhìn về phía Trương Huyền trong ánh mắt, bất chi bất giác, nhiều ra một ít yêu thương, chẳng sợ hắn hiện tại là cái chỉ dùng khí thế là có thể áp đảo Trình gia nam nhân, nhưng không đại biểu hắn, liền không gì chặn được, thường thường loại người này, nội tâm là nhất nhu nhược. Tần Nhu, ta phát hiện ngươi ánh mắt càng ngày càng quỷ dị a. Trương Huyền vẻ mặt hơi sợ nhìn Tần Nhu. Ta là suy nghĩ ngươi vừa mới kia khí phách bộ dáng. Tần Nhu híp mắt cười, cường thế ôm Trương Huyền bả vai, kia bộ dáng, thật là làm ta yêu ngươi muốn chết. Đừng yêu ta, Trương Huyền vội vàng đem cánh tay từ Tần Nhu mềm trong lòng ngực rút ra, ngươi biết đến, ta là có lão bà. Kia lại có cái gì, chúng ta Hoa Hạ cổ đại, có bản lĩnh nam nhân, kia đều là tam thê tứ thiếp. Tần Nhu đã sớm miễn dịch Trương Huyền lão bà lấy cớ. Dù sao ta nhìn chằm chằm ngươi đâu, ngày nào đó ngươi bị Lâm Thanh Hạm bị thương, ta liền mở ra ôm ấp chờ ngươi, cấp Lâm Thỉnh Hạm tới cái sấn hư mà nhập, đến lúc đó, làm nàng khóc đi thôi. Trương Huyền cười gượng một tiếng, không có nói tiếp. Tần Nhu lái xe mang Trương Huyền trở lại Ngân Châu, đã là buổi chiều hai điểm. Trương Huyền, ngươi nói đổ thạch cái này, ta rốt cuộc làm không làm a? Đây là phía chính phủ đặc phê khẩu tử, tuy rằng có nguy hiểm, nhưng đích đích xác xác là một lần cơ hội. Tần Nhu đối với đổ thạch cái này hạng mục, vẫn là có chút tâm động, này đặt ở Ngân Châu, đó chính là tuyệt đối lũng đoạn ngành sản xuất A. Trương Huyền nghĩ nghĩ, trả lời, kỳ thật cũng không phải không thể làm, nhưng tiền đề là ngươi đến tìm được tốt nguồn cung cấp, hơn nữa có nguy hiểm, vận chuyển con đường này đó, đều là phí tổn, giống hiện tại, ngươi muốn làm một cái vận chuyển con đường, không có 1-2 năm trường kỳ hợp đồng, căn bản không ai cùng ngươi thiêm, vạn nhất ở chúng ta này hỏa không đứng dậy. Ngươi tiền, phải nguyên bộ đi vào, phương diện này thị trường điều tra ta không nghiên cứu quá, cho nên không hảo cho ngươi kết luận. Ta nhưng thật ra làm chút thị trường điều tra. Tần Nhu ở một cái đèn xanh đèn đỏ khẩu đem xe dừng lại, xoay người từ ghế sau cầm một phần văn kiện ra tới, ở chúng ta này, đổ thạch hẳn là vẫn là có thị trường. Trương Huyền nhìn mắt Tần Nhu lấy ra văn kiện, gật gật đầu, này phân báo cáo, cũng coi như kỹ càng tỉ mỉ, hành, nếu ngươi muốn làm. Ta đây giới thiệu một cái hóa thương cho ngươi, ngươi đi thực địa khảo sát một chút, cảm thấy có thể, là có thể nhập hàng, giá cả gì đó, hắn sẽ cho ngươi thị trường thấp nhất giới. Ha ha, ta liền biết ngươi tốt nhất, Tần Nhu cười lớn một tiếng, duỗi tay cuốn lấy Trương Huyền cổ, dùng sức ở Trương Huyền trên mặt hôn một cái. Ở Trương Huyền phản ứng trước khi đến đây, Tần Nhu đã một lần nữa chảo hảo tay lái, phát động ô tô. Trương Huyền sờ sờ chính mình mặt, có loại bị đùa giỡn khuất nhục cảm. Chương 389, Trúc gia cầu cứu. Trương Huyền làm Tần Nhu tùy tiện tìm một chỗ xuống xe, hắn sợ này nữ lưu manh lại đối chính mình có cái gì gây rối ý đồ. Tần Nhu nhìn vừa mới ở Trình gia còn khí phách phi phàm, hiện tại một bộ tiểu tức phụ bộ dáng Trương Huyền, cười to không thôi. Cùng Tần Nhu tách ra sau, Trương Huyền gọi điện thoại cấp Bạch Trì. Lão đại, ta đang muốn cho ngươi gọi điện thoại đâu, người điện thoại liền tới rồi. Bạch Trì thanh âm vang lên. Làm sao vậy? Trương Huyền hỏi một tiếng. Lão đại ngươi nói trước chuyện của ngươi đi, ta cái này muốn nói tương đối phức tạp.
Người đem Vân Tỉnh Thạch Vương điện thoại cho ta tìm một chút, ta tìm hắn có việc. Trương Huyền nói Vân Tỉnh Thạch Vương, là ở Vân Tỉnh kia một mảnh, làm đổ thạch sản nghiệp làm đến lớn nhất một người, người khác phải có Thạch Vương điện thoại, kia tồn tại di động đều không yên tâm, đến chặt chẽ ghi tạc trong lòng, mà lúc ấy Vân Tỉnh Thạch Vương đem chính mình điện thoại cấp Trương Huyền xem cũng chưa xem một cái. Lão đại, người muốn hắn điện thoại làm gì? Lại đi đổ thạch, kia lão tiểu tử phỏng chừng nên khóc. Bạch Trì nói, hắn còn nhớ rõ năm ấy Trương Huyền đi Vân Tỉnh đổ thạch cảnh tượng, quét ngang các tảng đá lớn tràng, Thạch Vương khai hạ 1 tỷ bàn khẩu, kết quả bị Trương Huyền thắng được sạch sẽ, thề về sau chỉ cần Trương Huyền đi đổ thạch địa phương, tuyệt đối không hắn. Trương Huyền nghe Bạch Trì nói, cũng nghĩ đến chính mình trước kia, khi đó khí thịnh, mấy ngày thời gian, làm đến Vân Tỉnh lớn nhất những cái đó đổ thạch tràng toàn bộ đóng cửa, hắn cười cười, nói, giới thiệu cái sinh ý đồng bọn cho hắn nhận thức một chút. Điện thoại phát tới là được. Nga, hảo, ta đây liền cho ngươi phát, lão đại, ngươi muốn không có việc gì, ta này nhưng có việc cho ngươi nói a. Bạch Trì vừa dứt lời, Trương Huyền liền nghe được di động vang lên một trận nhắc nhở thanh, là Bạch Trì phát tới tin tức, mặt trên là Thạch Vương điện thoại. Ngươi nói đi. Lão đại, chúc lão nhân phía trước ở Yến Kinh cùng ngươi chạm mặt thời điểm, có cho ngươi nói cái gì sao? Bạch Trì đầu tiên là hỏi. Nói một chút. Trương Huyền nghe Bạch Trì nhắc tới cái này, sắc mặt ngưng trọng vài phần, làm sao vậy? Gần nhất được đến tin tức, có người muốn tiêu diệt Trúc gia, nghe nói là Trúc gia biết một ít khó lường bí tân, có người muốn diệt khẩu, Trúc lão nhân hướng chúng ta phát ra cứu viện thỉnh cầu, người xem muốn hay không? Bạch Trì nói đến lúc này, không có nói thêm gì nữa. Đính phiếu, ta muốn đi Trúc gia một chuyến. Trương Huyền suy xét cũng chưa suy xét, liền nói. Ngày đó Trúc Nguyên Cửu cho hắn lời nói. Vẫn luôn đè ở hắn trong lòng, hắn vốn là tính toán chờ cùng Lâm Thanh Hạm hiểu lầm giải trừ sau, liền đi Trúc gia đi một chuyến. Hảo! Đúng rồi, hành tung bảo mật, Trương Huyền nhắc nhở một tiếng. Minh Bạch! Cắt đứt điện thoại, Trương Huyền đem Thạch Vương điện thoại chia Tần Nhu hồi lại đây một cái thân thân biểu tình, làm Trương Huyền dở khóc dở cười. Không quá vài phút, Bạch Trì lại lần nữa cấp Trương Huyền phát tới một cái tin tức, là cho Trương Huyền định phiếu, buổi tối 7 giờ chuyến bay. Trương Huyền đánh chiếc xe, đi vào Lâm thị cao ốc, trực tiếp thượng tầng cao nhất, đi trước Lâm Thanh Hạm văn phòng. Trương Huyền làm việc phụ bộ quải cái kia danh, đã sớm tồn tại trên danh nghĩa. Lâm Thanh Hạm văn phòng chung, một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, đang ngồi ở Lâm Thanh Hạm bàn làm việc đối diện trên sofa. Lâm tiểu thư, ngươi là tương lai gia chủ, ta cho ngươi nói mấy thứ này, ngươi khả năng tạm thời còn không hiểu, nhưng ngươi muốn trưởng quản Tô gia, mấy thứ này trước sau là muốn gặp phải. Chúng ta Tô gia, ở cổ võ thế gia chung, cũng chiếm hữu nhất định địa vị. Lâm Thanh Hạm cũng không có công tác, nàng an an tĩnh tĩnh nghe đối phương nói, đối phương vừa mới đối nàng nói một ít về Tô gia sự, cái gì cổ võ, cái gì các đại thế gia, đều vượt qua Lâm Thanh Hạm nhận chi. Lâm tiểu thư, ta cho ngươi nói này đó, còn hy vọng ngươi bảo mật, ngươi đã kết hôn, nhưng loại đồ vật này, chẳng sợ ngươi yêu nhất người, ngươi cũng không thể dễ dàng nói cho hắn. Cổ võ là bị phía chính phủ sở che giấu lên, trừ bỏ số ít người bên ngoài, còn lại người căn bản tiếp xúc không đến, người không nói cho người ái nhân, đều không phải là đối hắn có điều giấu giếm, ngược lại là ở bảo hộ hắn, minh bạch sao? Tuổi trẻ nữ nhân luôn mãi cường điệu. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, nỗ lực tiêu hóa đối phương theo như lời đồ vật. Người tiên sinh là cùng gia chủ là sinh ý thượng bằng hữu, bọn họ ở sinh ý thượng lui tới, sẽ không liên lụy đến cổ võ, ta cho ngươi nói này đó. Là trước tiên đánh cái dự phòng châm, muốn chân chính lý giải Tô gia, ngươi còn phải cùng ta đi một chuyến Yến Kinh, đi Tô gia, gia chủ phân phó qua, ta lần này tới, không riêng gì muốn đem ngươi mang về, cũng muốn đem Tô Tư Nguyệt A Di, cùng nhau mang về, mang A Di, về nhà. Về nhà, Lâm Thanh Hạm lẩm bẩm này hai chữ, một lòng kinh hoàng không ngừng, mẫu thân sinh thời, lớn nhất nguyện vọng, chính là có thể phản hồi Tô gia. Về nhà cái này từ, phía trước đối Lâm Thanh Hạm mà nói. Là cỡ nào xa xôi, nàng cỡ nào hy vọng chờ đến ngày này, mà hiện tại, đường này hai chữ bãi ở trước mắt khi, Lâm Thanh Hạm thế nhưng có chút sợ hãi. Đúng vậy, về nhà, chỉ có ngươi cùng Tô A Di trở về, lần này trở về, phải cho ngươi tiếp xúc cổ võ này đó, ngươi tiên sinh không thích hợp cùng nhau, điểm này, còn hy vọng ngươi có thể lý giải. Lúc ấy Trương Huyền cũng không hy vọng làm Lâm Thỉnh Hạm biết hắn cùng Tô gia chi gian quan hệ, cùng với phía trước mâu thuẫn. Liền cấp Lâm Thỉnh Hạm nói dối hắn phía trước cùng Tô Du có sinh ý thượng lui tới.
Lần này Tô Du phái người tới Ngân Châu tiếp Lâm Thỉnh Hạm về nhà, cũng không có nói quá nhiều, chỉ nói hắn cùng Trương Huyền là sinh ý thượng bằng hữu. Hiện tại Tô gia, trừ bỏ Tô Du bản nhân bên ngoài, không có người biết Trương Huyền chân chính thân phận, biết Trương Huyền thân phận những người đó, đã sớm không còn nữa. Lâm Thỉnh Hạm hít sâu một hơi, gật gật đầu, ta đây khi nào đi theo ngươi trở về? Hôm nay, này tuổi trẻ nữ nhân nói mới vừa nói xong, Trương Huyền liền đẩy cửa đi đến. Nhìn thấy Trương Huyền, tuổi trẻ nữ nhân lập tức đem miệng khép lại, sợ Trương Huyền nghe được cái gì không nên nghe đồ vật. Trương Huyền nhìn mắt ngồi ở trong văn phòng tuổi trẻ nữ nhân, hướng Lâm Thanh Hạm hỏi, lão bà, có bằng hữu à, ta đây từ từ cùng ngươi nói. Không cần, Lâm Thanh Hạm phất phất tay, đây là Tô Mật. Tô ra tới, Trương Huyền đem ánh mắt phóng tới nữ nhân trên người. Tô Mật đứng dậy, đi đến Trương Huyền trước mặt, hướng Trương Huyền duỗi tay, Trương tiên sinh, ngươi hảo. Ngươi hảo, Trương Huyền khách khí cùng đối phương nắm xuống tay. Lâm Thanh Hạm hướng Trương Huyền nói, lão công, Tô Mật lần này tới, là tiếp ta cùng ta mẹ về nhà, hôm nay liền xuất phát. Trương Huyền gật gật đầu, trở về bao lâu? Không biết, Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, Tô Mật theo như lời những cái đó về cổ võ đồ vật, nàng hiện tại mãn đầu óc đều là nghi hoặc, lần này trở về, nàng cũng không biết muốn đãi bao lâu thời gian, khả năng mấy ngày, cũng có thể có nửa tháng lâu. Trên đường chú ý an toàn, Trương Huyền không nói thêm cái gì, cũng không hỏi nhiều, Lâm Thanh Hạm nếu không có chủ động đưa ra làm chính mình đuổi kịp, đó chính là có nàng ý tưởng, điểm này Trương Huyền cũng có thể lý giải, rốt cuộc Lâm Thanh Hạm trở lại Tô gia, cũng có rất nhiều gia nội sự muốn xử lý. Chương 390, Đều Hải Trúc gia. Lâm Thanh Hạm nghe Trương Huyền nói, xinh đẹp cười, Trương Huyền chính là như vậy hiểu nàng một người. Vài giờ phi cơ, muốn ta giúp ngươi thu thập hành lý sao? Trương Huyền hỏi một tiếng. Không cần, Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, người bồi ta đi đem mẹ tiếp xuất hiện đi. Hảo, đương Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền từ Nghĩa Trang ra tới thời điểm, đã là mau 4 điểm. Lâm Thanh Hạm trong tay phủng mẫu thân hủ cho cốt, nhìn mắt phía sau Nghĩa Trang, lẩm bẩm nói, mẹ, ta rốt cuộc có thể mang ngươi về nhà. Lão bà, về nhà là chuyện tốt, vui vẻ điểm. Trương Huyền vỗ vỗ Lâm Thanh Hạm bả vai. Lâm Thanh Hạm lộ ra một mạt mỉm cười, lão công, ta đây liền đi trước. Nghĩa Trang cửa, nghe một chiếc Audi A8, phụ trách Lâm Thanh Hạm đón đưa. Chiếu cố hảo tự mình, Trương Huyền chủ động đem Lâm Thanh Hạm ôm vào trong ngực. Trương Huyền cái này ôm động tác, Lâm Thanh Hạm không có một tia kháng cự, trên mặt mang theo ngọt ngào, nhỏ giọng ở Trương Huyền bên tai nói, nhớ rõ tưởng ta. Lúc nào cũng suy nghĩ. Bần đi ngươi, Lâm Thanh Hạm mặt đẹp đỏ lên. Ta đây đi rồi, người cũng là, chiếu cố hảo tự mình. Tài xế giúp Lâm Thanh Hạm mở cửa xe, Lâm Thanh Hạm ngồi vào hàng phía sau, hướng Trương Huyền phất tay. Audi A8 mang theo một trận tiếng gầm rú rời đi, Trương Huyền thở dài, khai thượng Lâm Thanh Hạm kia chiếc chạy băng băng, hướng nội thành bước vào. Đi vào một cái bình thường khu nhà phố, Trương Huyền từ trong túi móc ra kia đem chìa khóa, mở ra một đạo cửa phòng. Phòng thực sạch sẽ, không có một hạt bụi trần. Duy độc khuyết thiếu, chính là sinh khí. Đặt ở trên ban công hai bồn chớ quên ta đã nảy mầm, mọc ra nụ hoa, chờ vào thu, là có thể hoàn toàn nở hoa rồi. Trương Huyền trong đầu, hiện ra cái kia nữ bạo long thân ảnh, lấy nàng tính cách, ở lưỡi dao sắc bén, khẳng định sẽ liều mạng huấn luyện đi. Trương Huyền cầm lấy vòi hoa sen, đem bọt nước phun ở chớ quên ta nụ hoa thượng, hắn lẳng lặng ngồi ở căn nhà này chung, chờ đến thời gian, đi trước sân bay, đăng ký. Ngầm vương giả đã yên lặng lâu lắm, thậm chí có một số người, đều hoài nghi hắn hay không còn sống trên đời. Đương Trương Huyền bước lên phi cơ, đi trước trúc gia kia một khắc, chú định tên của hắn, đem lại lần nữa vang vọng người khác bên tai. Trúc gia, ở Đều Hải, tuy rằng không có gì quá lớn thanh danh, thậm chí so không được một ít đại xí nghiệp tập đoàn, nhưng này thế lực, một chút cũng không nhỏ. Đều Hải đứng đầu hào môn, đều biết được có trúc gia như vậy một cái gia tộc tồn tại. Thậm chí rất nhiều hào môn sau lưng, đều có trúc gia chống đỡ, trúc gia không có giống Tô Thị như vậy đi lên trước đài, bọn họ trước sau đều ở phía sau màn. Trương Huyền đến Đều Hải thời điểm, sắc trời đã tối, tùy tiện tìm cái địa phương, chuẩn bị sáng sớm hôm sau tới cửa. Một đêm lặng yên mất đi, sáng sớm hôm sau, Trương Huyền đi ra khách sạn, bất đồng với Ngân Châu buổi sáng liền có ánh mặt trời bao phủ, Đều Hải sáng sớm, xám xịt một mảnh, làm người cảm giác tâm tình đều áp lực rất nhiều. Trúc gia cùng Tô gia giống nhau, không có ở tại nội thành,
toàn bộ Trúc gia, toàn bộ đều ở tại một cái ngoại ô thành phố Đại Trang Viên nội, này Trang Viên chiếm địa cực lớn, có tự mang diễn võ trường, đồng ruộng, thậm chí còn có chăn nuôi khu, muốn ở đều Hải thị giao có được lớn như vậy một tòa Trang Viên, nhưng không riêng gì có tiền là được, yêu cầu phía chính phủ đặc phê. Trúc gia ở đều Hải tuy rằng mức độ nổi tiếng không cao, nhưng này thân phận địa vị, đó là tương đương lợi hại. Cơ hồ mỗi ngày, Trúc gia trước cửa, đều bài đầy tới cửa bái phòng người. Người thường không biết Trúc gia Trúc lão gia tử danh hào, nhưng những cái đó phía chính phủ cao tầng, thương giới đại cá sấu, đối Trúc Nguyên Cửu danh hào, chính là như sấm bên tai. Mỗi người đều biết, này sở Trúc gia trang chủ nhân, là có thể ở hoa hạ nhất trung tâm cái kia lãnh đạo tầng nói thượng lời nói, như vậy thân phận, có thể nói, dậm một dậm chân, đều Hải đều phải chấn tam chấn. Rốt cuộc ở hoa hạ trung tâm trình tự nói thượng lời nói, cùng có thể tiếp xúc trung tâm trình tự, là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm, đó là có thực quyền A. Người thường không biết Trúc gia, nghe được họ Trúc, cũng cảm giác không có gì, nhưng những cái đó đều Hải màu đỏ con cháu, quan tam đại phú nhị đại, nghe được họ Trúc, đều sẽ không khỏi biểu tình căng thẳng, trước rõ ràng đối phương có phải hay không đến từ cái kia Trúc gia, nếu là, bọn họ liền phải tiểu tâm đối đãi. Trúc gia trang trước đại môn, đứng rất nhiều người, những người này, nếu có bình thường thị dân đứng ở chỗ này nhìn đến, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc, đây đều là ngày thường sẽ ở TV tin tức thượng xuất hiện người, ngày thường khó gặp, giờ phút này liếc mắt một cái nhìn lại, thế nhưng có nhiều như vậy. Trúc gia trước cửa người tuy nhiều, nhưng cũng không có đỗ nhiều ít chiếc xe, tất cả mọi người đem xe đỗ ở nơi khác, đi bộ lại đây, bởi vậy có thể thấy được, Trúc gia uy vọng, rốt cuộc có bao nhiêu cao. Trương Huyền đã tới Trúc gia một lần, dựa vào trong trí nhớ lộ tuyến, đánh chiếc xe, cấp tài xế chỉ lộ. Ở khoảng cách Trúc gia Trang Viên còn có 1 km thời điểm, tài xế taxi liền chừng lớn đôi mắt nhìn con đường hai bên. Ta má ơi, này làm gì đâu, tất cả đều là siêu xe, so làm xe triển còn xa hoa, còn đều thượng bài, người nhìn xem kia, là phía chính phủ giấy phép A, còn có cái kia, 5.8. Tài xế nhìn con đường hai bên xe, đỡ tay lái tay đều ở phát run, này nếu không tiểu tâm đụng tới một chiếc, đời này đều còn không rõ. Này đó siêu xe, xếp thành một loạt, ước chừng có hơn 30 mễ, lại đi phía trước, con đường hai bên rỗng tuếch, một chiếc xe đều không có. Xe taxi chạy đến nơi này thời điểm, bị người ngăn cản xuống dưới. Đây là một người thân xuyên cảnh phục trung niên nam nhân, hắn sắp xuất hiện thuê xe ngăn lại sau, gõ gõ xe pha lê. Cảnh sát ngươi hảo, tài xế taxi diêu hạ pha lê, bồi gương mặt tươi cười. Trung niên cảnh sát vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn tài xế taxi, ai cho các ngươi đem xe chạy đến này tới. Lui về. Tài xế taxi vẻ mặt chua xót, liên tục mở miệng, cảnh sát, này cũng không có cấm hành tiêu chí A, ta liền khai lại đây, này liền lui về, này liền lui về. Tài xế taxi lời nói cũng chưa lạc, liền treo lên đảo chắn. Sư phó, ta trước xuống xe đem, tiền mã QR quét cho ngươi. Trương Huyền mở cửa xe, đi xuống tới, nhìn thoáng qua. Trúc gia Trang Viên, chiếm địa diện tích cực lớn, chỉ là sân tường vây liền dài đến mấy chục mét. Màu đỏ thắm đại môn, bản thân liền đại biểu cho một loại thân phận địa vị. Trương Huyền nhấc chân, chiều Trúc gia trước cửa đi đến, mới đi hai bước, đã bị người ngăn cản xuống dưới. Đúng là vừa mới sắp xuất hiện thuê xe ngăn lại trung niên cảnh sát. Đứng lại, người đang làm gì? Trung niên cảnh sát vẻ mặt cảnh giác đánh giá Trương Huyền. Xuyến môn A, làm sao vậy? Trương Huyền chiều Trúc gia đại môn phương hướng chu chu môi. Xuyến môn, trung niên cảnh sát nhìn Trương Huyền này hai tay trống trơn bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười, ai tới Trúc gia, kia không phải dẫn theo quý trọng lễ vật, sợ nhân gia không thu, tiểu tử này khen ngược. Không tay liền tới rồi, cho rằng này Trúc gia là địa phương nào. Đi trước đăng ký đi, trung niên cảnh sát duỗi tay chiều một bên chỉ một chút. Trương Huyền nhìn thoáng qua, kia có một cái đăng ký đài, rất nhiều tay để lễ vật người, đều đứng ở nơi đó đăng ký. Ngươi là Trúc gia người, Trương Huyền tò mò hỏi, hắn nhưng không nhớ rõ tới Trúc gia còn có này phân đoạn. Bình tiên sinh an bài, làm ngươi đăng ký ngươi liền đi. Trung niên cảnh sát có chút không vui nói. Chương 391, đi đăng ký. Bình tiên sinh. Trương Huyền nghe trung niên cảnh sát nói, nhíu nhíu mày, người này hắn trước nay không nghe nói qua. Thực xin lỗi, ta tới Trúc gia, chưa bao giờ muốn đăng ký. Trương Huyền vòng qua trung niên cảnh sát, chiều Trúc gia đại môn đi đến. Đứng lại, trung niên cảnh sát một cái cất bước che ở Trương Huyền trước người,
ngươi nói không đăng ký liền không đăng ký. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta tới Xuyến Môn, vì cái gì muốn đăng ký? Trương Huyền nghi hoặc, thật sẽ cho chính mình trên mặt thiếp vàng a. Trung niên cảnh sát vẻ mặt khinh thường nhìn Trương Huyền, còn Xuyến Môn. Ta còn đầu một hồi nghe nói, có tới Trúc Gia là Xuyến Môn. Trung niên cảnh sát lời này nói không giả, lấy Trúc Gia ở Đều Hải siêu nhiên địa vị, cho dù là Đều Hải một tay tới, đều nói tới cửa bái phỏng, không dám dùng Xuyến Môn hai chữ. Xuyến Môn, giảng ngang hàng chi gian, Đều Hải một tay, đồng dạng nắm có thực quyền người, cũng không dám cùng Trúc Gia ngang hàng luận. Trương Huyền bị làm đến có chút không kiên nhẫn, ta nói như thế nào, là ta chính mình sự, cùng ngươi có quan hệ gì? Trương Huyền nói xong, lại lần nữa tránh đi trung niên cảnh sát, hướng Trúc Gia trang viên đi đến. Đứng lại, trung niên cảnh sát bắt lấy Trương Huyền cánh tay. Trương Huyền một tay đem này ném ra, đối theo lẽ công bằng chấp pháp người, Trương Huyền tự nhiên khách khách khí khí, nhưng đối loại này vô cớ gây rối, công quyền tư dùng người, hắn tuyệt đối không có gì sắc mặt tốt. Ta làm ngươi đứng lại, trung niên cảnh sát hét lớn một tiếng, này một đạo tiếng quát, phảng phất một khối cự thạch quăng vào bình tĩnh mặt hồ, nhấc lên một trận sóng lớn. Những cái đó an tĩnh xếp hàng chờ ở Trúc Gia trang viên trước cửa người, tất cả đều chiều bên này xem ra. Sao lại thế này, xảo cái gì xảo, một người mang theo tơ vàng mắt kính trung niên nam nhân biểu tình không vui nói. Trung niên cảnh sát vội vàng cúi đầu, bình tiên sinh, người này nói đến Trúc Gia Xuyến Môn, không phối hợp đăng ký. Xuyến Môn, Bình Tiên Sinh vừa nghe này hai tự, khóe miệng gợi lên một nụ cười, có ý tứ, tới Trúc Gia Xuyến Môn, xin hỏi vị tiểu huynh đệ này, ngươi là Trúc Gia người? Không phải, làm sao vậy? Trương Huyền trong lòng đã có chút giận dữ. Bình Tiên Sinh gật gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi cùng Trúc Gia, có thân thích quan hệ? Cũng không có, này cùng ngươi có quan hệ sao? Trương Huyền áp chế trong lòng lửa giận, hắn hiện tại tính tình, đã thu liễm rất nhiều, muốn đặt ở hắn tung hoành thế giới ngầm cái kia niên đại, đã sớm một người một bà tai đánh lên rồi. Bình Tiên Sinh thấy Trương Huyền đem này hai vấn đề đều phủ nhận rất, cười lạnh hai tiếng, đột nhiên quát lên, nếu không phải Trúc Gia người, cùng Trúc Gia cũng không quan hệ, vậy đăng ký. Bình Tiên Sinh nói leng keng hữu lực, nói chuyện ngữ khí, liền giống như ở mệnh lệnh giống nhau. Ngươi là Trúc Gia người, vẫn là cùng Trúc Gia có quan hệ, Trương Huyền hỏi lại một tiếng. Đều không phải, nhưng ta làm ngươi đăng ký, ngươi phải đăng ký. Bình Tiên Sinh từ chính mình túi áo, móc ra một trương danh thiếp, vẻ mặt ngạo nghễ bắt được Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền nhìn lướt qua, đối phương danh thiếp thượng thân phận, rõ ràng là Đều Hải một tay bí thư. Trương Huyền cười nói, ai tới Trúc Gia Xuyến Môn, hẳn là không chịu phía chính phủ quản hạt đi. Cho ngươi đi đăng ký ngươi liền đăng ký, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều, không đăng ký liền đi. Bình Tiên Sinh không kiên nhẫn phất phất tay. Cái này đăng ký, là Bình Tiên Sinh chính mình làm ra tới. Đều Hải là quốc tế hóa đại đô thị, có thể nói là ngọa hổ tàng long, một cái đăng ký tin tức, có thể làm Bình Tiên Sinh thu thập đến rất nhiều hữu dụng đồ vật, mượn chức vị chi tiện, hắn liền làm như vậy vừa ra. Bình Tiên Sinh cái này đăng ký, cũng không phải làm đến một ngày hai ngày, Trúc Gia người đối chuyện này cũng biết, vẫn luôn đều bảo trì một cái ngầm đồng ý thái độ, rốt cuộc. Có người nguyện ý đương cái đứa bé giữ cửa, đối Trúc Gia tới nói, không phải một kiện chuyện xấu. Dân ra, Bình Tiên Sinh trong lòng liền xuất hiện một loại thái độ, phàm là tới Trúc Gia, cần thiết đăng ký, không đăng ký, ngươi liền không có tiến Trúc Gia tư cách, thậm chí ở một mức độ nào đó, Bình Tiên Sinh đều đem chính mình trở thành Trúc Gia đại môn quản gia. Đương Trúc Gia đại môn quản gia, Bình Tiên Sinh một chút đều không cảm thấy mất mặt, ngược lại còn có loại kiêu ngạo, Trúc Gia đại môn quản gia. Cũng không phải là ai ngờ đương là có thể đương. Trương Huyền nhìn Bình Tiên Sinh kia ngạo nghễ bộ dáng, lắc lắc đầu, nói, thực không vừa khéo, con người của ta, trước nay đều không có đăng ký thói quen. Trương Huyền nói xong, đi nhanh chiều Trúc Gia trước đại môn đi đến. Ngăn lại hắn, Bình Tiên Sinh sắc mặt biến đổi, hướng trung niên cảnh sát quát. Trung niên cảnh sát tiến lên, một phen liền chiều Trương Huyền bả vai chụp tới, kết quả bị Trương Huyền tùy tay đẩy, liền té lăn trên đất. Trương Huyền này đẩy, bên trong ẩn chứa đồ vật rất nhiều, cho dù là một cái tán đánh cao thủ tới, cũng đến té ngã. Trương Huyền hòa Bình Tiên Sinh đối thoại, bao gồm Trương Huyền hành động, đều bị những cái đó chờ ở Trúc Gia Trang trước cửa người xem ở trong mắt, cơ hồ mỗi người đều suy nghĩ, này rốt cuộc là từ đâu ra lăng đầu thanh, cũng dám như vậy hòa Bình Tiên Sinh đối nghịch, cách ngôn nói rất đúng, quá giang long đều áp bất quá địa đầu xà, huống chi là Bình Tiên Sinh này bản địa long đâu,
ai dám chọc. Đặc biệt là, Trương Huyền vừa mới xuyến môn kia hai chữ, mọi người cũng đều nghe vào trong tai, không biết lễ nghĩa bốn chữ, bị bọn họ tự nhiên mà vậy còn đâu Trương Huyền trên đầu. Tới Trúc gia xuyến môn, biết cái gì kêu quy củ sao, bái phỏng cùng xuyến môn, là hai loại khái niệm. Trung niên cảnh sát bị Trương Huyền đẩy đến trên mặt đất, sắc mặt thật không đẹp, bò dậy quát to, ngươi dám tập cảnh. A, Trương Huyền bước chân một đốn, quay đầu, cảnh sát chức trách, là giữ gìn quốc gia an toàn, bảo hộ công dân nhân thân an toàn, tự do thân thể, cùng hợp pháp quyền lợi, ngươi vừa mới làm sự, đều không phải là một cái cảnh sát chức trách, ta này như thế nào có thể kêu tập cảnh đâu. Tiểu tử, ngươi miệng rất ngạnh a. Bình Tiên Sinh quát một tiếng, hắn đương nhiên biết, chính mình hành vi, thuộc về lạm dụng chức quyền, nhưng ai lại dám nói chính mình, ai lại dám cùng chính mình đối nghịch. Những cái đó chờ ở Trúc Gia Trang trước người lắc lắc đầu, này người trẻ tuổi, nói dễ nghe một chút, kêu nghé con mới sinh không sợ cọp, nói khó nghe điểm, đó chính là cái ngốc nghếch, không có trải qua xã hội mài giũa cùng quất, mới dám nói ra nói như vậy tới. Trương Huyền liếc liếc mắt một cái Bình Tiên Sinh, không để ý đến, hắn đã muốn chạy tới Trúc Gia trước đại môn, vươn tay, nện ở kia màu đỏ thắm trên cửa lớn, hắn này cử, là vì lập uy. Màu đỏ thắm đại môn, phát ra phanh một tiếng trầm vang. Trương Huyền này một cái phá cửa động tác, nhưng đem mọi người sợ tới mức không nhẹ, liền Bình Tiên Sinh giật nảy mình. Tạp Trúc Gia môn, hắn dám tạp Trúc Gia môn, ngay cả Đều Hải một tay lại đây, đều chỉ dám nhẹ nhàng gõ cửa mà thôi, tiểu tử này, dám dùng nắm tay đi tạp. Những cái đó đứng ở Trúc Gia trước cửa người, đều theo bản năng lui về phía sau mười mấy mét, sợ từ từ Trúc Gia người ra tới, đem chính mình cùng tiểu tử này liên hệ đến một khối đi. Màu đỏ thắm đại môn phát ra kéo kẹt một thanh âm vang lên, đại môn mở ra, một người thanh niên đầy mặt không vui đem đầu dò ra tới, chất vấn nói, ai tạp môn. Ngoài cửa những người đó, tất cả đều đem ánh mắt tập trung đến Trương Huyền trên người. Bên trong cánh cửa thanh niên trên dưới đánh giá Trương Huyền liếc mắt một cái, sắc mặt bất thiện hỏi, chính là ngươi tạp môn. Chương 392, tới trước cửa tiếp ta. Có người từng nói, tình nguyện ở phía chính phủ đơn vị đương một cái lương tháng 3.000 tầng chót nhất công nhân, đều so với chính mình một tháng kiếm thượng 8.000 đồng tiền muốn tới thoải mái. Có rất nhiều người chợt vừa nghe, đối này thực không hiểu, nhưng sự thật chính là như thế. Trúc Gia chi thứ con cháu, bất quá là canh giữ ở Trúc Gia đại môn, khiến cho vô số đại nhân vật gương mặt tươi cười lấy lòng. Những nhân vật này, đặt ở địa phương khác, hắn đều không nhất định tiếp xúc đến. Hiện tại tên này mở cửa Trúc Gia chi thứ, chính là như thế. Hắn trông coi Trúc Gia đại môn đã hơn một năm thời gian, này đã hơn một năm, cơ hồ mỗi ngày đều có người tới cửa bái phỏng, mỗi người tới đây, đều là quà tặng không ngừng, thái độ khiêm tốn, thậm chí có chút người còn bỏ thêm hắn liên hệ phương thức, cho hắn tắc chút chỗ tốt, chỉ vì hắn có thể làm những người đó tiến cái Trúc Gia đại môn, đã hơn một năm tới, hắn đã sớm thói quen như vậy bị người vây quanh lấy lòng cảm giác. Hôm nay Trương Huyền cái này phá cửa động tác, là hắn đã hơn một năm tới chưa bao giờ cảm nhận được. Là ta tạp, Trương Huyền gật đầu, hắn nhìn mắt Trúc Gia như vậy hậu đại môn, không thượng nắm tay tạp, kia cũng tạp không vang không phải sao. Dĩ vãng tới Trúc Gia, Trúc Nguyên Cửu đều là mang theo Trúc Gia người, một ký lô mét ngoại nghênh đón. Trúc Gia thanh niên lại lần nữa đánh giá một lần Trương Huyền, này đã hơn một năm tới, hắn đã dưỡng thành một đôi hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người tới ăn mặc hay không phú quý. Thực hiển nhiên, Trương Huyền xuyên y phục, không tính là phú quý. Trương Huyền chống trơn đôi tay, càng là làm tên này Trúc Gia thanh niên khó chịu. Trúc Gia thanh niên bĩu môi, người tính cái thứ gì, cũng dám gõ chúng ta Trúc Gia môn, lăn. Thanh niên nói xong, dùng sức đem đại môn đóng lại. Môn quan thời điểm, còn mang theo một mảnh cho bụi, dương Trương Huyền vẻ mặt. Một người đứng ở bên ngoài người trẻ tuổi thật sự không nhịn xuống, cười ra tiếng tới, tiểu tử, đây là ngươi nói tới Trúc Gia xuyến môn. Kết quả là liền môn còn không thể nào vào được a. Bình Tiên Sinh cười lạnh, dám tạp Trúc Gia môn, còn tưởng rằng ngươi là nhân vật như thế nào, kết quả là, hừ hừ. Bình Tiên Sinh lời tuy nhiên chưa nói minh bạch, nhưng kia ý tứ đã thực rõ ràng. Trương Huyền nhíu nhíu mày, Trúc Gia người thái độ, thực sự làm hắn bất mãn, khi nào, Trúc Gia một cái hậu bối, cũng trở nên như vậy ngạo nghễ. Trương Huyền lấy ra di động, bắt cái dãy số đi ra ngoài, uy. Ta ở nhà các ngươi cửa, bị người cản lại, tới đón ta. Trương Huyền này điện thoại đánh xong, đứng ở Trúc Gia cửa chờ, bên cạnh hắn, lại vang lên một trận tiếng cười to, làm sao vậy? Cảm thấy mất mặt,
gọi điện thoại che giấu xấu hổ sao? Làm Trúc Gia người ra tới tiếp ngươi, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì a? Ha ha ha, ngươi đánh cấp chính là vị nào a? Từng đợt châm chọc tiếng vang lên, những người này đều đứng ở Trúc Gia trước cửa, vào không được đại môn, giờ phút này Trương Huyền xuất hiện, một là trở thành bọn họ điều hòa đối tượng, đệ nhị, trở thành bọn họ tìm tồn tại cảm mục tiêu, chính mình tuy rằng vào không được Trúc Gia đại môn, nhưng không giống người này như vậy mất mặt a. Trương Huyền không để ý đến những người này tiếng cười, lẳng lặng đứng ở Trúc Gia trước cửa. Một phút sau, Trúc Gia đại môn mở ra. Trúc Nguyên Cửu thân ảnh xuất hiện ở trước đại môn. Trúc lão gia tử. Thế nhưng là Trúc lão gia tử. Xem Trúc lão gia tử như vậy, là muốn ra xa nhà sao? Mọi người nhìn đến Trúc lão gia tử thời điểm, trên mặt đều mang theo vài phần kích động, căn bản là không hướng Trương Huyền trên người đi liên tưởng. Bình tiên sinh hướng Trương Huyền hét lớn một tiếng, kia tiểu tử, lăn xa một chút, đừng chống đỡ Trúc lão gia tử lộ. Bình tiên sinh tiếng quát rơi xuống sau, lập tức cấp Trúc lão gia tử đầu đi một cái kỳ hảo tươi cười. Trúc lão nhân, các người này Trúc gia người, cai quản quản. Trương Huyền đứng ở Trúc gia trước đại môn, thần sắc không vui nói. Trúc Nguyên Cửu vừa nghe Trương Huyền nói, sắc mặt lập tức biến đổi, liên tưởng đến là nhà mình vãn bối trêu chọc đến Trương Huyền, hắn đầu uốn éo, đối diện nội tên kia thanh niên quát, ra tới xin lỗi. Xin lỗi liền không cần, người Trúc gia lưu trữ loại người này cũng vô dụng, trực tiếp làm cút đi. Trương Huyền khinh phiêu phiêu nói một tiếng. Gia chủ, ta, bên trong cánh cửa tên kia thanh niên vừa muốn mở miệng, đã bị Trúc Nguyên Cửu một cái tát chịu ở trên mặt. Trúc Nguyên Cửu sắc mặt không vui quát, lăn. Trúc gia rất lớn, có thế lực, có nhân mạch, cũng sở dĩ, Trúc lão gia tử càng thêm minh bạch Trương Huyền đáng sợ, quang minh đảo đảo chủ, này nói ra đi đều có thể làm người quỳ phục thân phận, bị chính mình ra một cái vãn bối trêu chọc. Tuy rằng Trúc Nguyên Cửu không biết cái này vãn bối là như thế nào chọc tới Trương Huyền, nhưng chỉ cần chọc, Trương Huyền làm lăn, vậy cút đi. Trúc Nguyên Cửu sống vài thập niên, người lão thành tinh, hắn nhìn như tuổi già, kỳ thật trong lòng so với ai khác đều thanh tỉnh, Trúc gia tuy đại, nhưng cùng Quang Minh Đảo, còn không ở một cái cấp bậc mặt trên, chính mình cấp Quang Minh Đảo đã phát cứu viện thỉnh cầu, hôm nay Trương Huyền có thể tới, cũng đã là cho chính mình thiên đại mặt mũi, là xem ở năm đó vị kia phân thượng. Nếu không, chính mình không có lớn như vậy năng lực, thỉnh động vị này Sa Tăng đại nhân. Trúc Nguyên Cửu đối đãi Trương Huyền thái độ, làm đứng ở ngoài cửa mọi người, toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Này người trẻ tuổi, cùng Trúc lão gia tử nhận thức. Càng quan trọng là, này người trẻ tuổi làm tên kia Trúc gia người lăn, Trúc lão gia tử liền nghe xong. Hắn rốt cuộc là người nào a? Nguyên bản còn ngạo nghễ bình tiên sinh, lập tức liền xúc đến trong đám người đi, chính mình vừa mới. Thế nhưng đối như vậy một người hô to gọi nhỏ. Trúc gia tên này thanh niên, cũng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình vừa mới sở quát lớn người, thế nhưng cùng gia chủ nhận thức, còn làm gia chủ tự mình nghênh đón. Thân là Trúc gia người, hắn quá hiểu biết gia chủ thân phận có bao nhiêu lớn, chẳng sợ bổn thị một tay tới, đều là lấy vãn bối thân phận, làm gia chủ tự mình nghênh đón, này vẫn là hắn trông cửa này đã hơn một năm tới, đầu một hồi thấy. Trương Huyền nhìn Trúc Nguyên Cửu cách làm, gật gật đầu. Đối với tên này thanh niên, Trương Huyền cũng không quá để ý, rốt cuộc thân phận chênh lệch quá lớn. Trúc Nguyên Cửu xem nhà mình tên này vãn bối còn đứng ở chỗ này, lại lần nữa một cái tát chịu đến đối phương trên mặt, làm ngươi lăn, không nghe thấy sao. Tên kia thanh niên cả người một cái run run, chân mềm nhũn liền quỳ tới rồi trên mặt đất, gia chủ, ta sai rồi, tha thứ ta lần này đi. Đối mặt tên này thanh niên xin tha, Trúc Nguyên Cửu xem cũng chưa xem một cái. Xoay người nhìn về phía trang viên nội, lãng thịnh cười nói, đi làm người, đem ta tốt nhất rượu lấy ra tới. Trúc Nguyên Cửu này một câu, làm mặc kệ là Trúc gia tên này thanh niên, vẫn là ngoài cửa bình tiên sinh đám người, lại một lần cảm thấy chấn động. Mỗi người đều biết, Trúc gia là một cái thực truyền thống gia tộc, này lấy tốt nhất rượu, kia đó là tối cao lễ nghi, chỉ có đối đãi quan trọng nhất khách nhân, mới có thể làm như vậy. Trúc gia tên kia thanh niên chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn về phía ngoài cửa lớn, phát hiện bên ngoài người, đang dùng một loại châm chọc ánh mắt nhìn chính mình. Ngoài cửa những người này, kỳ thật cũng đã sớm chịu đủ rồi Trúc gia tên này thanh niên khí, chẳng qua vẫn luôn không dám phát tiết ra tới. Hôm nay nhìn đến người này ăn mệt, chính mình trong lòng cũng là phá lệ vui sướng, có loại nói không nên lời sảng cảm. Chương 393, khí. Trương Huyền đi theo Trúc Nguyên Cửu phía sau, vào Trúc gia. Trúc lão nhân, người này núi giả.
đều thả đã bao nhiêu năm, cũng nên tu tu, nếu không không biết ngày nào đó phải sụp. Trương Huyền ánh mắt nhìn quét Trúc Gia trang viên, bình phẩm từ đầu đến chân. Trúc Gia cùng Tô Gia đều là cổ võ gia tộc, nhưng Trúc Gia quy mô, so Tô Gia muốn đại quá nhiều. Trang viên nội, có núi giả tiểu hồ, trên mặt hồ phủ đầy hoa sen, giữa hồ còn có một cái đỉnh hóng gió. Toàn bộ trang viên nội, tu sửa không ít phòng ốc, có nhà trệt, có nhà lầu. Nói là trang viên, kỳ thật liền cùng một cái loại nhỏ khu nhà phố không sai biệt lắm, chỉ là cái này khu nhà phố, hoàn toàn thuộc về họ Trúc. Trang viên bên trong, có cửa hàng, có giỏ rau, phàm là bên ngoài nên có đồ vật, đều có. Cái gọi là thủ bổn, đều không phải là ngoan cố không hóa, có thể sử dụng đèn điện điều kiện, ai muốn lại đi dùng dầu hỏa đèn, không phải trang bức, chính là đầu óc có phao. Toàn bộ trang viên, đại khái chia làm ba cái khu vực. Lớn nhất kia phiến, chính là khu nhà phố, Trương Huyền nhìn đến, tối cao kia đống lâu, tổng cộng có 8 tầng, bên trong đều trụ người, mỗi nhà mỗi hộ, phân rành mạch, mà một ít tiểu nhị lâu A, tiểu biệt thự A, chính là cấp Trúc Gia thân phận càng cao một tầng người trụ, chỉ có vì Trúc Gia làm ra trọng đại cống hiến người, mới có thể trụ này. Trừ khu nhà phố ngoại, còn có một mảnh chăn nuôi khu, bên trong có người gieo trồng, có người nuôi dưỡng. Cái thứ ba khu vực, chính là diễn võ khu. Một cái thật lớn hình vuông diễn võ đài, chừng nửa cái sân bóng như vậy đại, mặt trên bãi đầy cọc gỗ người, diễn võ đài chung quanh, phóng đao kiếm chở binh khí. Trúc Gia trong trang viên, dòng người chen trúc xô đẩy, có nam có nữ, có già có trẻ, không tính hoa ở nhà, chỉ là ở trang viên nội hoạt động, liền có 100 nhiều người, diễn võ đài thượng, hơn 10 người Trúc Gia trẻ tuổi, đang ở một người Trúc Gia thế hệ trước dạy dỗ hạ, luyện quyền cước. Trương Huyền gật gật đầu, cười nói, Trúc lão nhân, người này cũng coi như con cháu mãn đường, sống được dễ chịu a. Trúc Nguyên Cửu trên mặt sinh ra một mặt cô đơn, con cháu mãn đường là không tồi, nhưng không một cái có tiền đồ, nếu ta này đó con cháu chung, có một người thành tựu có thể đuổi kịp ngươi 1/10, ta cho dù chết, cũng là có thể mỉm cười cửu tuyền. Trương Huyền cười cười, không nói gì, hắn cũng không có khiêm tốn, bởi vì hắn thành tựu, đích đích xác xác, là làm người theo không kịp. Trương Huyền đi theo Trúc Nguyên Cửu đi rồi hai bước, mở miệng hỏi, Trúc lão nhân, người biết là ai phải đối các ngươi Trúc gia động thủ sao? Trúc Nguyên Cửu nghe được Trương Huyền nhắc tới cái này đề tài khi, biểu tình nghiêm túc vài phần, lắc lắc đầu, ta cũng chỉ là nghe được tin tức, chỉ sợ cùng kia sự kiện có quan hệ. Trương Huyền suy đoán nói, là ngươi lần trước cùng ta nói cái kia đồ vật. Đúng là, Trúc Nguyên Cửu gật gật đầu, ta trước cho ngươi xem chút những thứ khác. Trúc Nguyên Cửu mang theo Trương Huyền, đi vào một gian thư phòng, cái này thư phòng là chỉnh thể độc lập, trước sau không có khác phòng ốc, toàn bộ thư phòng nội bố trí, liền cùng thư viện tàng thư khu giống nhau, mấy cái kệ sách, bãi đầy thư tịch. Trương Huyền nhìn lướt qua, này đó bãi ở trên kệ sách thư tịch, cũng không phải gì đó danh tác linh tinh, mà là một ít giảng giải, còn có Tô gia lịch sử. Trúc Nguyên Cửu đi đến một cái ở vào thư phòng nhất chỗ ngoặt kệ sách này thượng đều có chút lạc hôi. Trúc Nguyên Cửu cầm lấy một quyển ố vàng giấy ra thư, toàn bộ thư đều là dùng kim chỉ phùng lên, có thể thấy được này niên đại xa xăm. Trúc Nguyên Cửu phủi phủi thư thượng cho bụi, đem sách này đưa cho Trương Huyền, ngươi nhìn xem đi, đây là ta Thái gia gia lúc trước ký lục một ít đồ vật. Trương Huyền biểu tình có chút cổ quái đem thư tiếp nhận, Trúc Nguyên Cửu Thái gia gia. Này đến ngược dòng đến Thanh Triều Trung Kỳ đi đi. Trương Huyền tùy tiện mở ra một tờ, Thanh Triều chính mình văn tự là Mãn văn. Bất quá cũng không có đại biên độ sử dụng, ngay lúc đó văn tự nhiều là Hán văn, chỉ là có chút viết phương thức bất đồng, thả cách thức là từ từ hạ, từ hữu hướng tả, gửi đến nay, một ít chữ viết đã rất mơ hồ, nhưng Trương Huyền vẫn là có thể đọc hiểu. Hôm nay, ta trung trần thành một quyền, khí nhập ngực, lâu không thể bài xuất, với tâm bồi hồi, trong 7 ngày, không thể động võ. Trương Huyền lại lần nữa mở ra một tờ. Trung Nguyên đào khách với xước, khiêu chiến các đại phái trưởng môn, không một bài thích. Thật sự nãi võ lâm đệ nhất cao thủ, khí đã luyện đến đỉnh, ta hôm nay đột phá vốn có cảnh giới, vốn tưởng rằng có thể cùng với xước tranh phong, quả thật ta tự đại chi tưởng. Trương Huyền lại lật vài tờ, đều là lấy ngôi thứ nhất nhật ký hình thức ký lục đồ vật, ở này đó ký lục chung, Trương Huyền bắt giữ tới rồi một cái mấu chốt tự, khí. Trúc Nguyên Cửu Thái gia, cơ hồ ở mỗi một tờ, đều sẽ nhắc tới khí, thả khí mạnh yếu, đại biểu cho một người thực lực cao thấp. Trúc Nguyên Cửu nhìn Trương Huyền sắc mặt biến ảo, mở miệng nói, về khí, ngươi biết không? Trương Huyền đem thư còn cấp Trúc Nguyên Cửu, trầm ngâm vài giây, ta hẳn là nhìn thấy quá,
lúc ấy có người cùng ta nhắc tới quá, nhưng hắn nói không phải khí, mà là một loại khác cách nói. Trúc Nguyên Cửu tự giễu cười cười, khí vừa nói, chỉ là chúng ta Hoa Hạ đối này gọi chung, nơi khác đều có nơi khác xưng hô, uổng ta Trúc gia tự xưng là vì cổ võ thế gia, kết quả là, chúng ta cũng bất quá là ếch ngồi đáy giếng thôi, ta Thái gia này một quyển ký lục, hoàn toàn đổi mới ta nhận chi, khí ở bọn họ lúc ấy, là người tập võ đều sẽ cụ bị đồ vật. Này bổn ký lục, ngươi là khi nào nhìn đến? Trương Huyền nghi hoặc một tiếng. Nói ra thật xấu hổ. Trúc Nguyên Cửu lắc lắc đầu, này bổn ký lục, vẫn luôn đều gửi tại đây trong thư phòng, ta cũng là khoảng thời gian trước mới nhìn đến, mà ta phải cho ngươi xem như vậy đồ vật, cũng là này bổn ký lục chung ghi lại. Mang ta đi nhìn xem ngươi nói cái kia đồ vật đi. Trương Huyền mày nhăn lại. Lúc trước đi trước châu Âu vương sẽ, Trương Huyền cùng vương gặp trường nói là một trận chiến, kỳ thật. Càng nhiều còn lại là nói chuyện một ít đồ vật, Vương Gặp Trường cùng Trương Huyền chi gian, chỉ đối liều mạng nhất chiêu, cũng chính là kia nhất chiêu, Trương Huyền thủ đoạn bị thương, đến nay đều không có khỏi hẳn. Cho tới nay, Trương Huyền đều cảm giác có một loại như có như không đồ vật, tồn tại chính mình thủ đoạn giữa, cũng không biết kia rốt cuộc là thứ gì. Hiện tại, Trương Huyền trong lòng đã có suy đoán, đó chính là, khí. Căn cứ Trúc Nguyên Cửu Thái Gia Gia ở thư tịch chung ghi lại, khí nhập thể. Lâu không thể bài xuất, vô pháp động võ. Trương Huyền tuy rằng ai cũng chưa cấp nói qua, nhưng hắn thủ đoạn, so sánh với phía trước, thật là có chút sử không thượng sức lực. Kỳ thật Trương Huyền, đảo không phải không có cách nào đem tay trong chén này cổ dị dạng cảm giác hoàn toàn bài trừ, tuy rằng yêu cầu thời gian trường một chút, nhưng bằng vào hắn y thuật, vẫn là có thể làm được, chẳng qua Trương Huyền vẫn luôn cũng chưa làm như vậy, bởi vì hắn phi thường muốn làm rõ ràng, này rốt cuộc là cái gì. Từ cái gì mà đến? Càng là cường đại người, càng có thể cảm nhận được thế giới này vĩ đại. Trương Huyền cùng Trúc Nguyên Cửu đi ra thư phòng, ngồi trên một chiếc xe chuyên dùng, Trúc Nguyên Cửu phải cho Trương Huyền xem đồ vật, cũng không ở Trúc gia. Xe xử ra Trúc gia trang viên, hướng khoảng cách nội thành xa hơn địa phương mà đi. Chương 394, chớ quên thân phận của ngươi. Chiếc xe xử đến vùng ngoại thành, một chỗ nghĩa trang. Trừ bỏ tài xế bên ngoài, chỉ có Trúc Nguyên Cửu cùng Trương Huyền hai người. Trúc Nguyên Cửu làm tài xế ở nghĩa trang ngoại chờ đợi, hắn cùng Trương Huyền đi vào nghĩa trang. Trúc lão nhân, đây là các ngươi Trúc gia phần mộ tổ tiên đi. Trương Huyền quét một vòng, kia mộ bia người trên danh, tất cả đều họ Trúc. Trúc Nguyên Cửu gật gật đầu, trở lại quá mấy năm, ta cũng liền trụ này lạc. Trúc Nguyên Cửu mang theo Trương Huyền, đi đến nghĩa trang chỗ sâu nhất. Ở nơi đó, lập một khối mộ bia. Viết Trúc Kiếm hai chữ. Trúc Nguyên Cửu không có vô nghĩa, đi đến mộ bia trước, chỗ sâu trong tay dùng sức thúc đẩy mộ bia, liền nghe kéo kẹt một tiếng, mộ bia dần dần rời đi, mà Trúc Nguyên Cửu trước người, cũng xuất hiện một cái đi thông ngầm mật đạo. Trúc Nguyên Cửu quay đầu lại nhìn mắt Trương Huyền, khi trước đi vào mật đạo chung. Trương Huyền không có chần chờ, cũng theo đi lên. Cái này mật đạo thực hẹp, độ rộng chỉ có thể dung một người thông qua, thềm đá thượng đều nổi lên rêu xanh. Đi ở mặt trên, lòng bàn chân trượt. Trúc Nguyên Cửu mở ra di động thượng đèn pin, vừa đi một bên nói, cái này địa phương, cũng là từ ta Thái Gia Gia ghi lại biết được. Này mật đạo không thâm, Trương Huyền cảm giác, đại khái chính mình chuyến về 13 mễ tả hữu. Mật đạo cuối, là một cái thạch động. Thạch động không lớn, nương ánh sáng nhìn lại, trường khoan cũng bất quá mười mấy mét. Trúc Nguyên Cửu đứng ở thạch động chung, mở miệng nói, ta phải cho ngươi xem đồ vật. Liền ở trên vách đá, chính ngươi xem đi. Trương Huyền trên mặt lộ ra nghi hoặc, trên vách đá. Hắn lấy ra di động, mở ra đèn pin ánh đèn, chiếu chính mình bên cạnh trên vách đá chiếu đi. Ở ánh đèn chiếu thượng vách đá nháy mắt, Trương Huyền liền nhìn đến một chi lợi kiếm hướng chính mình đâm tới. Một màn này làm Trương Huyền sắc mặt biến đổi, hắn thân hình liên tục lui về phía sau, tránh né này kiếm mang, lại đột nhiên phát hiện, này không phải chân chính địch nhân, mà là một mặt bích họa. Tình huống như thế nào? Trương Huyền nhíu mày, lại lần nữa nhìn về phía kia mặt vách tường. Trên vách tường, thình lình khắc họa một người cầm kiếm đâm ra tư thế, này tranh vẽ đều không phải là có bao nhiêu sinh động, cũng không có cho người ta lập thể cảm giác, nhưng vừa mới kia cổ mũi nhọn từ đâu mà đến. Trúc Nguyên Cửu phảng phất nhìn ra Trương Huyền trong lòng nghi hoặc, mở miệng nói, lúc ấy ta lần đầu tiên thấy này bích họa thời điểm, cũng bị hoảng sợ. Trương Huyền nghi hoặc, đây là cái gì? Trúc Nguyên Cửu trả lời, một loại cổ kiếm thuật, toàn bộ vách đá, đều là ghi lại loại này cổ kiếm thuật,
ngươi vừa mới cảm nhận được cái loại này mũi nhọn, hẳn là chính là này kiếm thuật trung sợ ẩn chứa khí. Cái gì? Trương Huyền bởi vì Trúc Nguyên Cửu nói, cảm thấy khiếp sợ. Một loại khắc vào trên tường kiếm thuật, sở hình thành khí, thế nhưng sẽ làm chính mình cảm giác được nguy cơ cảm. Trúc Nguyên Cửu lắc lắc đầu, đầy mặt tiếc nuối, chúng ta vẫn luôn cho rằng, chính mình đã siêu việt tiền bối, có thể thăm dò vũ trụ, thăm dò vạn dặm hải dương, không nghĩ tới, tiền nhân cường đại, không phải chúng ta có thể tưởng tượng, nếu không có chính mắt nhìn thấy này cổ kiếm thuật, ta tuyệt đối không thể tin tưởng, chỉ là khắc vào trên tường đồ vật, là có thể làm ta có nguy cơ cảm, cũng vô pháp tin tưởng, khí thứ này, thế nhưng là chân thật tồn tại. Trương Huyền trầm mặc thật lâu sau, mới mở miệng, ở khoa học kỹ thuật phương diện, chúng ta là siêu việt tiền nhân, nhưng trên cơ thể người tự thân tiềm lực khai phá phương diện, chúng ta là trăm triệu không bằng tiền bối, liệp báo nhanh nhất chạy vội tốc độ có thể đạt tới 100m/8 giây, khi tốc có thể đạt tới 120 km, này liền chứng minh, trên địa cầu sinh vật, đều không phải là không đạt được cực hạn, siêu việt không được cực hạn, chỉ là nhân loại còn không có nắm giữ phương thức phương pháp. Hoặc là nói, còn không có đem tự thân tiềm năng khai phá đến mức tận cùng. Đã từng có báo chí đưa tin, một vị mẫu thân hài tử bị đè ở xe hạ, lúc ấy vị kia mẫu thân một người liền ném đi một chiếc xe, kia một khắc nhân thể tiềm lực bùng nổ, sở phát huy ra năng lượng là vô pháp tưởng tượng. Cho tới nay, khoa học giới đều có một cái suy đoán, mọi người hiện tại sở phát huy ra tiềm năng, không đến nhân thể 1%. Điểm này suy đoán, Trương Huyền trước nay đều không có hoài nghi quá, bởi vì hắn, chính là số ít khai quật xuất từ thân tiềm năng người, đồng dạng hắn cũng minh bạch, ở thân thể của mình giữa, còn có bao nhiêu đại tiềm năng không có bị khai quật. Trương Huyền đem ánh đèn chiếu vào trên vách tường, một lần nữa đánh giá khắc họa trên tường cổ kiếm thuật. Trương Huyền chú ý tới, này cổ kiếm thuật phát lực phương thức, cùng chính mình sở biết rõ, đều có rất nhiều địa phương bất đồng. Thường nhân luyện kiếm, là chú trọng chính mình như thế nào mới có thể đem kiếm uy lực phát huy ra tới, mà trên vách tường tranh vẽ, càng chú trọng, là như thế nào làm kiếm tới phối hợp tự thân, đây là khái niệm thượng vấn đề. Hiện tại người, cho rằng kiếm lực sát thương so tự thân muốn đại, mà thời cổ người, tắc cho rằng, tự thân lực sát thương, muốn xa xa vượt qua kiếm. Ngươi cho ta xem này đó, đơn giản là tưởng nói cho ta, khí tồn tại chân thật tính. Trương Huyền tắt đi di động đèn pin, muốn tiêu diệt các ngươi Tô gia những người đó, là ở ngươi phát hiện cái này cổ kiếm thuật sau, mới xuất hiện sao? Đúng vậy, Trúc Nguyên Cửu gật đầu, dựa theo bình thường tình huống tới nói, ta Thái gia gia cùng ta, tuy rằng kém số bối, nhưng về như vậy quan trọng truyền thừa, ta không có khả năng vẫn luôn cũng không biết, giống ta Trúc gia hậu bối, chẳng sợ lại quá hai đời, cũng nên biết được cổ võ, cho nên ta suy đoán. Trúc Nguyên Cửu nói đến này thời điểm, cố ý nhìn mắt Trương Huyền. Trương Huyền tiếp được Trúc Nguyên Cửu nói, khí, bị người cố ý che giấu đi lên. Đúng vậy, Trúc Nguyên Cửu nói, hiện giờ ta phát hiện khí tồn tại, cho nên có người liền phải diệt chúng ta Trúc gia, bọn họ không nghĩ làm chuyện này truyền ra đi. Trương Huyền đột nhiên cười, Trúc lão nhân, ngươi lúc trước nói phải cho ta xem thứ này, chỉ sợ không ngừng là muốn cho ta biết đơn giản như vậy đi. Đúng vậy, Trúc Nguyên Cửu nói thẳng không cố kỵ, ta tưởng thỉnh cầu ngươi, mở ra lục tiên sinh mồ. Chú ý ngươi nói, Trương Huyền ở Trúc Nguyên Cửu giọng nói rơi xuống nháy mắt, trên mặt tươi cười tất cả biến mất, chiều Trúc Nguyên Cửu chừng đi, ngươi có biết hay không, ngươi đang nói cái gì? Ta biết, Trúc Nguyên Cửu thở dài, ta biết ta nói, đại nghịch bất đạo, nhưng hiện tại sự tình, đã vượt qua chúng ta nhận chi, rốt cuộc là ai ẩn tàng rồi khí, lão tổ tông lưu lại đồ vật, có thể sử tự thân cường đại đồ vật, bị hoàn toàn che giấu, đây là vì cái gì? Trúc Nguyên Cửu vừa nói, vừa đi đến Trương Huyền trước mặt, nếu dựa theo thế giới ngầm quy củ, ta nên gọi ngươi một tiếng Sa Tăng đại nhân, nhưng dựa theo hoa hạ bối phận, lục tiên sinh cùng ta đồng lứa, ngươi là hắn đồ đệ, ta kêu ngươi một tiếng Trương Huyền, cũng không quá, hiện giờ, thế giới ngầm hỗn loạn, sau lưng có người chuyên môn đem ổn định thế cục rào đến hỏng bét, ngươi làm lục tiên sinh duy nhất đệ tử, ngươi có lý do đứng ra. Chớ quên lục tiên sinh ngay lúc đó thân phận, ngươi là hắn đệ tử, muốn kế thừa hắn y bát, sớm tại lục tiên sinh đi ngày đó, ngươi chính là hoa hạ cổ võ bảo hộ thần. Không cần cho ta mang này tâng bốc, Trương Huyền hét lớn một tiếng, lục lão nhân mộ, ai đều không được khai. Chương 395, Trúc gia đại bỉ. Trúc Nguyên Cửu biểu tình kích động, duỗi tay bắt lấy Trương Huyền hai vai, chẳng lẽ ngươi muốn xem hoa hạ cổ võ tan biến sao? Lúc trước mỗi người đều cụ bị khí, hiện tại thành truyền thuyết, chẳng lẽ muốn trăm năm sau,
làm cổ võ cũng trở thành truyền thuyết sao? Trương Huyền run vai chấn khai trúc nguyên cửu tay, đi nhanh chiều thạch động nhập khẩu đi đến, sẽ không có như vậy một ngày. Trúc nguyên cửu đi nhanh chiều Trương Huyền đuổi theo, vừa muốn mở miệng, Trương Huyền liền lại lần nữa chừng tới. Trương Huyền ánh mắt, giống như một chi lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng trúc nguyên cửu trái tim, làm hắn sắp sửa xuất khẩu nói sinh sôi nuốt trở vào. Tối tăm địa đạo chung, Trương Huyền nhìn thẳng trúc nguyên cửu, biết sao, nếu không phải ta rõ ràng ngươi cùng Lục lão nhân quan hệ, liền ngươi vừa mới lời nói, ta liền có lý do làm thịt ngươi. Trúc nguyên cửu một sửng sốt, chợt như là nghĩ tới cái gì, cúi đầu, là ta đường đột. Được rồi, đi thôi. Trương Huyền vẫy vẫy tay, trước làm rõ ràng, giấu ở sau lưng người rốt cuộc là ai, bọn họ mục đích là cái gì. Trương Huyền nói xong, theo địa đạo, về tới mặt đất. Rời đi nghĩa trang sau, Trúc Nguyên Cửu một câu cũng chưa cổ họng, hai người về trước Trúc gia, cũng tới rồi cơm điểm, Trúc Nguyên Cửu đã sớm sai người chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, đồ ăn loại chủng loại nhiều, lượng thiếu, rượu ngon một lọ, hai người ăn, sẽ không có vẻ đơn sơ, cũng sẽ không lãng phí. Trúc Nguyên Cửu cũng không có kêu hắn hậu bối tới cùng đi, Trúc Nguyên Cửu rất rõ ràng, cùng Trương Huyền ngồi cùng bàn ăn cơm, chính mình Trúc gia hậu bối người, còn không có cái kia tư cách. Trương Huyền đã đến, cũng không có kinh động quá nhiều Trúc gia người, trừ bỏ số ít người biết Trúc gia tới danh gia chủ khách quý bên ngoài, còn lại phần lớn người, đối việc này còn không biết hiểu. Một bữa cơm còn không có kết thúc, có một người Trúc gia chi thứ con cháu liền đi tới Trúc Nguyên Cửu trước người, thật cẩn thận hỏi, gia chủ, người đều đến đông đủ, bắt đầu sao? Trúc Nguyên Cửu gật gật đầu, bắt đầu đi. Tên này Trúc gia con cháu khom người lui ra, ngay sau đó, Trương Huyền liền nghe ngoài phòng truyền đến hét lớn một tiếng. Bắt đầu hai chữ rơi xuống, đó là một trận khua chiêng gõ trống thanh. Trương Huyền nhìn đến, rất nhiều Trúc gia con cháu, đều từ khu nhà phố đi ra, đi tới diễn võ đài kia, chỉ là tuổi trẻ gương mặt, liền có 50 nhiều. Trúc Nguyên Cửu mở miệng nói, Trúc gia lần này gặp phải đại kiếp nạn, còn ở bên ngoài con cháu cũng đều triệu hồi tới, mượn lần này cơ hội, kiểm nghiệm một chút bọn họ thân thủ. Trương Huyền gật gật đầu, này nói trắng ra là... chính là một lần gia tộc đại bỉ sao, loại này toàn gia tộc tính đại bỉ, nếu có thể lấy được ưu dị thành tích, kia tất nhiên sẽ khiến cho gia tộc coi trọng, này đó Trúc gia vãn bối nhóm, cũng đều là xoa tay hầm hè. Thế giới vĩnh viễn là thuộc về trẻ tuổi, lần này Trúc gia đại bỉ, tham dự cũng đều là người trẻ tuổi. Trúc Nguyên Cửu xoa xoa miệng, thấy Trương Huyền cũng ăn không sai biệt lắm, liền đưa ra mời, muốn hay không cùng ta cùng đi nhìn xem. Ngươi chạm vị trí quá cao, nhiều năm như vậy. Cũng đều thoát ly trẻ tuổi cái này quần thể đi. Trương Huyền cười gật đầu, cũng hảo, vậy nhìn xem đi. Trương Huyền cùng Trúc Nguyên Cửu cùng nhau đi vào diễn võ trường, những cái đó Trúc gia con cháu nhóm vừa thấy đến Trúc Nguyên Cửu đã đến, thân thể đều theo bản năng ngay ngắn không ít, đồng thời cũng ở tò mò, đi theo gia chủ bên người vị này người trẻ tuổi rốt cuộc là ai. Diễn võ đài trước, có một cái quan chiến tịch. Trương Huyền cùng Trúc Nguyên Cửu ngồi ở quan chiến tịch chính giữa nhất, này một cái ngồi xuống địa phương, làm rất nhiều người đều suy đoán, này có thể là cái nào đại gia tộc con cháu, đại biểu chính mình bậc cha chú tiến đến, cùng kinh thành nhất trung tâm kia một mảnh có liên hệ, nếu không tuyệt đối vô pháp cùng gia chủ ngồi vào cùng nhau. Trúc gia diễn võ thực mau liền bắt đầu, có chuyên môn người chủ trì. Nhi tử, cố lên a, người hôm nay nếu có thể đánh thắng Tam Luân, người nói cái kia phòng ở, ta cho ngươi ra tiền. Nhà đầu, tránh điểm khí. Ngươi nếu có thể thắng một ván, 50 vạn dưới xe, ngươi tùy tiện tuyển. Ở diễn võ đài chung quanh, vang lên không ít cố lên âm thanh ủng hộ. Cổ võ gia tộc, tôn trọng võ phong, trong nhà quan trọng nhất chính là tập võ. Ở Trúc gia, một cái song tiến sĩ học vị thiên tài, tuyệt đối không có một cái đại bỉ quán quân tới vinh quang cảm cường, này đã là từ xưa liền lưu tại đại gia trong lòng quan niệm. Thực mau, trên đài so đấu liền bắt đầu, những cái đó trẻ tuổi một quyền một chân. Đánh khí thế ngất trời, một ít nữ nhân, càng là có cân quắc không nhường tu mi chi thế, đánh một ít nam tính kế tiếp bại lui. Trúc Nguyên Cửu nhìn trên đài này đó hậu bối tinh khí thần bừng bừng phấn chấn bộ dáng, trên mặt không tự giác lộ ra ý cười. Ngươi cảm thấy thế nào? Trúc Nguyên Cửu nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền gật gật đầu, lợi hại, thực lực so với chúng ta lúc trước đấu thời điểm hiếu thắng rất nhiều, chẳng qua gia tộc đại bỉ, thiếu chút tàn nhẫn. Về sau muốn đã chịu mài giũa còn có rất nhiều. Trúc Nguyên Cửu thâm chấp nhận, đúng vậy, bọn họ trước sau đều là tại gia tộc, không có đi ra ngoài quá, càng không có chân chính tiếp xúc quá thế giới ngầm,
đó là người ăn người địa phương a, thật không biết bọn họ nên như thế nào vượt qua. Trương Huyền vỗ vỗ Trúc Nguyên Cửu bả vai, lão nhân, loại sự tình này, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng, con cháu đều có con cháu phúc, ngươi lúc ban đầu tiếp xúc thế giới ngầm thời điểm, không phải cũng là cái gì cũng đều không hiểu sao, có một số việc, yêu cầu chính mình chậm rãi đi thừa nhận. Nói là nói như vậy, nhưng, Trúc Nguyên Cửu suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ là thật mạnh thở dài, ai? Đại bị tiến hành tốc độ thực mau, này không phải cái loại này lôi đài quyền anh, yêu cầu đạt được, đánh vài cái hiệp, chân chính so đấu, cơ hồ ở đối chiêu 2 phút nội là có thể kết thúc. Cách đấu là một kiện tương đương hao phí thể lực sự, một người bình thường quang đối với bao cát huy quyền một phút liền sẽ mệt quá sức, càng đừng nói thực chiến, chẳng sợ này đó Trúc gia con cháu đều là người biết võ, vài phút xuống dưới, cũng là thể lực hao tổn nghiêm trọng, căn bản kéo không được quá nhiều thời giờ. Có một người thanh niên, khiến cho Trúc Nguyên Cửu chú ý, kỳ thật lực hoàn toàn siêu việt sở hữu Trúc gia con cháu, lấy nghiền áp chi tư, một đường thủ thắng. Lợi hại. Nghe nói Trúc Trung ca dốc lòng tu hành, quả nhiên là thật sự, hắn quá lợi hại. Căn bản không ai là Trúc Trung ca đối thủ a. Xem ra chỉ có thế hệ trước người có thể cùng Trung ca so chiêu. Khó mà nói, chẳng sợ thế hệ trước, đều không nhất định là Trung ca đối thủ. Diễn võ đài bên trẻ tuổi, nhìn đứng ở trên đài người nọ, đều không khỏi cảm thán nói. Trúc gia đại bỉ, không có như vậy nhiều quy củ, thắng được người, muốn nghỉ ngơi, muốn tiếp tục đối chiến, đều tùy ý. Nói như vậy, một người đánh xong một hồi, thể lực hao tổn nghiêm trọng, đều sẽ lựa chọn hơi làm nghỉ ngơi, lại đánh hạ một hồi, mà cái này Trúc Trung, đã một người liền đánh 7 chàng, mỗi một cái đối thủ, đều là bị nhất chiêu đánh bại. Ra tay quyết đoán, chọn lựa thời cơ chính xác, không tồi, là cái hạt giống tốt. Trương Huyền nhìn trên đài Trúc Trung, gật gật đầu, người này, người có thể bồi dưỡng một chút, hắn ở đối địch phương diện, rất có thiên phú. Trúc Nguyên Cửu cười gật gật đầu, Trúc gia gia như vậy một nhân tài, hắn cũng là thực vui vẻ. Chương 396, tuổi trẻ khí ngạo. Trúc Nguyên Cửu vung tay lên, diễn võ đài thượng tỷ thí tạm thời dừng lại. Gia chủ, mọi người, đều tại đây một khắc hướng Trúc Nguyên Cửu ôm quyền khom người, hành lễ. Trúc Nguyên Cửu vẻ mặt tươi cười nhìn về phía trên đài, Trúc Trung, biểu hiện của ngươi, thật là ra ngoài ta ngoài ý liệu a. Trúc Trung vừa nghe lời này, sắc mặt vui vẻ, ôm quyền nói, đa tạ gia chủ tán dương. Trúc Nguyên Cửu cười nói, ngươi là như thế nào tu luyện, ta xem ngươi quyền pháp con đường, cùng Trúc gia thống truyền hơi có biến hóa. Trúc Trung nghe Trúc Nguyên Cửu nhắc tới chính mình quyền pháp khi, trên mặt theo bản năng nhiều vài phần ngạo nghễ, hồi gia chủ, gần 2 năm tới, ta thăm viếng cả nước các nơi, khiêu chiến các cổ võ, tổng hợp bách gia, tự nghĩ ra toàn lộ, 2 năm tới, ta cộng khiêu chiến số lần đạt tới 564 thứ, thắng 563 thứ, duy nhất một lần bại tích, ở ta lần này về nhà trước, cũng hoàn toàn dọn chính. Trúc Trung nói, làm diễn võ đài người chung quanh ổ lên một mảnh. Khiêu chiến 2 năm, 564 thứ. Cơ hồ mỗi ngày đều ở cùng người đối chiến a. Hơn nữa liền thua một mâm, cuối cùng còn thắng đã trở lại. Nói như vậy, chẳng lẽ, Trúc Trung ca đã trở thành chúng ta trẻ tuổi mạnh nhất người kia? Một người hỏi như vậy nói. Kia khẳng định a, khiêu chiến 500 nhiều, cái nào người trẻ tuổi có thể khiêu chiến 500 nhiều người không thua? Diễn võ đài chung quanh truyền đến thanh âm, làm Trúc Trung rất là đắc ý, trên thực tế, này thật là một cái ngạo nhân chiến tích. Trúc Nguyên Cửu mày hơi hơi nhăn lại, Trúc Trung thân thủ, hắn đích xác thực vừa lòng, nhưng Trúc Trung quá ngạo, loại này ngạo khí, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Trúc Nguyên Cửu sống nhiều năm như vậy, cũng gặp qua rất nhiều thiên tài, có một đại bộ phận người, cuối cùng đều thua ở chính mình cái này ngạo thượng, Trúc gia gia như vậy một nhân tài. Trúc Nguyên Cửu không thể tận mắt nhìn thấy Trúc Trung chính mình hủy ở cái này ngạo tự mặt trên. Trúc Trung, ngươi cho rằng, ngươi hiện tại thực lực, là cái nào trình tự? Trúc Nguyên Cửu hỏi. Về nhà chủ nói, Trúc Trung trả lời, ta lần này khiêu chiến, đều không phải là vô danh không họ đồ đệ, đều là các đại thế gia người xuất sắc, có khi ta có thể một địch nhiều, ta cho rằng, quá mức khiêm tốn đó là kiêu ngạo, thực lực của ta, đặt ở hoa hạ trẻ tuổi trung, đương thuộc vô địch. Đang nói ra vô địch hai chữ khi, Trúc Trung trên người, tản ra một cổ nùng liệt tự tin. Trúc Nguyên Cửu hét lớn một tiếng, tự đại, ngươi cho rằng, ngươi khiêu chiến các thế gia trẻ tuổi, liền thật ở hoa hạ vô địch. Hoa hạ truyền thừa xa xăm, có quá nhiều ngươi không biết đáng sợ tồn tại, ngươi loại này tư tưởng, là tự chịu diệt vong. Đối mặt Trúc Nguyên Cửu quát lớn,
Trúc Trung trả lời nói, gia chủ, ta cho rằng, chúng ta người tập võ, hẳn là phải đối chính mình có tuyệt đối tin tưởng, có thẳng tiến không lùi dũng khí, sợ hãi rụt rè, không phải tập võ chi đạo, lần này đại bỉ kết thúc, ta sẽ tiếp tục khiêu chiến Hoa Hạ các đại cao thủ, từ trẻ tuổi, đến thế hệ trước. Trúc Trung lời nói hùng hồn, làm rất nhiều người đều đã chịu cảm nhiễm, thậm chí đều có một loại lập tức trường kiếm thiên hạ xúc động. Trúc Nguyên Cửu lắc lắc đầu, thực lực của ngươi đích xác không tồi, nhưng muốn khiêu chiến Hoa Hạ các đại cao thủ, còn kém quá xa. Ngươi nếu cảm thấy ngươi có khiêu chiến các đại cao thủ tư cách, nhưng cùng ta thử một lần, ngươi nếu có thể ở ta thủ hạ đi qua ba chiêu, ta không nói hai lời, nhậm ngươi ra cửa khiêu chiến. Trúc Nguyên Cửu là tưởng xoa hạ Trúc Trung nhuệ khí. Gia chủ, ta Trúc Trung tuy rằng trẻ tuổi vô địch, nhưng cùng ngươi so sánh với, vẫn là có không nhỏ chênh lệch, trong lòng biết ba chiêu vô pháp với tới. Trúc Trung ôm quyền, cũng không có nhân Trúc Nguyên Cửu nói, đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Trúc Nguyên Cửu nhìn Trúc Trung, hắn biết, muốn làm Trúc Trung thu liếm chính mình ngạo khí, cần thiết làm cùng thế hệ người đánh bại hắn, thả lấy lôi đình chi thế mới nhưng, thế hệ trước người, vô pháp cấp Trúc Trung tạo thành bất luận cái gì thất bại, nhưng Trúc gia giữa, trẻ tuổi, không ai có thể cùng Trúc Trung tranh phong. Trúc Nguyên Cửu trầm mặc vài giây, đem ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền, trên mặt lộ ra thỉnh cầu thần sắc. Trương Huyền lắc lắc đầu, nhỏ giọng đối Trúc Nguyên Cửu nói, lão nhân, ngươi có điểm quá quán ngươi cái này vãn bối, hắn như vậy tính cách, bị nhục cũng chỉ là sớm muộn gì sự. Trúc Nguyên Cửu thở dài, chúng ta Trúc gia, hiện tại thật vất vả ra như vậy một nhân tài, ta như thế nào nhẫn tâm nhìn hắn cứ như vậy đi ra ngoài. Ở nhà bị nhục, đơn giản là ném điểm mặt, đóng cửa ăn năn một phen, cũng thật tới rồi bên ngoài bị nhục, vứt, rất có thể chính là mệnh a. Trúc Nguyên Cửu quá rõ ràng thế giới ngầm tàn khốc. Trương Huyền lắc lắc đầu, hành đi, giúp ngươi một lần. Đa tạ, Trúc Nguyên Cửu hướng Trương Huyền ôm quyền, hành giang hồ lễ nghi. Trương Huyền gật gật đầu, đứng dậy, đi xuống khán đài, chậm rãi đi đến trên đài, nhìn Trúc Trung, hỏi, ngươi cảm thấy, ngươi trẻ tuổi vô địch. Đương nhiên, Trúc Trung đôi tay bối ở sau người, ở đối mặt Trúc Nguyên Cửu khi, Trúc Trung biểu tình cung kính, nhưng đối đãi cùng thế hệ người. Trúc Trung trên mặt, toàn là ngạo nghễ. Trương Huyền cười cười, người 2 năm thời gian, khiêu chiến 564 thứ, bại một lần, xảo chính là, ta năm đó cũng làm quá vô số lần khiêu chiến, 2 năm thời gian, cộng chiến 1219 thứ, không một bại tích. Trương Huyền lời này vừa ra, không nói Trúc Trung, chính là dưới đài những cái đó Trúc gia trẻ tuổi, không có một cái tin tưởng. 2 năm tổng cộng mới nhiều ít thiên, liền tính người mỗi ngày khiêu chiến một người. Cũng không đạt được 1200 nhiều lần a. Này hiển nhiên chính là một cái vô pháp thống kê số liệu. Trúc Trung cười cười, mạnh miệng ai sẽ không nói. Trúc Trung mấy năm nay, khiêu chiến 564 thứ, trong đó chua sót, chính hắn phi thường rõ ràng, có thể nói, chính mình mấy năm nay thời gian, không có hảo hảo nghỉ ngơi quá một ngày, cơ hồ mỗi ngày đều ở cùng người tranh đấu, lần trước chịu thương còn không có hảo, cũng đã bắt đầu rồi tiếp theo tỉ thí. Cứ như vậy, mới hoàn thành 2 năm 564 thứ chiến tích, 1200 thứ. Này không phải nói giỡn là cái gì. Trương Huyền nhún vai, người không tin ta cũng không có biện pháp, ta chỉ nghĩ nói chính là, người đều không phải là cùng thế hệ vô địch. Nga, Trúc Trung nhướng mày, nhìn Trương Huyền, ý của ngươi là nói, người so với ta cường lạc. Không tồi, Trương Huyền gật gật đầu, đúng sự thật nói. Chê cười, Trúc Trung lộ ra một mặt cười nhạo. Mặc cho ai 2 năm thời gian, 500 đánh nữa, cơ hồ toàn thắng, đều sẽ tràn ngập cường đại tự tin, Trúc Trung một lòng, đã sớm là có ta vô địch cảnh giới, nghe tới một cái cùng bối người ta nói so với chính mình cường khi, Trúc Trung phản ứng đầu tiên, đó là không tin. Dưới đài những cái đó Trúc gia trẻ tuổi, nghe được Trương Huyền nói, cũng đều sôi nổi bĩu môi, mặc kệ là Trúc Trung vừa mới biểu hiện ra thực lực, vẫn là đều là Trúc gia người thân phận, đều làm cho bọn họ càng thiên hướng với Trúc Trung. Người này thật là dõng dạc. Không biết là cái nào thế ra con cháu, như vậy tự tin. Ngày thường đánh những người đó, đều là xem ở thân phận của hắn mặt trên, cố ý thua đi. Lời này vừa ra, một trận cười vang tiếng vang lên, vừa mới mọi người suy đoán Trương Huyền có thể cùng Trúc Nguyên Cửu ngồi ở cùng nhau nguyên nhân, chính là Trương Huyền không biết thân phận. Chương 397, một quyền. Trúc Trung nhìn đứng ở chính mình đối diện Trương Huyền, mở miệng nói, ngươi lên đài tới. Là tưởng cho ta khoe ra ngươi này đó thuận miệng nói thành tích. Trương Huyền cười, lắc lắc đầu, chỉ là tưởng nói cho ngươi, người tập võ, hẳn là thời khắc bảo trì một viên khiêm tốn tâm,
vô địch hai chữ, tự cổ chí kim, chỉ có kẻ thất bại dám nói. Ha ha, Trúc Trung cười lạnh, nói như vậy, ngươi là tưởng cùng ta quá hai chiêu. Trương Huyền vươn một ngón tay, tả hữu lay động, không phải quá hai chiêu, mà là nói cho ngươi, ngươi thân thủ, đặt ở cùng bối giữa, còn kém xa lắm, từ từ ta sẽ vươn hữu quyền đánh ngươi mặt, ngươi cần phải phòng hảo. Cuồng vọng, Trúc Trung gầm lên một tiếng. Trương Huyền hành động, đặt ở quyết đấu trước, chính là triệt triệt để coi khinh, bất luận cái gì một cái có tin tưởng người ở bị đối phương coi khinh khi, đều sẽ cảm thấy phẫn nộ. Dưới đài người bĩu môi, người này thật là ngày thường bị người làm quá nhiều đi, ra chiêu trước nói cho đối thủ chính mình muốn làm cái gì, này còn có thể thắng. Cho nên nói, ngày thường cùng hắn đánh những người đó, đều là cố ý thua. Xem Trúc Trung ca như thế nào giáo dục hắn đi. Dưới đài vang lên đủ loại thanh âm. Trương Huyền nhéo nhéo nắm tay, nhìn Trúc Trung, thế nào, chuẩn bị tốt sao, ta đếm ba tiếng, liền phải ra chiêu. Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng, trả giá đại giới. Trúc Trung trên mặt tức giận. Một, Trương Huyền bước chân hơi hơi triệt thoái phía sau, làm một cái phát lực tư thế. Trúc Trung đôi tay đặt ở trước ngực, một trước một sau, một trên một dưới, làm ra cách đấu chuẩn bị tư thế. Nhị, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười. Thân thể trước cung, mũi chân nhón. Trúc Trung gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền. Tam, Trương Huyền hét lớn một tiếng, hắn cả người, cũng tại đây trong lúc nhất thời, như mũi tên rời dây cung giống nhau vụt ra, mau thành một đạo ảo ảnh. Trúc Trung chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, theo sau một cổ kình phong chiều chính mình mặt đánh úp lại, tại đây một khắc, hắn cảm giác chính mình phảng phất bị nào đó đồ vật sở ngăn chặn, liền tứ chi đều ở cứng đờ, không nghe chính mình sai sử. Đãi kia cổ kình phong qua đi, Trúc Trung thấy, Trương Huyền nắm tay, chính ngừng ở chính mình trước mắt, không đến một cm chỗ, mà chính mình, giờ phút này còn vẫn duy trì vừa mới kia cách đấu chuẩn bị tư thế. Ta nói, ta ra hữu quyền, đánh ngươi mặt. Trương Huyền thanh âm, ở Trúc Trung bên tai vang lên. Một đạo mồ hôi, theo Trúc Trung nhĩ tấn nhỏ giọt, Trúc Trung hung hăng nuốt khẩu nước bọt, trong mắt toàn là không thể tin được. Dưới đài người. Thậm chí liền phát sinh cái gì cũng chưa thấy rõ, bọn họ chỉ nhìn đến ảo ảnh hiện lên, lại sau đó, đối phương nắm tay, cũng đã ngừng ở Trúc Trung mặt trước. Hảo cường! Lợi hại! Trúc gia hai gã trường đồng lứa người kinh ngạc cảm thán nói, đừng nói Trúc Trung, chính là Trương Huyền động tác, thả bọn họ đi lên, cũng sẽ không có đệ nhị loại kết quả. Trương Huyền thu hồi nắm tay, đem MU bàn tay ở sau người, nhìn Trúc Trung, nhớ kỹ, người tập võ, thời thời khắc khắc. Muốn bảo trì một viên khiêm tốn chi tâm, thiên hạ to lớn, người không biết đồ vật rất nhiều, muốn học đồ vật, càng nhiều. Trương Huyền nói xong, quay người chiều trên đài đi đến, hắn lời này, không riêng gì cấp Trúc Trung nói, đồng thời cũng là cho chính mình nói. Trúc Trung ở Trương Huyền xoay người trong nháy mắt kia, giống như đánh mất cả người sức lực giống nhau, sụi lơ trên mặt đất, kia cùng thế hệ vô địch xưng hô, thật giống như là một cái chê cười. Trương Huyền trở lại trên khán đài. Hỏi hướng Trúc Nguyên Cửu, ta có phải hay không có điểm chèn ép quá độc ác, người cái này hậu bối, không nhất định có thể hồi quá mức tới. Không tàn nhẫn hắn liền không rõ thế giới này vĩ đại, lần này sự, ta thiếu ngươi một ân tình. Trúc Nguyên Cửu lại lần nữa hướng Trương Huyền ôm quyền. Trương Huyền không nói gì, ngồi vào trên chỗ ngồi, tiếp tục nhìn Trúc gia đại bỉ. Nguyên bản Trúc gia trẻ tuổi tranh hùng, có chút người tuy rằng không bằng Trúc Trung, nhưng cũng nghĩ đại triển thân thủ, nhưng Trương Huyền vừa mới ra tay. Làm cho bọn họ toàn bộ bị nhục, đều nhấc không nổi kính tới. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, nhưng tổng thể tới nói, lợi lớn hơn tệ, Trương Huyền lần này chèn ép, làm Trúc gia người thu liếm chút nhuệ khí, trong lòng đối cổ võ, có càng nhiều kính trọng. Đại bỉ sau khi kết thúc, Trương Huyền rảnh rỗi không có việc gì, một người ở Trúc gia trang viên nhàn chuyển, Trúc gia những người đó, xem Trương Huyền biểu tình, tất cả đều cùng phía trước có thiên đại bất đồng, mỗi người trong ánh mắt. Đều mang theo vài phần sợ hãi. Về là ai phải đối Trúc gia động thủ việc này, Trương Huyền trong lòng cũng không có định số, cùng Trúc Nguyên Cửu chào hỏi, Trương Huyền rời đi Trúc gia trang viên, hắn hiện tại có một khác sự kiện, muốn làm minh bạch. Khí, rốt cuộc là thứ gì? Cùng bình thường cổ võ thế gia so sánh với, Quang Minh Đảo có mạnh có yếu, cường ở thực lực, ở phương diện này, Quang Minh Đảo có thể nói là thế giới đệ nhất, nhược, liền nhược ở nội tình. Cổ võ thế gia như Trúc gia, có tiền bối lưu lại bút ký, di tích, mà Trương Huyền, cái gì đều không có, hắn có khả năng dựa vào, chỉ có chính mình, Trương Huyền bản nhân, cũng gánh vác Quang Minh Đảo khai thác giả thân phận. Cho nên,
Trương Huyền muốn làm minh bạch một ít việc, muốn tất cả đều dựa chính hắn, dựa hắn đi sờ soạng, đi khai quật. Đều Hải có rất nhiều cổ tích, viện bảo tàng, đây đều là Trương Huyền kế tiếp mục tiêu, loại này thăm dò không thể nghi ngờ là phạm vi thật lớn, hơn nữa rất có thể tìm không thấy một chút hữu dụng đồ vật, nhưng liền Trương Huyền tới nói, hắn tạm thời không có khác hảo biện pháp. Trương Huyền không có ngồi xe, hắn đi bộ đi hướng Đều Hải thị khu, trong đầu vẫn luôn đều nghĩ đến hôm nay trên mặt đất thấy rõ đến kia một màn, kia cổ kiếm thuật thượng sợ ẩn chứa khí. Khí, rốt cuộc là cái gì? Bất đồng với khí thế đơn giản như vậy, khí là chân thật tồn tại, điểm này Trương Huyền thông qua chính mình thủ đoạn, có thể rõ ràng cảm nhận được. Khí lại là như thế nào hình thành? Đương tốc độ mau đến nhất định trình độ, cũng hoặc là lực lượng lớn đến nhất định trình độ, có thể hình thành khí. Trương Huyền trong óc, bị đủ loại nghi hoặc sở tràn ngập, hắn ở tự hỏi mấy vấn đề này. Có được khí người, rốt cuộc mạnh như thế nào? Trương Huyền hồi ức trên tường kia phúc bích họa, nếu đó là một cái chân nhân, rút kiếm hướng chính mình đâm tới, chính mình nên như thế nào đối mặt, chỉ là một bức bích họa, khiến cho chính mình cảm nhận được như có thực chất mũi nhọn. Trương Huyền đi ở trên đường, đột nhiên ngừng lại, ở hắn trong đầu, hiện lên khởi một cái hình ảnh, chính mình đứng ở tại chỗ, bích họa người trên, giống như sống giống nhau, chiều chính mình đâm tới. Kia bất đồng phát lực phương thức, lấy mình vì trung tâm xuất lực, cái loại này mũi nhọn, thẳng bức chính mình, Trương Huyền liên tục suy nghĩ mấy cái phương pháp, đều không thể né qua kia nhất kiếm. Cổ nhân cổ kiếm thuật, thật sự như vậy đáng sợ, ta liền nhất kiếm đều tránh bất quá đi. Trương Huyền trong lòng thầm than. Đột nhiên, một mạt linh quang tự Trương Huyền trong lòng hiện lên. Cổ nhân lấy tự thân cường, ta nếu so với hắn còn cường, lại vì sao phải sợ hắn khí? Hắn có thể sử dụng khí, đánh xuyên qua một mặt phách tường, ta dùng ta nắm tay, giống nhau có thể. Trương Huyền thân hình theo bản năng vặn vẹo, một quyền về phía trước oanh ra. Oanh! Một tiếng trầm vang truyền đến, nếu có người đứng ở bên cạnh thấy như vậy một màn, nhất định sẽ há to miệng. Trương Huyền này một quyền, rõ ràng chỉ đánh vào trong không khí, lại phát ra như vậy âm bạo thanh. Chương 398, ôn nhu có việc. Trương Huyền này một quyền đánh ra, phảng phất đánh xuyên qua một tầng sương mù. Nhìn chính mình đánh ra này một quyền, Trương Huyền lẩm bẩm tự nói. Ta lâm vào một cái lầm khu, ở nhìn đến kia phúc bích họa sau, ta luôn cho rằng, khí tồn tại, cùng phát lực phương thức có quan hệ, kỳ thật, không có bất luận cái gì liên hệ, kia phúc cổ kiếm thuật sở dĩ là như vậy phát lực phương thức, là bởi vì có thể càng tốt làm kiếm phù hợp chính mình, không phải dùng kiếm phách chém, mà là ở chính mình chém ra một quyền, đá ra một chân khi, kiếm có thể phụ trợ đi huy hoặc là chém. Trương Huyền trong mắt toát ra tinh quang. Ta tuy không biết khí như thế nào luyện, nhưng luyện khí người, không nhất định thiên hạ vô địch. Trương Huyền giờ khắc này, hình như là đi ra nào đó trói buộc, cái này trói buộc, từ hắn đi trước châu Âu vương sẽ ngày đó, liên tục đến bây giờ. Kia không biết khí, giống như là một khối tảng đá lớn, đè ở Trương Huyền ngực, làm hắn cảm thấy có chút không thở nổi. Nhưng hôm nay, nhìn đến kia phúc cổ kiếm thuật, làm Trương Huyền tìm được rồi tránh thoát tầng này trói buộc cơ hội. Đại đạo muôn vàn, trăm sông đổ về một biển. Mặc kệ là cổ nhân dựa tự thân, vẫn là hiện đại người dựa vào ngoại lực, mượn dùng khoa học kỹ thuật, sở hữu hết thảy, ngọn nguồn chỉ có một, đó chính là càng cường. Suy nghĩ cẩn thận này đó, Trương Huyền cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng không ít, tuy rằng như cũ muốn làm minh bạch khí từ đâu mà đến, nhưng hiện tại, hắn trên người đã không có cái loại này áp lực, có đôi khi, người ngộ đạo, chỉ ở trong nháy mắt mà thôi. Trương Huyền hồi tưởng vừa mới đánh ra kia một quyền khi cảm giác. Trống rỗng một quyền, mang theo mãnh liệt âm bạo. Trương Huyền lảo đảo lắc lư đi vào Đều Hải thị khu thời điểm, đã tới rồi buổi chiều 5 giờ, ở cái này tan tầm cao phong kỳ, hắn xem như hoàn toàn lãnh hội một chút thành phố lớn cùng tiểu thành thị chi gian chênh lệch. Ngân Châu tan tầm cao phong kỳ, rất nhiều người tuy rằng kêu kẹt xe, nhưng 14-15 km lộ, lái xe cũng liền nửa giờ, nhiều nhất 40 phút là có thể đến, mà ở Đều Hải loại này thành thị, đại khái yêu cầu 2 cái giờ. Trương Huyền chú ý tới, những cái đó ngồi ở trong xe tài xế, trên mặt căn bản là không hiện nóng nảy, hiển nhiên đã thói quen chuyện như vậy. Là ngươi, Trương Huyền chính đi tới đâu, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo nghi hoặc thanh. Trương Huyền quay đầu vừa thấy, liền thấy một nam một nữ, đang đứng ở chính mình phía sau. Này một nam một nữ, Trương Huyền có ấn tượng, là lưỡi dao sắc bén tiểu đội Kim Hâm Hòa Điền Nhụy, phía trước ở Ngân Châu nhìn thấy quá. Như thế nào?
nhìn thấy ta hai người thực kinh ngạc. Trương Huyền nghiêng đầu. Đảo không phải, Kim Hâm cười khổ một chút, ta chỉ là cảm thấy, này có thể là trời cao an bài, lần trước chúng ta gặp được nguy cơ, ngươi ra tay giúp chúng ta, lần này gặp được khó khăn, lại đụng phải ngươi. Trương Huyền khẽ cười một tiếng, kỳ quái nói, ngươi vì cái gì cảm thấy, các ngươi gặp được khó khăn, ta liền phải giúp các ngươi. Điền Nhụy trả lời nói, không phải chúng ta gặp được khó khăn, là Hàn Ôn Nhu nàng cái kia tiểu đội, gặp được khó khăn. Ôn Nhu, Trương Huyền trong đầu, hiện lên kia trương giàu có anh khí tuyệt mỹ gương mặt. Kim Hâm duỗi tay chỉ đỉnh đầu, ở hắn bên cạnh, là một nhà KTV. Ôn Nhu làm sao vậy? Trương Huyền nhìn nhà này KTV liếc mắt một cái. Điền Nhụy thở dài, ai, ngươi là Ôn Nhu bạn trai, hẳn là biết Ôn Nhu kia tính tình nóng nảy, bọn họ lần này chấp hành nhiệm vụ, là bảo hộ Hạ Đông nhi tử Hạ Gia Dương, Hạ Đông ngươi hẳn là biết đi. Trương Huyền gật gật đầu, Cảng Thành cái kia phú hào, được xưng Thái Bình Dương thượng mỗi xử quá 5 con tàu hàng, trong đó một con thuyền chính là hắn sao. Đúng vậy, Điền Nhụy nói, Hạ Gia ở toàn bộ Hoa Hạ, đều rất có thế lực. Lần này vốn là muốn cho Hạ Gia Dương làm đại biểu, đi vùng biển quốc tế thượng thương nghị một sự kiện, nhưng Hạ Gia Dương người nọ, là cái 10 phần ăn chơi trác táng, không biết cùng Ôn Nhu nói gì đó, kết quả bị Ôn Nhu cấp đánh, hiện tại người liền ở cái này KTV mặt trên. Kim Hâm đi lên tới mở miệng, Trương Huyền, tuy rằng ta không biết thân phận của ngươi là cái gì, nhưng lấy ngươi thân thủ, ngươi thế lực phía sau, khẳng định không nhỏ, chúng ta lưỡi dao sắc bén minh bạch, Hạ Gia tuy rằng đại. Nhưng cùng một ít lịch sử đã lâu cổ võ gia tộc so sánh với, còn kém rất nhiều, ta Hòa Điền Nhụy vốn định cùng thượng cấp liên hệ, nhìn xem có thể hay không chỉ cấp Ôn Nhu một cái xử phạt, liền đem việc này bóc quá, hiện tại nếu đụng phải ngươi, ngươi phải có năng lực, liền giúp Ôn Nhu giải quyết một chút đi. Rốt cuộc trên lưng xử phạt, đối Ôn Nhu ảnh hưởng, là rất lớn. Trương Huyền căn bản không có do dự, trực tiếp gật đầu, nói cho ta ghế lô hào. Chờ Kim Hâm Hòa Điền Nhụy nói ra ghế lô hào sau, Trương Huyền xoay người chiều kia gian KTV đi đến. Kim Hâm nhìn Trương Huyền bóng dáng, cười khổ lắc đầu, hy vọng Ôn Nhu cái này bạn trai, có thể đem sự giải quyết đi. Ôn Nhu tuy rằng không phải này một đám tốt nhất mầm, nhưng nàng là nhất nỗ lực một cái, ta thực xem trọng nàng, thật không hy vọng lần này sự, đối nàng có cái gì ảnh hưởng a. Điền Nhụy lắc lắc đầu, lần này sự, cũng không trách Ôn Nhu, liền Hạ Gia Dương kia há mồm. Đổi làm ta, cũng sẽ nhìn không được muốn đi chửi hắn. Tưởng là một chuyện, thật làm, là mặt khác một chuyện, phải biết rằng, chúng ta này hành, nhẫn nại cũng là môn bắt buộc, cấp lãnh đạo gọi điện thoại đi, lần này hy vọng, cũng không thể toàn đặt ở Trương Huyền trên người. Kim Hâm móc di động ra. Trương Huyền đi vào Kim Hâm nói nhà này KTV, đập vào mắt xa hoa trang hoàng, nhập khẩu âm hưởng, chính quy rượu Tây, đều tượng trưng cho nơi này xa xỉ tiêu phí. Trương Huyền theo Kim Hâm vừa mới nói ghế lô hào tìm qua đi, còn chưa tới ghế lô cửa, Trương Huyền liền nghe được ghế lô truyền đến tiếng quát mắng. Hắn sao, ngươi cho rằng các ngươi là thứ gì? Dám đánh lão tử, biết lão tử một năm quang nộp thuế thượng nhiều ít sao? Đủ nuôi sống các ngươi cả đời. Các ngươi hắn sao chính là cấp lão tử phục vụ, lão tử làm ngươi làm gì, ngươi liền làm gì, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Thảo. Ghế lô chung, Hạ Gia Dương cầm microphone. Hiển nhiên uống lên không ít. Ở ghế lô chung, một thân màu đen hưu nhàn trang Hàn Ôn Nhu đứng ở nơi đó, gắt gao nhéo nắm tay, nếu không phải bên người còn có người ngăn đón, nàng tuyệt đối sẽ xông lên đi đem cái này Hạ Gia Dương miệng cấp xé lạn. Hạ Gia Dương duỗi tay chỉ vào Hàn Ôn Nhu, lão tử làm ngươi bồi ngủ, là hắn sao để mắt ngươi, bằng không ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì, bất quá là một cái cẩu mà thôi. Nhớ kỹ, lần này là các ngươi có việc cầu lão tử. Không phải lão tử cầu các ngươi, đem lão tử chọc sinh khí, lão tử xem ngươi như thế nào xong việc. Hạ thiếu, ngươi trước xin bớt giận. Một người nhìn qua 30 tuổi tả hữu nam nhân, bưng lên một chén rượu, đi đến Hạ Gia Dương trước mặt, Ôn Nhu nàng tuổi trẻ, khí thịnh, không hiểu chuyện, ta đại nàng thế ngươi tạ tội, này ly rượu ta trước làm. Nam nhân nói, liền phải đem uống rượu hạ. Ai hắn sao làm ngươi uống? Hạ Gia Dương một tay đem đối phương trong tay chén rượu đoạt lại đây. Nam nhân bồi một trương gương mặt tươi cười, là, Hạ Thiếu nói chính là, việc này là ta làm không đúng. Không phải không đúng, là ngươi hắn sao, không tư cách này, hiểu sao? Hạ Gia Dương đem chén rượu giơ lên, thủ đoạn một nghiêng. Rượu theo ly khẩu chảy ra, tưới ở nam nhân đỉnh đầu. Chương 399, nội chiến. Rượu theo trung niên nam nhân đỉnh đầu chảy xuống.
trung niên nam nhân giấu ở phía sau nắm tay gắt gao bóp chết, nhưng trên mặt như cũ bồi một bộ tươi cười. Hạ Gia Dương đem chén rượu trống không, theo sau một ném, theo sau cực có vũ nhục tính vỗ vỗ trung niên nam nhân mặt, nhìn xem ngươi cái này tiện dạng, thật là cười so với ta ra cậu còn muốn tiện a. Hạ Gia Dương, ngươi có chuyện gì hướng về phía ta tới, đừng làm khó tôn đội. Hàn Ôn Nhu một phen ném ra chính mình bên cạnh người, mắt đẹp trung tràn ngập phẫn nộ, một trương xinh đẹp khuôn mặt nghẹn đỏ bừng. Hàn Ôn Nhu, người đủ rồi. Một người đồng dạng thân xuyên hắc y tuổi trẻ nữ nhân hét lên một tiếng, người cảm thấy người còn đem chúng ta làm hại không đủ thảm sao. Đây là chúng ta cuối cùng một lần nhiệm vụ, chỉ cần có thể viên mãn hoàn thành, mọi người đều có thể đi vào lưỡi dao sắc bén, liền bởi vì ngươi hành động theo cảm tình, đem chúng ta tất cả mọi người hại. Ngươi nói cái gì? Hàn Ôn Nhu quay đầu lại trừng mắt cái này tuổi trẻ nữ nhân, trong mắt tràn ngập khó hiểu. Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Nữ nhân đứng ở Hàn Ôn Nhu trước mặt, duỗi tay chỉ vào Hàn Ôn Nhu chán, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, trang cái gì thanh cao? Dám nói ngươi không bồi nam nhân ngủ quá, hiện tại bất quá là bồi Hạ thiếu ngủ một giấc mà thôi, rất khó sao? Ta xem ngươi chính là giả bộ đi. Ngươi nói bậy, Hàn Ôn Nhu phẫn nộ huy quyền chiều tên này tuổi trẻ nữ nhân trên người đánh đi. Tuổi trẻ nữ nhân thực nhẹ nhàng tránh đi Hàn Ôn Nhu này một quyền, khinh thường nói, nhìn xem ngươi như vậy, thân thủ không được, tính cách không được, ngươi cho rằng ngươi dựa vào cái gì tiến vào lưỡi dao sắc bén. Đủ rồi, được xưng là tôn đội trung niên nam nhân hét lớn một tiếng, chừng hướng tên kia tuổi trẻ nữ nhân, chúng ta là một cái tập thể, nói như vậy ta không nghĩ lại nghe được. Tôn đội nói xong, nhìn về phía Hạ Gia Dương, Hạ Thiếu, hôm nay sự, chúng ta đích đích xác xác là động thủ. Người nếu muốn đi khiếu nại chúng ta, thượng cấp liên hệ phương thức người cũng có, thượng cấp muốn xử phạt, chúng ta tiếp thu, Hạ Thiếu người phải xin lỗi, muốn bồi thường, chúng ta cũng tiếp thu, nhưng chúng ta đội viên, tuyệt đối không phải người tưởng vũ nhục liền vũ nhục. Tôn đội nói xong, vung tay lên, chúng ta đi. Ghế lô nội, còn đứng vài tên lưỡi dao sắc bén chờ tuyển đội viên, lúc này đều ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đi theo tôn đội, chuẩn bị chiều ghế lô bên ngoài đi đến. Ta không tiếp thu, tên kia tuổi trẻ nữ nhân hét lên một tiếng, trên mặt lộ ra không phục biểu tình, tôn đội, ngươi hẳn là biết, đây là chúng ta cuối cùng khảo hạch nhiệm vụ, nếu bị khiếu nại, chúng ta tất cả mọi người không cơ hội lại tiến lưỡi dao sắc bén, ta vì lần này cơ hội, trả giá đã quá nhiều, quyết không thể bởi vì một cái tiện nhân hủy hoại. Nữ nhân nói xong, vội vàng nhìn về phía Hạ Gia Dương, Hạ Thiếu, ta cầu xin ngươi, không cần khiếu nại chúng ta được không, ngươi nếu muốn bồi thường. Hết thảy, đều là cái này tiện nữ nhân, ngươi chỉ cần đơn độc khiếu nại nàng, nàng tuyệt đối sẽ bị khai trừ, đến lúc đó nàng sẽ khôi phục chức vụ ban đầu, đương một cái tiểu hình cảnh mà thôi, lấy thân phận của ngươi, tưởng như thế nào chơi nàng liền như thế nào chơi nàng, ngàn vạn không cần khó xử chúng ta được không? Nữ nhân đầy mặt, đều là khẩn cầu. Đủ rồi, tôn đội hét lớn một tiếng, chúng ta là tới hoàn thành nhiệm vụ, không phải ăn xin, chuyện này, phía trên tự nhiên sẽ kết luận. Ôn Nhu, đi. Tôn đội nói xong, cấp Hàn Ôn Nhu đưa mắt ra hiệu, làm Hàn Ôn Nhu trước rời đi. Đi trước đi. Lưu lại nơi này, chỉ biết đem sự tình trở nên gay gắt. Hàn Ôn Nhu bên cạnh hai người, nhỏ giọng khuyên nhủ. Hàn Ôn Nhu gắt gao niết quyền, mặt đẹp liên tục biến ảo, nếu lần này sự không liên lụy người khác, chỉ là nàng Hàn Ôn Nhu một người, nàng thề, tuyệt đối sẽ đem cái này Hạ Gia Dương đánh thành đầu heo. Đi, ngươi tưởng liền như vậy đi. Hạ Gia Dương cầm lấy một cái chén rượu, dùng sức nện ở trên mặt đất, chén rượu vỡ vụn, mảnh nhỏ bắn nơi nơi đều là, ai hắn sao đều không được đi. Đúng vậy, Hạ Thiếu không cho đi, một cái đều không được đi. Tên kia tuổi trẻ nữ nhân vội vàng giúp đỡ Hạ Gia Dương nói chuyện, dứt lời sau, hướng Hạ Gia Dương lộ ra kỳ hảo tươi cười. Hạ Gia Dương thực vừa lòng tên này tuổi trẻ nữ nhân cách làm, hắn gật gật đầu, thực hảo, làm cẩu. Nên giống ngươi như vậy ngoan mới đúng, tới, hiện tại nghe ta nói, ngươi qua đi, đánh họ Hàn một cái tát, lần này sự, ta liền sẽ không khiếu nại ngươi, ngươi đánh nàng hai bàn tay, ta cho ngươi 50 vạn, mỗi nhiều đánh một cái tát, ta nhiều cho ngươi 50 vạn. Tuổi trẻ nữ nhân nghe được Hạ Gia Dương nói, trong mắt có chút không dám tin tưởng, Hạ. Hạ Thiếu, ngươi nói chính là thật sự, một cái tát cho ta 50 vạn. Thảo, Hạ Gia Dương trong miệng hùng hùng hổ hổ. Người hắn sao cảm thấy lão tử kém chút tiền ấy sao? Tuổi trẻ nữ nhân hít sâu một hơi, trong mắt xuất hiện mãnh liệt ý độc, nàng nhìn về phía Hàn Ôn Nhu, cười lạnh nói, họ Hàn,
ngươi cũng đừng trách ta, ai làm ngươi không biết điều, trêu chọc Hạ thiếu đâu, ta liền đại Hạ thiếu hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Hạ Gia Dương hướng trên sofa một nằm, cầm lấy một mảnh dưa hấu phóng tới trong miệng, cười to nói, có ý tứ, chó cắn chó, ta thích xem. Tôn Đội đứng ở tuổi trẻ nữ nhân cùng Hàn Ôn Nhu chi gian, nhìn về phía tuổi trẻ nữ nhân, ngươi muốn làm cái gì? Tôn Đội, ta đây là vì chúng ta đoàn đội hảo a, Hạ thiếu đều nói, chỉ cần chúng ta hôm nay làm hắn vừa lòng, hảo hảo giáo huấn cái này họ Hàn, lần này liền không chuyện của chúng ta, ta làm này hết thảy đều là vì đại gia, nếu các ngươi đều không muốn, này ác nhân, liền từ ta đảm đương hảo. Nữ nhân nhéo nắm tay. Ngươi đánh giám, một người đứng ở Hàn Ôn Nhu bên cạnh nữ tính chờ tuyển đội viên quát, ngươi chính là vì tiền. Tiền, đúng vậy, ta chính là vì tiền, một cái tát 50 vạn đâu. Tuổi trẻ nữ nhân cười lạnh một tiếng, ngươi cái này đồ đê tiện, cùng kia họ Hàn, chính là cá mè một lứa, nếu không phải ngươi, họ Hàn tiện nhân như thế nào sẽ nhìn không được động thủ, còn không phải là bị Hạ thiếu ấn ở kia sờ soạng vài cái sao, ngươi liền cùng đã chết cả nhà giống nhau, trong lòng kỳ thật thực sảng đúng không? Tên kia nữ chờ tuyển đội viên vẻ mặt phẫn nộ, ngươi nói hưu nói vượn. Ta có phải hay không nói bậy, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Tuổi trẻ nữ nhân khinh thường bĩu môi, chờ ta thu thập xong họ Hàn, lại hảo hảo thu thập ngươi cái này đồ đê tiện. Tuổi trẻ nữ nhân nói, chiều Hàn Ôn Nhu đi đến. Che ở hai người chi gian Tôn Đội hít sâu một hơi, duỗi tay ngăn ở tuổi trẻ nữ nhân trước người, lạnh lùng nói, nghe, làm đoàn đội đội trưởng, ta có quyền quyết định mỗi người đi lưu, hiện tại, ngươi đã bị khai trừ rồi. Đi ngươi sao, tuổi trẻ nữ nhân chửi ầm lên một tiếng, họ Tôn, ta là cho ngươi mặt, kêu ngươi một tiếng Tôn Đội, bằng không ngươi cho rằng ngươi là cái gì ngoạn ý, thực lực không ta hảo, đầu lại ngu dốt, lão nương hiện tại đánh họ Hàn một cái tát, liền có 50 vạn. Hiếm lạ một cái lưỡi dao sắc bén đội viên thân phận. Cấp lão nương cút ngay. Trung niên nữ nhân tiếng nói vừa dứt, một quyền chiều Tôn Đội trên người đánh đi. Tôn Đội vội vàng chợt lóe, vừa mới tránh thoát một quyền, tuổi trẻ nữ nhân lại là một chân đá tới, Tôn Đội căn bản không kịp né tránh, bị một chân đá vào ngực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.